chiến trụ dâng lên cường quang, xua tan uy lực khai thiên thức cường đại, cũng đồng thời phóng xuất ra năng lượng cường đại, không ngừng liên tục rót vào trên thân đại hoàng tử. Đại hoàng tử giống như ăn phải đan dược kích thích tiềm lực, nhanh chóng khôi phục, khí thế cũng nhanh chóng tăng vọt. A! À, đại hoàng tử hét lên một tiếng, cường thế ổn định, sau khi hấp thu lực lượng chiến trụ, thực lực lại lần nữa tăng vọt, cường hãn trùng kích hàng rào cảnh giới, giống như muốn tiến vào bát trọng thiên. Chiến trụ sau khi phóng thích năng lượng mãnh liệt đã trực tiếp cùng huyết nhục hắn giao hòa cùng một chỗ. Ầm ầm. Cơ thể đại hoàng tử phồng lên, đường vân bắn ra cường quang, trở nên nóng nảy, trở nên càng thêm cường đại. Khương Phàm phá tan năng lượng đang sôi trào cuồn cuộn, thẳng tiến không lùi, lao đến đại hoàng tử. Khí tức mạnh lên rồi. Ta cũng có thể. Khương Phàm quả quyết kích phát hai, bản thân, trong tâm hải, thực lực tại thời khắc này tiếp tục tăng vọt, liên tiếp nhấc lên, thẳng tới thất trọng thiên đỉnh phong, lại đong đưa tới bát trọng thiên. Khương Phàm, hôm nay mặc kệ ngươi giãy giụa như thế nào, ngươi cũng sẽ phải chết trong tay ta. Đại hoàng tử vô cùng chấp nhất, tuyệt đối không tin thiên nhân ấn đã từng kinh diễm một thời đại lại có thể không địch lại Khương Phàm, cho nên hắn lại lần nữa thi triển ra. Lần này, lại có diễn biến hoàn toàn mới. Hư ảnh thiên nhân xuất hiện, trực tiếp xung nhập vào trong lòng bàn tay của hắn. A! À, đại hoàng tử cuồng dã trùng sát, tay phải sáng chói, mãnh liệt đánh về phía trước, thiên địa bạo động, giống như muốn sụp đổ. Cảnh giới tăng lên, pháp ấn dung hợp, uy lực một kích này còn mạnh hơn trước đó nhiều gấp mấy lần. Khương Phàm không nói một lời, hắn sôi trào nhiệt huyết, hưởng thụ trận chiến đấu thiên linh văn này. Đối mặt với bạo kích của đại hoàng tử, hắn cũng không chút mập mờ nào, chu tước phục thiên thuật lần nữa xuất hiện. Uy lực tăng vọt lên gấp 3 lần. Ầm ầm. Lần thứ 3 giao phong, lần thứ 3 bạo tạc, toàn bộ cánh tay đại hoàng tử đều bị vỡ nát, ngay cả bên phải thân thể đều be bét máu thịt. Nhưng, đại hoàng tử lại càng cứng cỏi, điên cuồng hơn, sau khi hạ xuống quyết hấp thu toàn bộ thực lực chiến trụ, khôi phục chiến khu hoàn chỉnh, hắn không có chút gì do dự, lần nữa ngưng tụ thiên nhân ấn. Thiên nhân ấn mơ hồ mông lung, phóng thích ra chấn động làm cho người ta sợ hãi, càng có sự kiềm chế khó nói nên lời hơn. A a a. Đại hoàng tử chừng muốn rách cả mí mắt, nhận lấy đau đớn to lớn, trực tiếp dung nhập thiên nhân ấn vào trong thân thể. Phóng thích, dung hợp, đây là hai vấn đề của thiên nhân ấn. Mà dung hợp càng là chia làm dung nhập bộ phận, cùng dung hợp toàn diện. Lấy cảnh giới của đại hoàng tử, kỳ thật còn không thể toàn diện dung hợp thiên nhân ấn được, nhưng hắn vẫn dứt khoát làm như vậy. Bởi vì, hắn cảm giác mình đã nhận lấy nhục nhã. Mình rõ ràng càng ngày càng mạnh, vậy mà Khương Phàm cũng theo tăng thực lực lên. Đây là đang chế giễu hắn. Đại hoàng tử dung hợp áo giáp, kích phát tiềm lực, hoàn chỉnh dung hợp thiên nhân ấn. Ầm ầm. Đại hoàng tử bộc phát khí thế, chiến khu khổng lồ phát ra uy thế kinh người giống như thiên nhạc núi trời, hai con mắt đều phát ra cường quang chói mắt. Tầng mây cuồn cuộn trên bầu trời, cuồng sa dưới đại địa đang gào thét. Giờ khắc này, hắn giống như trở thành thiên nhân chân chính. Cả vùng thiên địa này đều đang bạo động. Uy lực thiên nhân, không thể xâm phạm. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Đại hoàng tử hét lớn, hướng phía Khương Phàm vung cánh tay tráng kiện lên. Toàn thân nhanh chóng phồng lên, đường vân bộc phát ánh sáng đến cực hạn. Nếu như không phải có lực lượng áo giáp áp chế, giờ khắc này thật có khả năng hắn đã trực tiếp nổ tung rồi. Nhưng hắn đã gánh vác được, uy lực thiên nhân được phóng thích toàn diện. Hắn nhấc lên nắm đấm lay động đất trời, không gian oanh động sóng lớn giống như là đại dương. Năng lượng ở chiến trường nơi xa đều nhận lấy dẫn dắt, có khí tức cao giai linh hồn cảnh, có khí tức niết bàn cảnh, trùng điệp, cuồn cuộn không dứt, hội tụ về nơi này. Thiên nhân chiến khu, vì chiến đấu mà sinh, tiềm lực của bọn hắn từng làm cho Thái Cổ Thương Huyền cũng vì đó mà run rẩy. Giờ khắc này phóng thích, không thể nghi ngờ chính là tái hiện phong thái tuyệt thế năm đó. Đừng nói là Khương Phàm, coi như phía trước là một thánh văn bát trọng thiên hay cửu trọng thiên đứng đấy, đều có thể bị hắn vô tình oanh sát. Khương Phàm cảm nhận được uy thế cường đại, nhưng hắn cũng không có e ngại, ngược lại lại càng sôi trào nhiệt huyết. Chiến đấu như vậy, mới là đỉnh cao quyết đấu mà hắn mong đợi. Oanh! Ầm ầm! Toàn thân Khương Phàm phát ra liệt diễm ngập trời, hình thành pháp trận quy nguyên, kịch liệt xoay tròn, ù ù vang động, cướp đoạt năng lượng hỗn loạn nơi đây. Tất cả năng lượng hai người chém giết sụp ra trước đó,
toàn bộ đều nhận lấy dẫn dắt, kéo lên giữa trời, hội tụ tới pháp trận. Trong này có liệt diễm, có đao khí khương phàm thả ra, còn có khí tức huyết mạch thiên nhân ấn tán loạn. Trong pháp trận có chu tước huyết sắc gáy to, mãnh liệt thôn phệ, cưỡng ép luyện hóa. Từ quy mô rộng lớn, nhanh chóng động lại thành một quả cầu năng lượng to lớn. Khương phàm lao lên trời, cắn một cái vào quả cầu năng lượng, lại dữ dội nuốt vào. Toàn thân ầm ầm tiếng vang, liệt diễm sôi trào đến cực hạn, thân hình khổng lồ, ánh sáng vô biên, sáng lạn như mặt trời. Chu tước, phục thiên thuật. Bát cấm thánh thiên quyết kích thích gấp 3 lần, trùng kích năng lượng chu tước quy nguyên thuật, kích phát tiềm lực huyết mạch cực lớn. Trong chớp mắt, liệt diễm cuồn cuộn giữa bầu trời, hình ảnh vạn cầm rung động lại lần nữa hiển hiện, so với trước đó lại càng rõ ràng hơn, càng cường thịnh hơn, phượng hoàng thiên bằng và các loại mãnh cầm tuyệt thế đều giống như muốn tránh thoát khỏi. Uy lực huyết mạch của Khương Phàm lan tràn khắp nơi đây, cũng trùng kích đến giết tới đại hoàng tử. Đây là một loại áp chế tổ mạch cường đại, càng là loại thần linh xâm nhập đối với phàm trần. Đối với mãnh cầm nơi đó có hiệu quả rõ ràng nhất, ở trên thân sinh linh khác cũng có hiệu quả. Đại hoàng tử đột nhiên cảm giác huyết mạch nhận phải trùng kích, đang nhanh chóng yếu bớt. Uy thế huyết mạch yếu bớt, lực lượng thiên nhân ấn cũng tùy theo mà suy yếu. Loại này yếu bớt tuyệt đối là chí mạng, bởi vì đại hoàng tử vừa mới cướp đoạt lực lượng cường đại giữa thiên địa, không có huyết mạch cùng thiên nhân ấn khống chế, bọn chúng nhanh chóng mất khống chế. Phốc phốc, đại hoàng tử phóng tới, thất khiếu đổ tươi, thân thể vặn vẹo, cơ hồ muốn vỡ nát. Tuy nhiên, đại hoàng tử lại giữ tợn hét lớn, cuồng loạn kích thích huyết mạch, kích ra uy thế thiên nhân, cưỡng ép kéo lấy lực khống chế, tại biên giới gần như mất khống chế đã cưỡng bức ổn định thế công. Ầm ầm. Khương Phàm cùng đại hoàng tử va vào nhau, giống như là hai viên tinh cầu va chạm mãnh liệt, trong chốc lát đã nổ lên ánh sáng vô tận, ngay sau đó, cát bụi bay tán loạn, khí lãng bạo động, năng lượng kinh khủng giống như cột mây hình nấm phóng lên tận trời, ngay sau đó cuồn cuộn về bốn phương tám hướng. Đại hoàng tử điên cuồng kích phát tiềm lực, chiến đấu không màng sống chết, xác thực đã thể hiện ra được thực lực khủng bố, nếu như có thể triệt để áp chế đối thủ, hắn có thể cười đến cuối cùng, cứng rắn đến cuối cùng. Nhưng, hắn lại gặp Khương Phàm, gặp chu tước yêu thể có thể đối kháng thiên nhân chiến khu. Điên cuồng đến cực hạn, cuối cùng đổi lấy cái giá thảm liệt. Đại hoàng tử cuồng dã đánh lui Khương Phàm, thân thể cũng bị vô tình tung bay ra ngoài, lực trùng kích kinh khủng nổ nát vụn hai tay, thân thể cũng vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe. Không thể nào. Đại hoàng tử liên tục lui lại hơn 800 mét, chật vật miễn cưỡng giữ vững thân thể, nhưng hắn kịch liệt gào thét còn không có phát ra ngoài. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện cường quang hừng hực. Khương Phàm lại gánh vác năng lượng bạo động, giết tới trước mặt hắn. Đại hoàng tử, trận chiến này đã kết thúc, ngươi, thua rồi. Khương Phàm há miệng gáy to, hình thể dành dụm áp xúc, từ hơn 30 mét, biến thành chừng 3 thước. Trước mặt thân thể cao lớn của đại hoàng tử, thân thể 30 mét quá nhỏ. Nhưng, toàn thân Khương Phàm phát sáng, hỏa vũ thiêu đốt, song chảo gắt gao khấu chặt. Cường thế bạo phát ra chu tước bác thiên thuật, xông về chỗ mi tâm đại hoàng tử. Một kích này, quá đột nhiên, cũng quá cường đại. A, đại hoàng tử kinh hồn giống to, đường vân toàn thân tăng vọt ánh sáng, hấp thu tất cả tiềm lực, hội tụ về trên trán, muốn nhờ linh văn phóng xuất ra thế công. Giờ khắc này, hắn trừng trừng hai mắt, ánh mắt đung đưa kiêu ngạo, điên cuồng, cùng chiến ý bất khuất. Nhưng sâu trong ánh mắt cũng có một tia tuyệt vọng như ân như hiện. Ta thua. Không thể nào. Ta là thiên phẩm linh văn, ta là thiên nhân chiến khu. Ta là đại hoàng tử cổ hoa hoàng thành, người thừa kế hoàng tộc. Làm sao ta có thể thua? Ầm ầm. Năng lượng sôi trào trên trán đại hoàng tử, giống như trực tiếp xuyên suốt đại dương mênh mông trong khí hải, muốn phun ra uy lực và năng lượng không có tận cùng. Nhưng phốc. Khương Phàm vô tình xuyên thủng đầu đại hoàng tử, máu tươi phun tung tóe. Năng lượng đang thả ra trong nháy mắt đã mất khống chế, cái đầu to lớn nổ nát vụn tại chỗ. Thân thể cuồng bạo của đại hoàng tử lập tức mất đi tinh khí thần, cánh tay rách dưới còn muốn nhấc lên, cũng đã vô lực. Bành bành bành. Đại hoàng tử lảo đảo lui lại mấy bước, giống như một ngọn núi cao ầm vang ngã xuống đất. Khương Phàm sau khi đánh xuyên đầu đại hoàng tử, hình thể nhanh chóng tăng vọt. Hắn dương cánh gáy to, âm thanh cắt cả trời cao, liệt diễm mãnh liệt lần nữa sôi trào,
cuồn cuộn không dứt. Đại hoàng tử chết rồi. Nơi xa có người liếc mắt nhìn về nơi này, quá sợ hãi, tiếng kêu to thê lương vang vọng cả chiến trường. Không, các tộc lão hoàng thất thống khổ gào thét. Đó là đại hoàng tử của bọn họ, là thiên phẩm linh văn đời này của hoàng thất, càng là nhân hoàng tương lai của hoàng thành. Khương Phàm, giết đại hoàng tử. Ánh mắt đám người Đường Tư Đồ, Đường Nguyên Bá lắc lư kịch liệt. Đừng nói là giết chết, liền xem như Khương Phàm áp chế đại hoàng tử, bọn hắn cũng đều cảm giác khó có thể tin được. Giết, một tên cũng không được để lại. Khương Diễm tăng vọt chiến ý, lao thẳng đến Triệu Lê Minh đang chật vật. Bọn người Kiều Vạn Niên toàn bộ nhấc lên chiến ý, điên cuồng triển khai vây bắt. Mặc dù cường giả cổ hoa rất nhiều, nhưng đều là tộc trưởng cùng tộc lão đương thời, Kiều gia lại có hơn 20 nhân vật cấp lão tổ 100 tuổi hay thậm chí 200 tuổi áp trận, lại còn có các sát thủ huyết sát của ác nhân cốc khống chế chẳng diệt, đến bây giờ đã săn giết được số lớn cường giả cổ hoa. Các vòng chiến cơ bản đều là 3 đối 1. Bọn người Hoàng Phủ Thừa Viễn tuyệt vọng, chẳng lẽ toàn bộ phải mất mạng ở chỗ này sao? Viện quân đâu? Vì sao còn chưa chạy tới? Đường Tư Đồ và các đại tân sinh khác càng tuyệt vọng đến muốn sụp đổ, bọn hắn mang theo tràn ngập nhiệt huyết đuổi tới, đều nghĩ là sẽ chạy một đoạn đường dài thật nhanh để diễn một vở kịch kích tình, kết quả Kiều gia cũng dám ngăn cản. Vị thánh tổ bọn hắn mong đợi kia, từ đầu tới đuôi cũng không thấy bóng dáng. Nửa giờ sau, nương theo một tiếng hét thảm cuối cùng, Triệu Lê Minh đau khổ kiên trì đã ngã xuống đất. Mà tộc trưởng Hoàng Phủ Thừa Viễn, Trung Ly Nguyên Thanh, Đường Chính Sơ Đằng của Cổ Hoa, toàn bộ đều đã chết. Đường Tư Đồ, Đường Nguyên Bá và các tử đệ Cổ Hoa đuổi tới cũng không may mắn thoát khỏi. Đây chính là chỗ tàn khốc của chiến tranh. Đương nhiên, Kiều Gia và ác nhân cốc cũng bỏ ra cái giá to lớn, gần 300 người may mắn còn sống sót không đến 200. Tại thời kỳ hỗn chiến, hơn 200 vị lão tổ càng là vì khống chế chiến trường, vậy mà lựa chọn tự bạo, kéo lấy những nhân vật cấp lão tổ hoàng thất kia cùng nhau chịu chết. Toàn bộ xử lý sạch sẽ. An Minh Hề vung lên sợi đằng đen, nuốt chừng tất cả thi hài. Khương Diễm thì cuốn đi linh hồn của bọn hắn, dung nhập vào bên trong Xâm La Nghiệt Hỏa. Hình ảnh tàn nhẫn để rất nhiều người Kiều gia đều không thích ứng được. Chúng ta cần phải đi. Khương Phàm nhìn bừa bộn phế tích, vẻ mặt vẫn nghiêm trọng như cũ. Xử lý xong đợt truy binh đầu tiên. Đợt thứ hai bị dung nham Kiều gia ngăn chặn, bọn hắn cần tranh thủ thời gian quý giá. Nhưng, đợt truy binh thứ hai chỉ là ngăn chặn tạm thời mà thôi, sau đó không lâu sẽ còn đuổi tới. Lão tổ đâu, ngài ấy tự mình ở lại, thích hợp không? Kiều Vạn Niên nhíu mày nhìn qua Kiều Vô Hối ở xa xa. Toàn thân Kiều Vô Hối sôi trào liệt diễm, giống như núi lửa tiếp tục phun trào, thanh thế vô cùng rung động, liệt hỏa chiếu thấu hơn phân nửa sa mạc. Sau khi luyện hóa nửa thân thể cổ hoa thánh tổ, tiếp nhận các đời ác nhân vương cùng huyết sát tế hiến, Kiều Vô Hối đã buông lỏng cảnh giới, rốt cuộc cũng bắt đầu bước lên thánh linh cảnh. Tình huống của hắn rất đặc thù, hẳn là có thể đột phá. Khương Phàm so với ai khác đều lo lắng cho Kiều Vô Hối hơn, người kia dù sao cũng là hài tử kiếp trước của hắn, nhưng bây giờ chỉ có thể tin tưởng Kiều Vô Hối. Dựa theo bọn hắn mong muốn, thời điểm đợt truy binh thứ ba đến, rất có thể vẫn cần một vị thánh tổ nào đó dẫn đội. Cho nên Kiều Vô Hối nhất định phải đột phá đến thánh nhân cảnh trước lúc đó. Nếu như đổi thành những người khác, cái này không khác gì người si nói mộng, nhưng tình huống của Kiều Vô Hối quá đặc biệt. Mấy trăm năm trước chỉ bằng vào thánh phẩm linh văn đạt tới bán thánh, mặc dù đã thoái hóa, nhưng nội tình cảnh giới vẫn còn, 5 năm trước lại được thần huyết tẩm bổ, đột phá linh văn, trở lại đỉnh phong. Bây giờ tiếp nhận số lượng lớn tế hiến, nuốt tươi sống thánh nhân, đã có cơ sở đột phá. Mà, sau khi rời khỏi cổ hoa, Khương Phàm còn có 3 viên biến đổi huyết mạch là Thái Sơ Mệnh Hồn Đan, 4 viên kích phát tiềm lực là Thiên Địa Tạo Hóa Đan, dòng giã 7 viên đan dược chuẩn thánh phẩm, đều giao cho Kiều Vô Hối. Gần như là tài nguyên điên cuồng trồng chất, phối hợp hắn mấy trăm năm tích trữ mà kích phát ra, hẳn là có thể trong thời gian ngắn sáng tạo kỳ tích. Biến cố duy nhất chính là Kiều Vô Hối có thể bước lên thánh linh cảnh giới trước khi cổ hoa thánh tổ đuổi tới hay không. Tạm biệt với lão tổ các ngươi đi. Khương Phàm phân phó đám người Kiều gia. Bọn người Kiều Vạn Niên, Kiều Vạn Sơn toàn thể quỳ xuống, tiễn biệt Kiều Vô Hối ở xa xa, cũng đưa lên lời chúc phúc của mình. Khương Diễm dẫn đầu các sát thủ ác nhân cốc cũng hành lễ với Kiều Vô Hối.
Khương Phàm ngóng nhìn nơi xa, trong lòng mặc niệm. Ta chờ ngươi tại Nam Bộ, ngàn vạn lần phải trở về. Chờ mẫu thân ngươi thức tỉnh, ta hy vọng phụ tử chúng ta đều có thể cùng có mặt. Người một nhà, ai cũng không thể thiếu. Móc lửng. Đi. Khương Phàm dứt khoát quay người, xông về hoang dã. Bọn hắn nhất định phải đi. Nếu như Kiều Vô Hối có thể đột phá, một mình hắn có thể ngăn chặn tất cả mọi người. Nếu như Kiều Vô Hối không thể đột phá, bọn hắn ở lại nơi này không khác chờ đợi đổ sát. Đây cũng là quyết định của Kiều Vô Hối. Vì trận chiến đầu tiên, hắn nghĩa bất dung từ, càng không oán trách không hối hận. Khương Phàm, Khương Phàm. Thân ảnh Đông Hoàng Thánh Kiệt mơ hồ từ trong hư không đi tới, nhìn qua bọn người Khương Phàm rời khỏi, vẻ mặt nghiêm trọng, thật lâu vẫn không cách nào bình tĩnh. Thời điểm hắn tới, trận chiến đã bắt đầu, không nhìn thấy toàn bộ quá trình. Nhưng, Khương Phàm hiện ra võ pháp cực đoan, cùng với tư thái của Kiều Gia và Ác Nhân Cốc đối với Khương Phàm đã có thể nói rõ hết thảy. Kể từ đây, tất cả cử động khác của Kiều Gia thường đều có thể được giải thích hợp lý nhất. Khương Phàm, phần thiên thần hoàng, đã từng chạm đến đế cảnh truyền kỳ. Trách không được người bá đạo lại phách lối, thì ra kiếp trước người đã từng đứng cao như vậy. Đã từng là chủ nhân của Thương Huyền, vậy mà lại trở về rồi. Người đứng trên đăng thiên kiều hướng thương thiên chứng đạo thần, lại trở về. Trách không được thần giáo đối với chuyện của ngươi lại giữ kín như bưng, trách không được phó giáo chủ lại nhắc đến địa ngục Côn Lôn Sơn. Thì ra, là như vậy. Đông Hoàng Thánh Kiệt chau mày, chậm rãi lắc đầu. Ngươi rõ ràng đã bị thương thiên oanh sát, bị bách tộc xé nát, thân đã chết, hồn đã tán, vì sao còn có thể trùng sinh trở về? Chẳng lẽ là do thiên hậu trong truyền thuyết kia làm? Ta chỉ biết là sau khi cuộc chiến tại Đăng Thiên Kiều kết thúc, thiên hậu đã xuất lĩnh toàn bộ con dân thần triều tập thể chịu chết. Bây giờ xem ra, chuyện năm đó khẳng định còn có ẩn tình khác. Tâm tình Đông Hoàng Thánh Kiệt rất phức tạp. Đây không chỉ đơn giản là thần hoàng trở về như vậy. Đây nhất định sẽ là một trận chiến báo thù thảm liệt. Ngàn năm trước, hắn tuyệt vọng mà chết, ngàn năm sau, hắn tức giận mà đến, chắc chắn sẽ nhấc lên con sóng báo thù với toàn bộ Thương Huyền, thậm chí là toàn bộ thế giới. Đây sẽ là một trận kiếp nạn thảm liệt đến cỡ nào? Trăm vạn dặm đại địa Thương Huyền lại sẽ lâm vào chiến hỏa như thế nào? Thần giáo, vì sao lại trầm mặc? Là đang chờ đợi cơ hội, hay là đang lập mưu gì? Đông Hoàng Thánh Kiệt liên tục hít một hơi, nhíu mày nhìn về lão nhân một mình ở lại kia. Hắn là ai? Một vị lão tổ nào đó của Kiều gia ăn trường sinh đan sao? Lại muốn ở lại một mình. Đông Hoàng Thánh Kiệt ngóng nhìn Kiều Vô Hối, cảm xúc chập trùng, buông lỏng cảnh giác, hắn không có chú ý tới sâu trong sa mạc, trong cát vàng gào thét, đang có một thân ảnh già nua khô gầy đang khiêng một cái quan tài đá nặng nề, tập trung vào hắn. Lão nhân giống như một thây khô gầy gò, tóc trắng phơ, hai mắt trống rỗng. Đương nhiên đó là Thiên Mục Đại Tướng. Hắn đến rồi. Hắn đã đến từ thật lâu trước đó. Kiều Vô Hối đột phá vô cùng thuận lợi đến vượt qua mong muốn của chính hắn. Chính như Khương Phàm nói như vậy, mấy trăm năm tích góp kích phát, điên cuồng tích lũy tài nguyên, hoàn thành đột phá như kỳ tích. Sau khi bọn người Khương Phàm rời khỏi không đến 2 giờ, Kiều Vô Hối thành công bước lên thánh linh cảnh, liệt diễm hóa thành tuyệt thế thiên hoàng, dương cánh gáy to, âm thanh chấn động mấy trăm dặm sa mạc. Uy thế to lớn phát động không gian, vọt lên sóng cả mãnh liệt, suýt nữa bắt tới Đông Hoàng Thánh Kiệt ở trong hư không. Nửa giờ sau, cổ hoa thánh tổ thứ tư trải qua tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc cũng khóa chặt nơi này. Ngươi là người phương nào? Thánh tổ thứ tư đứng ngạo nghễ giữa trời, thánh uy minh mông giống như là như đại dương bao phủ thiên địa, thiên nhân chiến khu càng bộc phát ra cường quan chói mắt, đường vân toàn thân hắn giống như là xiềng xích tráng kiện, nhìn thấy mà giật mình. Kiều Vô Hối từ bên trong minh tưởng khôi phục lại, toàn thân hài cốt vặn vẹo kịch liệt, cùng với yêu hỏa khủng bố bắn nổ, hắn hóa thân thành bất diệt thiên hoàng khổng lồ, không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp lao thẳng đến thánh tổ thứ tư. Ngươi là thánh linh cảnh, Kiều gia mời tới sao? Ngươi cũng đã biết ta là ai? Thánh tổ thứ tư đưa tay giơ lên trời, giam cầm trăm dặm thiên địa, muốn cưỡng ép vây khốn Kiều Vô Hối. Kiều Vô Hối bạo động liệt diễm, băng diệt đất trời, phóng tới phía trước dễ như trở bàn tay. Một tiếng gáy to, thanh chiều như biển gầm, cuồng kích toàn trường. Thứ không biết sống chết, hôm nay để cho ngươi lĩnh giáo thiên nhân chiến khu.
Thánh tổ thứ tư hét lớn, dưới ánh lửa cùng mây đen đầy trời, giống như là thái cổ thiên nhân chân chính, phát ra uy thế không có gì sánh kịp, hắn nắm tay về phía trước, ngang nhiên nghênh hướng Kiều Vô Hối. Hơn nửa canh giờ, sắc trời tảng sáng, những lão tổ già nhất các gia tộc cổ hoa kia đã chạy tới sa mạc. Vài trăm dặm sa mạc đã hoàn toàn hóa thành phế tích, thậm chí là mảnh đất khô cằn. Bọn hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được thánh chiến thảm liệt phát sinh ở nơi đây. Nhưng, người đâu? Bọn hắn nhìn ra tám phương, không thấy bất kỳ một bóng dáng nào, cũng không có cảm nhận được thánh uy cường đại. Tản ra tìm, khả năng bọn hắn đã giết tới những nơi khác. Lão tổ các nhà nhanh chóng tản ra, cẩn thận tìm kiếm dấu vết chiến đấu lưu lại. Nhưng, phạm vi chiến đấu chỉ cực hạn trong sa mạc, hoang dã xung quanh cùng trong rừng rậm càng xa xôi hơn đều hoàn hảo, không có chút tổn hại nào. Bọn hắn không cam tâm, tiếp tục lùng bắt ra bên ngoài, kết quả tìm kiếp khắp cả hơn nghìn dặm, đều không có phát hiện thánh tổ của bọn hắn. Thánh tổ thứ tư giống như biến mất vào hư không. Thiên Lân Thánh Địa cùng các cường tộc phương Bắc cũng đều liên tiếp đuổi tới, sau khi tra xét sa mạc rõ ràng, cũng bắt đầu tìm kiếm vết tích chiến đấu. Nhưng, đều không thu hoạch được gì. Tuy nhiên tại giữa trưa cùng ngày, một nửa thánh tổ thứ năm giáng lâm tại chiến khu cách cổ hoa hoàng triều hơn 2 vạn dặm, cuồng nộ gào thét dẫn phát oanh động to lớn. Kỷ nguyên năm thứ 8, ngày 27 tháng 6. Liên tiếp những tin tức mang tính chất bạo tạc, lấy cổ hoa hoàng thành làm trung tâm, nhanh chóng oanh động mấy chục vạn dặm sơn hà phương Bắc. Ngày 18 tháng 6, Khương Phàm đánh cược đan dược chuẩn thánh phẩm, 9 ngày khai lò luyện 18 lần, thất bại vẻn vẹn 3 lần. Khương Phàm dùng thời gian 9 ngày ngắn ngủi, luyện chế thành công 15 viên đan dược chuẩn thánh phẩm, có thể nói khoáng cổ thước kim. Một trận đánh cược, hiện ra kỹ thuật luyện đan đăng phong tạo cực của Khương Phàm, càng là điên cuồng cướp đoạt dược liệu quý giá của phương Bắc. Nhưng, Khương Phàm luyện đan, vẻn vẹn chỉ là hấp dẫn lực chú ý. Rạng sáng ngày 27 tháng 6, sau khi luyện đan kết thúc, Kiều Gia và ác nhân Cốc Trình Diễn thắng lợi đại đào vong, lập tức dẫn bạo biển dung nham dưới mặt đất, bao phủ hơn 200 dặm hoàng thành, tạo thành thương vong số lượng lớn. 3 năm trước, kẻ cầm đầu sự kiện Tô Gia diệt môn chính thức xác định là Kiều Gia cùng ác nhân Cốc. Trước ánh bình minh, cổ hoa trước sau xuất động 2 vị thánh tổ đuổi bắt Kiều Gia và ác nhân Cốc, kết quả lại bị lọt vào điên cuồng chặn đánh. Một vị bị trọng thương, cuốn vào hư không loạn lưu, một vị biến mất một cách thần bí. Tộc trưởng các gia tộc cổ hoa lọt vào đồ sát, không một ai may mắn thoát khỏi. Tin tức dẫn phát oanh động, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng, tiếp tục lên men. Làm hoàng tộc phương Bắc, mọi cử động của cổ hoa hoàng thành đều được các phương chú ý, huống chi lại còn là chuyện lớn như vậy. Mọi người nhao nhao suy đoán tại sao Kiều Gia muốn phản bội chạy trốn khỏi cổ hoa, đồng thời cũng triệu tập số lượng lớn cường giả triển khai lùng bắt. Nếu ai có thể bắt được bọn hắn liền có thể đạt được các loại tài nguyên trong tay bọn họ. Nhất là trường sinh đan cùng cấm nguyên cổ thụ, ngay cả kiếm hùng hoàng triều và các hoàng tộc đều thèm nhỏ dãi. Chỉ là chuyện Kiều Gia chặn đánh cổ hoa thánh tổ đã để rất nhiều thế lực kiêng kỵ. Quá điên cuồng, quá tàn bạo. Mà, bọn hắn từ nơi nào mời được một thánh nhân đến? Hay là hoàng tộc phương nào ở sau lưng nâng đỡ Kiều Gia sao? Cổ hoa hoàng thành làm trung tâm phong bạo, tại một lần nữa phong ấn biển lửa dưới mặt đất, không lo được trấn an bầu không khí hốt hoảng trong hoàng thành, lập tức khởi xướng lệnh truy nã với toàn bộ phương Bắc. Lập tức, hoàng thất làm chủ đạo, tất cả cường tộc phối hợp, nhân hoàng tự mình dẫn đầu, triển khai lùng bắt toàn diện trên toàn phương Bắc. Thánh tổ thứ ba tiếp dẫn thân thể tàn phế của thánh tổ thứ năm trở lại cổ hoa, sau khi cẩn thận điều tra tình huống, đã tỉnh lại 3 vị lão tổ cấp bán thánh, tự mình triển khai lùng bắt. Đêm khuya ngày mùng 1 tháng 7, có tin tức từ cực Bắc Tuyết Nguyên truyền đến, bầu trời nơi đó đột nhiên sụp đổ, 2 con, tuyệt thế cự thú, cuồng dã chém giết, thanh chiều kinh khủng đã dẫn phát quét sạch ngàn dặm tuyết lở. 2 cự thú, hư hư thực thực như, Phượng Hoàng, Cự Linh. Bọn chúng chém giết gần nửa giờ, sau đó đánh vỡ nát hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thánh tổ thứ ba lập tức tiến về điều tra, chính thức xác định đó là thánh tổ thứ tư. Ngày mùng 3 tháng 7, lại có tin tức oanh động phương Bắc, 2 cự thú, lại lần nữa xuất hiện, cuồng chiến 3.000 dặm, xâm nhập Tân Hải Bắc Bộ, cuối cùng biến mất trong đại dương mênh mông đang cuộn trào mãnh liệt. Chiến trường của thánh nhân hấp dẫn số lượng lớn ánh mắt, gây nên oanh động to lớn. Tuy nhiên,
nếu thánh nhân Kiều gia đang bị vây bắt, bọn hắn cũng không có cái gì phải lo lắng. Các phương nhanh chóng sao động, khóa chặt các khu vực phương Bắc triển khai lùng bắt phạm vi lớn. Nhưng ác nhân Cốc đã sớm 2 tháng chuẩn bị phương án di chuyển, mà tại phương Bắc lại còn có được đông đảo trụ sở bí mật, cho nên các phương cứ việc đuổi oanh oanh liệt liệt, vẫn không có đuổi tới bọn hắn. Mà bởi vì chuyện quá oanh động, huyên náo đến mọi người trong mấy chục vạn dặm sơn hà phương Bắc đều biết, đồng thời còn truyền về Tây Bộ, Đông Bộ, thậm chí là Trung Vực. Chân dung liên quan tới Khương Phàm, đám người Kiều Vạn Niên, càng là bay lả tả đầy trời. Ngày 12 tháng 7, sau khi Xích Thanh Thánh Địa của Thánh Địa Tây Bắc Bộ xác nhận trước hết nhất, chân dung Khương Phàm cực kỳ giống đệ tử vô hồi Thánh Địa Đại Náo Vĩnh Hằng Thánh Sơn, Khương Phàm. Chỉ là Xích Thanh Thánh Địa không có vội vã công bố ra ngoài, mà lập tức xác nhận với các Thánh Địa Tây Bộ khác. Dù sao đây cũng việc liên quan mặt mũi Thánh Địa, mà lại rất là không thể tưởng tượng nổi. Một tên đệ tử Thánh Địa Nam Bộ, chạy đến trong Hoàng tộc phương Bắc gây sự. Ngày 15 đến ngày 18 tháng 7, Tử Dương Thánh Địa và Tiêu Giao Thánh Địa Tây Bộ, lần lượt xác nhận, chân dung rất giống Khương Phàm. Tin tức lập tức truyền tới Tôn Chủ Tây Bộ, đại diễn Thánh Địa. Xác định không có vẽ sai. Điều đó là không thể nào là Khương Phàm được. Khương Phàm đã chết, mắt phải người này còn bị mù. Thời điểm đại diễn Thánh Chủ nhận được tin tức, quả quyết lắc đầu phủ định. Giống, quả thật có chút giống. Tên cũng là Khương Phàm. Nhưng bọn hắn đều biết Khương Phàm đã chết, không thể nào lại gây sự ở phương Bắc được. Mà, Khương Phàm trên bức họa lại là thiên phẩm linh văn, lại có thể trong thời gian 9 ngày luyện chế 15 viên đan dược chuẩn thánh phẩm, so với Khương Phàm bọn hắn biết ưu tú hơn nhiều lắm. Truyền tin tất cả Thánh Địa Tây Bộ, không được gây nên tin đồn. Đại diễn Thánh Địa tự mình hạ lệnh. Liên minh Thánh Địa Nam Bộ vừa ổn định lại, thời điểm này đang bồng bột phát triển, Tôn Chủ lại còn đổi thành con mụ điên kia, nếu như Thánh Địa Tây Bộ bọn hắn đột nhiên truyền ra lời đồn Khương Phàm hoắc loạn phương Bắc, làm loạn hoàng tộc, Nam Bộ khẳng định sẽ tìm bọn họ để gây sự. Tô Triệt nhìn chân dung, nhìn lại tình báo liên quan tới Khương Phàm ở Bắc Bộ. Thời gian con rể Kiều gia xuất hiện cổ hoa, tựa như là sau khi Vĩnh Hằng Thánh Sơn kết thúc, khi đó Khương Phàm đã đi theo vô hồi Thánh Chủ về phương Nam. Mà, Kiều Vi Nhi của Kiều gia cùng vị Khương Phàm kia biết nhau đều đã mấy năm. Lúc ấy ta vị Khương Phàm này của chúng còn ở bên trong La Phù Sơn Mạch Nam Bộ lịch luyện. Việc luyện đan này lại càng không thể. Muốn trong 9 ngày luyện chế 15 viên đan dược chuẩn thánh phẩm, nhất định phải liền có thiên phú đặc thù từ thuở nhỏ, còn phải được nhận bồi dưỡng tỉ mỉ. Tô Triệt lắc đầu liên tục. Xích Thanh Thánh Địa quả thực là hồ nháo. Trên đời trùng tên quá nhiều người, bộ dáng tương tự cũng không phải không có, vậy mà lại kéo người không liên hệ tới trên thân. Đại diễn Thánh Chủ cũng rất rung động. Tuy nhiên, vị Khương Phàm kia Kiều gia đúng là thiên tài, võ pháp cường đại, đan thuật phi phàm, trên đời lại có người có thể tu luyện hai vấn đề này tới cực hạn. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vị Khương Phàm kia nếu như có thể sống sót thì thật quá ghê gớm. Tô Triệt buông tin tức xuống, đột nhiên lại nhớ tới Khương Phàm của vô hồi Thánh Địa. Bất chi bất giác, đều đã qua hơn 7 năm. Hắn lúc trước còn suy đoán, Khương Phàm còn muốn trở thành vô hồi Thánh Chủ, kết quả. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Ngày 21 tháng 7, tin tức do đại diễn Thánh Địa phản hồi về Thánh Địa Tây Bộ khác. Thánh Địa Tây Bộ lúc này mới biết Khương Phàm sớm đã chết. Chết vào 7 năm trước, chết tại luân hồi bí cảnh Tây Bộ. Sau đó, từ Đại La Sơn, Chí Tôn Kim Thành, Phạm Thiên Thư Viện nơi đó, cũng đều liên tiếp truyền ra tin tức, bọn hắn từng tự mình chứng kiến Nam Bộ Khương Phàm chết vào 7 năm trước. Nhưng, sau khi đại diễn Thánh Địa tràn tin tức đi vài ngày, bên ngoài Thánh Địa đột nhiên có người báo cáo. Có khách bái phỏng. Khách nào? Tô Triệt đang ngồi ở trong phòng, hấp thu năng lượng bên trong hồn thạch. Hắn không muốn nói tên. Nếu là khách, các ngươi không nhận ra. Hắn mang theo mặt nạ, che phủ rất kín, chỉ nói là lão bằng hữu. Đặc biệt dặn dò, hướng ngài báo cáo, đề hai chữ. Thanh bằng. Đến một mình. Tô Triệt cảm thấy kỳ quái, thanh bằng. Khế ước thú của hắn là kim bằng, sao có thể là thanh bằng? Một mình, hắn bảo chúng ta nhất định phải báo cáo với ngài, nhưng hắn lại nói là tìm đến nhị cô nương. Niệm Nhi. Tô Triệt lòng tràn đầy kỳ quái đi đến cửa Đông Thánh Địa. Người đâu? Đã vào. Vẻ mặt bọn thị vệ có chút bối rối.
ai bảo các ngươi cho vào? Sắc mặt Tô Triệt trầm xuống. Thẩm Minh Thu công tử từ bên trong đi qua, người kia nói một tiếng liền chạy vào. Sau đó thì sao? Tô Triệt chú ý tới bọn hắn thể hiện có chút cổ quái. Lúc ấy bọn họ kề vai sát cánh liền tiến vào, tuy nhiên. Chúng ta vừa mới kịp phản ứng, Thẩm Minh Thu công tử giống như bị hắn khống chế, sau đó kéo vào. Sâu trong thánh địa, Khương Phàm yên lặng đi qua nơi hẻo lánh, tiện tay ném Thẩm Minh Thu bị hắn đánh choáng xuống. Tô Niệm, Niệm Nhi, Tưởng Niệm, cái tên này là vì ta sao? Khương Phàm lấy mặt nạ xuống, khóe miệng mang theo cười nhạt ý, dựa theo phương hướng Thẩm Minh Thu chỉ, hắn đi hướng nơi thiên hậu ở. 1000 năm, từ biệt tại Đăng Thiên Kiều, đảo mắt đã qua 1000 năm. Đối với hắn mà nói, sau khi chiến tử thì cái gì cũng không biết, chờ tỉnh lại lần nữa đã là 1000 năm sau. Hắn trải qua chỉ làm lại bi phẫn cùng tuyệt vọng trong chớp mắt kia, còn có truy tìm sau khi sống lại ngắn ngủi vài chục năm. Nhưng đối với thiên hậu mà nói là, hơn 1000 năm này lại là thật sự trải qua. Là kéo dài đau đớn, là chưa bao giờ từ bỏ. Từ lúc chơi nhìn hắn chết thảm Đăng Thiên Kiều, đến khi cố nén bi thống, giết ra Đăng Thiên Kiều. Từ ổn định cảm xúc thần triều, đến huyết tế thần triều. Từ 10 trận chiến Long Lân chi đỉnh, đến xông vào hư không cửu u. Sau đó, hủy xương đốt máu, ngồi một mình tại thâm không, kêu gọi hồn niệm phiêu đãng của hắn. Ngồi xuống, chính là 1000 năm. 1000 năm đau đớn, 1000 năm thê lương. 1000 năm cô độc, 1000 năm thủ vững. Một mình nàng, chống đỡ tất cả. Khương Phàm yên lặng đi tới, nụ cười trên khóe miệng không giảm, nhưng hai mắt lại dần dần mông lung. Có đủ loại chuyện liên quan tới hắn cùng thiên hậu trong trí nhớ, cũng rõ ràng lấp lóe. Một màn, lại chỉ giống như hôm qua. Một màn, khắc cốt ghi tâm. Từ lúc bọn hắn quen biết, đến khi bọn hắn bị truy sát không chết không thôi. Từ lúc bọn hắn yêu nhau, đến khi bọn hắn dắt tay liều mạng thiên hạ. Từ lúc sáng tạo Hoàng Triều, lại đến Chí Tôn Hoàng Triều, cuối cùng lấy thần triều thống ngự Thương Huyền. Bọn hắn bồi bạn lẫn nhau dòng dã 50 năm. Chỉ là, tất cả mỹ hảo, tất cả chờ mong, đều dừng lại tại trận chiến tranh thảm liệt 1000 năm trước kia. Khương Phàm đi tới, đứng trên con đường nhỏ trong rừng. Cơn gió thổi qua, cỏ thơm dương nhẹ. Cuối con đường nhỏ, một nữ hài nhi xinh đẹp đứng tại đó. Tuổi tác chừng 11 tương đương 12 tuổi, toàn thân tràn đầy khí tức thanh xuân linh động. Một mái tóc đen nhánh, ghim một loạt bím tóc nhỏ, trên trán trắng muốt có một loại tuệ trí tuệ quang, hàng mi cong cong, con mắt linh động, giống như là tinh linh trong rừng, lại như là tiên tử lạc lối trốn nhân gian. Nàng lẳng lặng mà nhìn Khương Phàm, con người sáng ngời như tinh thần. Có một vẻ đẹp linh hoạt kỳ ảo. Khương Phàm si ngốc nhìn tiểu nữ hài nhi phía xa, dần dần hoảng hốt. Chính là nàng. Hình bóng trong trí nhớ của hắn. Chính là nàng. Thê tử hắn yêu kiếp trước. Mặc dù đã mong đợi một đường, nhưng đến thời khắc gặp mặt lúc này, lại có một cảm giác mông lung không chân thực. Giống như một giấc mơ. Tuy nhiên, Khương Phàm rất nhanh hoàn hồn, một dòng nước ấm đầy tràn lồng ngực. Một sự tưởng niệm dâng lên muốn lao ra, hắn đón nữ hải nhi đi tới. Tiểu nữ hải nhi đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chắp tay nhỏ, hơi ngước cái đầu nhỏ, nhoẻn miệng cười, con mắt giống như là ánh trăng, linh vận bên trong đều muốn tràn ra tới. Khương Phàm càng chạy càng nhanh, cuối cùng cũng phóng tới. Tiểu nữ hải nhi mở hai tay ra, cái đầu nhỏ nghiêng một cái, cười ngọt ngào, cười sán lạn. Nhưng bên trong đôi mắt linh động kia rõ ràng đã bịt kín mấy phần mông lung. Khương Phàm ôm chặt lấy thân thể tinh tế kiều nộn của nữ hài nhi, cánh tay trắng kiện giống như muốn siết nàng tiến thân trong cơ thể. Tiểu nữ hài nhi ôm cổ Khương Phàm, nhắm mắt lại. Mặc dù nàng mang theo trí nhớ của cùng linh hồn kiếp trước trùng sinh, 11 tuổi non nớt nhưng lại có sự trầm tĩnh lại vững vàng giống với năm đó như vậy, nhưng lần nữa ôm đã từng người yêu. Nàng vẫn bị xúc động ở sâu trong nội tâm. Nàng thành công. Nam tử của nàng, thần hoàng vĩnh viễn trong nội tâm nàng, cứu về rồi. 1000 năm đau khổ, 1000 năm cô độc, còn có khí vận ức vạn thần triều chờ mong đều đã được hồi báo. Thiên hậu ôm chặt Khương Phàm, hơi nước trong mắt ngưng tụ thành từng giọt óng ánh, thấm ra khóe mắt, im ắng trượt xuống gương mặt. Coi như Khương Phàm chiến tử Đăng Thiên Kiều, nàng đều nhịn xuống nước mắt, không hề khóc lóc. Giờ khắc này, lại khó mà đè tự tình xuống được.
kích động không kể ra hết, tâm tình không có lời nào diễn đạt được. Bọn hắn không cần. Giờ khắc này, tất cả cảm kích, tưởng niệm, tất cả bỏ ra, bảo vệ, đều ở im ắng ôm ở bên trong. Thật lâu, Khương Phàm bưng lấy gương mặt non nớt xinh đẹp, lại nhìn người yêu kiếp trước, khi ánh mắt giao xúc, trong nháy mắt, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng hóa thành một nụ hôn thật mãnh liệt. Thiên hậu kịch liệt đáp lại. Ngàn năm chờ đợi, nối lại tiền duyên. Bọn hắn cũng chờ quá khổ, rất khó khăn. Nhưng, thời khắc đang tình thâm ý cắt, cảm động đau buồn đặc thù này, một tiếng bạo hét lớn vang vọng núi rừng. Dừng tay, ở, há miệng ra, hỗn trướng, há miệng ra cho ta. Tô Triệt bị một màn trước mắt kích thích đến tròng mắt đều đỏ. Ở đâu ra hỗn đản? Vậy mà dám chà đạp tiểu muội muội đáng yêu của hắn. Xúc sinh, nàng mới 11 tuổi. Khương Phàm đau nhức hút mấy cái thật sâu, buông lỏng Tô Niệm ra, nhưng nhìn thấy đôi mắt to ngập nước trước mặt, tự tình vẫn khó đè xuống, đầu lại xít tới. Tô Niệm co rụt lại về phía sau, bỗng nhiên bưng lấy mặt to của hắn kéo sang bên cạnh. Khắc chế một chút, ta còn nhỏ. Tô huynh, đã lâu không gặp. Mặt Khương Phàm bị tay Tô Niệm lắc lắc hướng Tô Triệt, nhưng cánh tay tráng kiện kia vẫn gắt gao ôm Tô Niệm. Khương Phàm. Tô Triệt đằng đằng sát khí mặt có chút cứng ngắc, khi nhìn đến mắt phải hắn đắp sau tấm mặt nạ thì bỗng nhiên biến sắc. Là ngươi. Mạo muội bái phỏng, xin hãy tha lỗi. Khương Phàm mỉm cười hành lễ. Ngươi chính là cái tên của Kiều gia phương Bắc kia. Chết tiệt, ngươi buông Niệm Nhi ra trước cho ta. Tô Triệt gầm thét. Cho tới bây giờ đều là ôn tồn lễ độ, trầm ổn cơ trí, nhưng giờ khắc này, tình cảnh này, hắn thực sự khống chế không nổi lửa giận trong lồng ngực muốn phun ra ngoài. Khương Phàm lưu luyến không rời, buông Tô Niệm xuống, còn muốn kéo kéo tay, Tô Triệt nơi đó quát lớn. Ngươi dám, ta chặt tay ngươi, Niệm Nhi, tới đây, đừng sợ, nơi này là đại diễn thánh địa, không ai dám khi dễ muội. Tô Niệm nhếch miệng lên nụ cười nghiền ngẫm. Hắn không dám khi dễ muội. Cái này còn không dám. Hắn đều đã ra tay, còn phụ mẫu nó. Còn ngay miệng, tới đây cho ta. Tô Triệt thực sự bình tĩnh không được nữa, thái độ vô cùng nghiêm khắc. Nếu như không phải bản tính vững vàng, rất ít nổi giận, lúc này không chỉ là mở miệng ngậm miệng phụ mẫu nó, nói không chừng đã lấy Khương Phàm làm trung tâm, lấy 18 đời tổ tông nhà hắn làm bán kính, trực tiếp mở phun ra. Tô Niệm đi đến Tô Triệt sau lưng. Nháy mắt mấy cái với Khương Phàm, đây là ca ca ta. Đời này, ta chính là có người bảo bọc nha. Tô Triệt ngăn cản trước mặt Tô Niệm, lửa giận khó tiêu. Ngươi quá phận, nàng mới 11 tuổi, sao ngươi dám làm như thế? Nếu như không phải bởi vì ngươi là đệ tử thánh địa, hôm nay ta đã giết ngươi rồi. Khương Phàm xấu hổ. Quan hệ giữa ta với nàng tương đối phức tạp. Tô Triệt gầm thét. Phức tạp cái rắm, khốn kiếp. Người mới thấy qua nàng vài lần. Khóe mắt Khương Phàm run rẩy. Cái này nói rất dài dòng. Khương Phàm, ta cảnh cáo ngươi, nơi này là đại diễn thánh địa, không phải vô hồi thánh địa, dung không được ngươi làm ẩu. Tô Triệt tức giận, thực sự không thể nào chấp nhận được tên hỗn đản Khương Phàm này, chà đạp muội muội bảo bối của hắn. Thật dám ra tay như vậy được sao, còn ôm còn hôn. Tô Triệt một bên căm tức nhìn Khương Phàm. Một bên từ trong nhẫn không gian móc ra một chiếc khăn lụa, đưa cho Tô Niệm. Lau miệng. Tô Niệm bất đắc dĩ lắc đầu. Cầm. Tô Triệt nhét mạnh vào trong tay Tô Niệm, lại từ trong nhẫn không gian lấy ra một bình linh dịch, đưa cho Tô Niệm. Súc miệng. Tô Niệm dở khóc dở cười, nhưng dưới tư thái ương ngạnh của Tô Triệt, vẫn là làm theo. Khương Phàm nhìn đến lắc đầu. Tô huynh, ta tôn trọng đại diễn thánh địa, tôn trọng người của nơi này. Còn có hết thảy mọi thứ ở nơi này. Ta hôm nay cũng không phải là đến gây sự, chỉ là tìm Tô Niệm. Không xong rồi. Lông mày Tô Triệt dựng lên. Ngươi có bị bệnh không? Ngươi tìm nàng làm gì? Trước đây ngươi gặp qua nàng sao? Khương Phàm ho nhẹ vài tiếng, nghiêm nét mặt nói. Ta là tới cầu hôn. Làm gì? Tô Triệt cố gắng điều chỉnh tâm thái lần nữa sụp đổ. Cầu hôn. Khương Phàm nghiêm túc. Tô Triệt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phàm, thở hồng hộc hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nói. Khương Phàm, ta khuyên ngươi nên làm người đi. Khương Phàm xấu hổ cười cười. Ta là thật tâm thực lòng, không tin, ngươi hỏi Tô Niệm một chút. Tô Triệt về phía trước hai bước,
toàn thân phát ra khí thế cường đại. Khương Phàm, nếu như ngươi là đến gây chuyện, trực tiếp làm rõ, ta phụng bồi tới cùng. Ta đều nói rồi, ta thật không phải đến gây chuyện. Được thôi, ta là tới bái phỏng phụ thân ngươi. Rốt cuộc là chuyện gì? Nói rõ cho ta. Cầu hôn. Khốn kiếp, ta giết ngươi. Sau một tiếng, Khương Phàm bị trói gô kéo tới trong đại điện, ném tới trước mặt Tô Thiên Sóc. Khương Phàm, thật là ngươi. Tô Thiên Sóc khó có thể tin được mà nhìn Khương Phàm đang nằm dưới đất. Chẳng phải Tô Lăng nói hắn đã chết rồi sao? Tin tức từ Đại La Sơn nơi đó truyền đến cũng đã xác nhận, Khương Phàm là bị đàn sói xé nát. Làm sao hắn có thể còn sống? Mà, Độc Nhãn, Thiên Văn, hắn chính là tên, tội phạm truy nã, gây nên oanh động ở phương Bắc kia. Thánh chủ, đã lâu không gặp. Khương Phàm bị huyền thiết tinh mịn trói buộc giống như là một cái bánh chưng, nằm ở nơi đó không thể động đậy. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Tô Thiên Sóc chau mày. Lúc ấy là chết, về sau thì sống lại đến giờ. Bị sói xé nát, còn có thể sống được. Khương Phàm, chúng ta không oán không thù, vì sao lại xem chúng ta là đồ đần? Tình huống tương đối phức tạp, đơn giản mà nói là, ta tại luân hồi bí cảnh là cố ý chịu chết, sau khi diễn xong thì ta liền rút lui. Đại diễn thánh chủ vẫn khó mà tin được. Chuyện kiều gia nơi đó, cũng là do ngươi làm. Là ta. Vì sao? Cái này cũng là nói đến rất dài, rất phức tạp. Ngươi có biết, ngươi xông họa bao lớn hay không? Nếu như phương Bắc tra được ngươi là người của thánh địa, không, bây giờ đã có người hoài nghi. Cuối cùng xác định cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, Cổ Hoa sẽ trực tiếp vấn trách Thánh Địa Trung ương, Thánh Địa Trung ương cũng sẽ hướng Thánh Địa Nam Bộ đòi người. Vô hồi Thánh Chủ coi như lại sủng ái ngươi, lại khóc lóc om sòm, cũng không giữ được ngươi. Ta sẽ không thêm phiền phức cho Thánh Chủ, chờ trở lại Nam Bộ, ta sẽ tự động rời khỏi Vô hồi Thánh Địa. Sau đó thì sao? Không có Thánh Địa bảo hộ, chỉ bằng ngươi xông họa, ngươi không chỗ có thể ẩn nấp. Ta có kế hoạch của ta. Ngươi đã có kế hoạch, đến ta đại diễn thánh địa làm cái gì, liền không sợ ta giao ngươi ra. Ta đến cầu thân. Khương Phàm, đứng đắn một chút cho ta. Tô Triệt ở bên cạnh giận dữ mắng mỏ. Bọn người Lữ Lương Nhân sửng sốt một chút, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Triệt nổi giận lớn như vậy. Ta thật sự là đến cầu thân. Ta chỗ này chuẩn bị 10 viên đan dược chuẩn thánh phẩm làm lễ gặp mặt, chỉ cần các ngươi đồng ý. Bọn chúng chính là một phần bên trong xính lễ. 10 viên. Rất nhiều tộc lão hô hấp đều dồn dập, 10 viên đan dược chuẩn thánh phẩm, bọn hắn thấy đều chưa thấy qua. Tô Thiên Sóc không quan tâm, ngược lại càng thêm nghiêm túc. Khương Phàm, đây chính là kế hoạch của ngươi. Chủ động rời khỏi Vô hồi thánh địa, lại cùng đại diễn thánh địa ta làm thông gia. Ngươi mặt ngoài đã không phải là người của thánh địa, nhưng thành công kéo theo tôn chủ Tây Bộ ta đây là nhạc phụ. Còn có tôn chủ Nam Bộ làm sư phụ. Người đây là đang chui chỗ trống trong quy tắc. Sắc mặt đám người Lữ Lương Nhân cũng thay đổi, quá ghê tởm, quá tính toán. Đối phương xem niệm nhi của bọn hắn là cái gì? Ta không phải đến lợi dụng các ngươi, ta thật sự đến cưới Tô Niệm. Ta cũng sẽ không công bố chuyện này ra ngoài, các ngươi coi như cái gì đều không có phát sinh. Khương Phàm nhìn về phía Tô Niệm, để nàng mau chạy ra đây đồng ý, tiết kiệm phiền phức. Tô Niệm lại thờ ơ, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt ý, thưởng thức dáng vẻ chật vật của hắn. Đời trước, còn không có gặp qua tràng diện thú vị như thế này. Thẩm Minh Thu quát tháo. Ngươi xem đại diễn thánh địa ta là cái gì rồi? Cưới người của chúng ta, để cho chúng ta xem là cái gì cũng đều không có phát sinh. Ngươi ném xính lễ, dẫn người rời khỏi, sau đó cao chạy xa bay. Ngươi là đến kết hôn, hay là đến lấy hàng? Khương Phàm bất đắc dĩ. Ngẩng đầu nói. Thánh chủ, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút hay không? Tô Thiên Sóc quả quyết cự tuyệt. Ngươi muốn nói chuyện khác, có thể. Nhưng muốn nói nữ nhi của ta, miễn đi. Bàn bạc chuyện khác. Chuyện gì? Nói chuyện nữ nhi của ngài. Trong đại điện là một trận trầm mặc kiềm chế. Nếu như không phải đại diễn thánh địa coi trọng cấp bậc lễ nghĩa, tất cả mọi người là người có thân phận, nói không chừng giờ khắc này liền có người muốn nhào lên. Phụ thân, nói chuyện với hắn một chút đi. Tô Niệm lắc đầu, không còn làm khó Khương Phàm. Niệm nhi, con cũng biết Khương Phàm. Tô Thiên Sóc thể hiện có chút quái dị. Biết lúc nào?
Bọn người Lữ Lương Nhân đồng loạt nhìn về phía Tô Niệm, trong trí nhớ giống như trước đó Khương Phàm chỉ có tới qua một lần, mà còn không có đi dạo trong thánh địa, đều là Tiêu Phượng Ngô và Hàn Ngạo và mấy tên kia lang thang bốn chỗ. Rất nhiều năm. Thế nào biết được nhau? Nói rất dài dòng. Bọn người Thẩm Minh Thu lại im lặng, làm sao lại là cùng một cái ngữ khí như Khương Phàm. Tô Thiên Sóc nghiêm mặt nhìn Khương Phàm một chút, cố gắng bình phục tâm tình thật tốt. Các ngươi đều ra ngoài đi. Bọn người Tô Triệt dẫn Tô Niệm rời khỏi đại điện, thuận tay đóng cửa phòng lại. Tô Triệt nghiêm túc nhắc nhở Tô Niệm. Niệm nhi, hắn đã nói hoa ngôn xảo ngữ gì với muội rồi, hay là đã bỏ thuốc cho muội? Bỏ thuốc? Ánh mắt bọn người Thẩm Minh Thu, Lữ Lương Nhân lập tức lăng lệ. Ở vấn đề này, Khương Phàm thật đúng là có kinh nghiệm. Không có, muội vẫn tốt mà. Tô Niệm rất bất đắc dĩ. Đều đã ôm muội, muội còn không phản kháng. Tên bên trong kia không phải người tốt, muội tuyệt đối đừng để hắn lừa bịp. Hắn ôm muội rồi. Thẩm Minh Thu bọn hắn ngao một tiếng. Nào chỉ là ôm. Tô Triệt lắc đầu. Khốn kiếp, còn ra tay sao? Xúc sinh kia. Đám người Thẩm Minh Thu đỏ cả mắt liền muốn đi vào. Tràng diện một lần nữa mất khống chế. Người đều đã đi ra, người muốn nói cái gì? Tô Thiên Sóc ngồi ở chỗ cao, sắc mặt âm trầm, tràn đầy cảnh giác đối với Khương Phàm. Đứa nhỏ này đơn giản là vô pháp vô thiên, chuyện gì cũng dám làm, cái họa gì cũng dám xông. Mà lại còn không cố kỵ gì. Nhìn chung lịch sử thánh địa, quả thật không có xuất hiện qua người nào điên cuồng như vậy. Mà, hắn náo ra nhiễu loạn tại cổ Hoa Hoàng thành lớn như vậy, còn mang theo vô số thế lực phương Bắc điên cuồng lùng bắt, vậy mà lại không lo trốn đi. Tại thời điểm này lại chạy tới đại diễn thánh địa. Nếu như bị người khác phát hiện, tất cả ánh mắt Bắc Bộ, thậm chí Tây Bộ đều sẽ nhắm ngay đại diễn thánh địa. Bởi vì sự kiện Huyền Nguyệt lúc trước, thánh địa Trung ương đã rất có ý kiến đối với hắn, nếu như lại liên lụy đến trong chuyện này, hậu quả thật khó mà lường được. Dù sao Khương Phàm cũng là đệ tử tôn chủ Nam Bộ, mình đây lại là tôn chủ Tây Bộ. Tôn chủ hai đại thánh địa, toàn bộ đều có liên quan cùng Khương Phàm. Lập trường thánh địa sẽ nhận chất vấn khắp thiên hạ. Có thể cởi trói cho ta hay không trước? Khương Phàm bị trói rắn rắn chắc chắc, động đều không động được. Ta còn chưa nghĩ ra là thả ngươi đi, hay là ném ngươi tới phương Bắc. Đừng lề mề, mau nói. Tô Niệm thức tỉnh Linh Văn rồi. Đã thức tỉnh. Nàng hẳn không phải là thức tỉnh tại đại diễn thánh địa. Có liên quan gì tới ngươi? Nàng nói nàng là thiên phẩm Linh Văn, ngài tin không? Nàng đúng là thiên phẩm. Khương Phàm cố gắng chống người lên, ngẩng đầu nhìn Tô Thiên Sóc. Nàng là thánh linh thiên phẩm, hay là thánh vương thiên phẩm, hay lại là thánh hoàng thiên phẩm. Thiên phẩm linh văn cùng thánh phẩm linh văn, cũng phân làm ba vấn đề. Tuy nhiên ba vấn đề của thiên phẩm linh văn không giống như ba vấn đề thánh phẩm, dù có cơ duyên đủ lớn cũng không thể thăng hoa, mà là cơ hồ không cách nào vượt qua được. Mà... chênh lệch giữa ba tầng thiên phẩm linh văn lại vô cùng lớn đến mức có thể giống như thiên phẩm đối với thánh phẩm đối với lục phẩm, hình thành áp chế tuyệt đối như thế. Tại tiềm lực cảnh giới, thể hiện càng thêm rõ ràng. Cho nên ba tầng thiên phẩm trực tiếp bị định danh là linh, vương, hoàng. Thánh linh thiên phẩm, thánh vương thiên phẩm, cùng thánh hoàng thiên phẩm. Thánh linh đại cảnh giới, cũng đã không còn khác nhau mấy trọng thiên, mà trực tiếp định là thánh linh cảnh. Thánh vương cảnh, cùng thánh hoàng cảnh. Bình thường, cái được gọi là thánh nhân, kỳ thật chính là thánh linh cảnh. Bởi vì thánh vương thiên phẩm linh văn rất khó khăn sinh ra, thức tỉnh trăm vị thánh linh thiên phẩm đều khó mà xuất hiện được một thánh vương thiên phẩm, thánh hoàng thiên phẩm càng là trong mấy vạn ức nhân tộc đều khó mà sinh ra được một người. Sốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Chân mày Tô Thiên Sóc hơi nhíu lại. Tình huống của Tô Niệm xác thực rất phức tạp. Hoặc bắt đầu từ ngày nàng sinh ra đến nay đã rất phức tạp. Đầu tiên là lúc sinh ra đã có dị tượng thiên địa, thứ hai là trạng thái sau khi được sinh ra, gần như không giống như là hài tử. Mà nàng cực ít thân cận cùng người khác, ngoại trừ mẫu thân của nàng ra, ngay cả kẻ làm phụ thân như hắn đây đều không thể ôm một cái, chớ nói chi là cử động thân mật. Nàng là con của hắn, nhưng lại không giống con của hắn. Nàng rõ ràng đang trong thánh địa. Nhưng lại cảm giác như nàng không thuộc về nơi này. Mà, Tô Thiên Sóc cơ bản đã xác định, bên cạnh Tô Niệm từ đầu đến cuối luôn có một bóng dáng thần bí bồi tiếp.
ngay cả linh văn thức tỉnh đều để hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn rõ ràng đã sớm bắt đầu chuẩn bị, kết quả khi Tô Niệm 6 tuổi đã đột nhiên liền nói mình đã thức tỉnh, lại còn là thiên phẩm. Khi thức tỉnh đã là linh anh cảnh cửu trọng thiên, vài ngày sau liền là linh nguyên cảnh. Đến bây giờ đã 5 năm, tốc độ cảnh giới tăng lên để hắn nghẹn họng nhìn chân chối. 5 năm, chỉ là 5 năm, vậy mà nàng đã là linh hồn cảnh lục trọng thiên. Cũng không thấy có làm cái gì, càng không muốn thứ gì của thánh địa, chính là ngẫu nhiên mất tích một thời gian, vậy mà đã tu luyện tới linh hồn cảnh. Một số thời khắc hắn thình lình nhìn thấy Tô Niệm luôn có thể lăng mấy lần, bởi vì lại đột phá. Khương Phàm lại hỏi, nàng có ở trước mặt của ngài hiện ra qua thực lực của nàng sao? Ngài biết chính xác linh văn của nàng là cái gì không? Đại diễn thánh chủ đột nhiên đứng dậy, nghiêm khắc nói. Đừng vòng quanh, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? 12 hoàng đạo thương huyền mặc dù liên hợp phong tỏa một đoạn lịch sử tại ngàn năm trước, nhưng thánh địa là thế lực trung lập, không nhận hoàng đạo quản lý hay khống chế, mà có nghĩa vụ ghi chép lịch sử truyền thừa chân chính. Ngài không ngại cẩn thận điều tra thêm đoạn lịch sử ngàn năm trước kia, nhìn xem linh văn Tô Niệm giống với ai nhất. Nếu như ngài không biết linh văn của nàng, ta có thể giới thiệu đơn giản cho ngài, nàng có thể cùng yêu thú ký kết khế ước, sau đó cùng hưởng toàn bộ lực lượng truyền thừa của yêu thú kia. Ví dụ như Kim Bằng, ví dụ như Khổng Tước, ví dụ như Thái Thản, thậm chí Cự Long. Tô Thiên Sóc cau chặt lông mày. Thánh địa xác thực có sứ mệnh ghi chép lịch sử, nhưng do Tổ Sơn Trung ương phụ trách, ngay cả tứ đại thánh địa Trung ương đều không có quyền nhúng tay. Đại diễn thánh địa ta mặc dù là tôn chủ Tây Bộ, nhưng sứ mệnh chủ yếu là liên hợp toàn bộ thánh địa Tây Bộ bảo vệ an nguy dân chúng. Đại diễn thánh địa coi như chưa hoàn chỉnh ghi chép đoạn lịch sử kia, cũng khẳng định đơn độc ghi chép bên trong người nào đó. Bởi vì loại linh văn kia của nàng là lực lượng cực hạn mà tất cả khế ước giả các ngươi sùng bái lại hướng tới, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nàng trùng sinh tại các ngươi nơi này. Trùng sinh, ngươi nói ai trùng sinh? Đại diễn thánh chủ nhìn chằm chằm Khương Phàm, mẫn cảm chú ý tới từ mà hắn dùng. Thánh chủ, thật đáng tiếc, ngài lại liên lụy đến bên trong trận sự kiện này. Ngài có thể đi điều tra thêm thân phận Tô Niệm, sau khi tra rõ ràng, chính ngài quyết định là giao nàng cho ta, hay là tiếp tục ở lại nơi này. Vì sao ngươi không trực tiếp nói với ta? Chính ta nói ra, chỉ sợ ngài sẽ không tin tưởng. Chính ngài đi thăm dò, lại càng dễ tiếp nhận cùng tin tưởng sách sử. Đại diễn thánh chủ nhìn chằm chằm Khương Phàm một hồi, quay người rời khỏi. Chờ ở đây, chỗ nào cũng đều đừng đi. Có thể giúp ta tháo trước hay không? Khương Phàm quát lên, không ai để ý tới, hắn cố gắng uốn éo người, hai tay hóa thành móng vuốt, chụp đầu xé mở huyền thiết, sửa sang lại y phục, rời khỏi đại điện. Sao ngươi lại ra làm gì? Bọn người Tô Triệt cùng nhau nhíu mày. Thỏa đàm. Thỏa đàm cái gì rồi? 10 viên đan dược, thành giao. Mẹ kiếp, ngươi tới đây là mua thức ăn sao? Đám người Tô gia tập thể gầm thét. Tô Thiên Sóc đi đến, Thiên Thu Các, thánh địa. Trong này không có võ pháp, cũng không có vũ khí, chỉ có sách sử ghi chép lịch sử. Thánh địa thiên hạ ngoại trừ bảo vệ dân chúng tại thời kỳ nguy nan, cũng gánh vác trách nhiệm ghi chép lịch sử. Mỗi thánh địa phụ trách quan sát ghi chép sở thuộc lãnh địa, cũng tập hợp đến tôn chủ của riêng mình nơi đó. Sau khi do thánh địa tôn chủ chỉnh lý, lại chuyển giao cho thánh địa trung ương. Thánh địa Trung ương sẽ tập hợp kỹ càng, chuyển giao Tổ Sơn Trung ương, cuối cùng tồn tại vĩnh cửu. Ghi chép lịch sử chân thực, lưu ấn lịch sử truyền thừa, đây là sứ mệnh dân chúng giao phó cho thánh địa, thần thánh lại trang trọng. Tô Thiên Sóc mang theo tâm tình phức tạp, đẩy cánh cửa lớn tại Thiên Thu Các ra. Các cao 900 mét, trên dưới 30 tầng, mỗi tầng đều rộng rãi mà nghiêm túc, sắp hàng chỉnh tề lít nha lít nhít bia đá. Mỗi tấm bia đá đều đơn bạc như tờ giấy. Lại vô cùng cứng rắn. Dài ước chừng 5 mét, chiều rộng 2 mét, một tấm bia đá ghi chép chuyện xảy ra trong vòng một năm. Thánh chủ, mấy lão nhân tóc hoa râm, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thiên Sóc đang tiến đến. Tô Thiên Sóc có chút hành lễ. Mặc dù là thánh chủ, nhưng trước mắt lão nhân toàn bộ lại đều là do Thánh Sơn Trung ương nơi đó phái tới, không nhận thánh địa các nơi quản khống, chỉ phụ trách ghi chép lịch sử. Thánh chủ muốn tra cái gì? Một vị lão nhân thân hình còng xuống, mang theo quải trượng chống thân thể lên, run run đi tới. Ta muốn tra một đoạn lịch sử. Chuyện thời kỳ nào? Ngàn năm trước,
Thánh chủ, có thể cụ thể một chút hay không? Tô Thiên Sóc có chút chần chờ, nói. Tần lão, phải chăng Thiên Thu các chúng ta đã xóa đi qua một đoạn lịch sử? Thời kỳ từ ngàn năm trước. Vì sao lại hỏi như vậy? Có chuyện khả năng có liên quan cùng đại diễn thánh địa chúng ta? Xác thực có, thiên khuyết lịch trước đó, hồng thiên lịch năm 911 đến năm 999, trọn vẹn hơn 80 năm lịch sử, toàn bộ đều bị xóa đi. Ngài biết nguyên nhân không? Tô Thiên Sóc giật mình, ai có tư cách xóa đi lịch sử? Thánh địa lại còn thỏa hiệp. Nguyên nhân cụ thể không rõ ràng, hậu kỳ ghi chép chỉ có một đầu, theo lệnh Tổ Sơn. Tổ Sơn tự mình hạ lệnh. Nếu như ngươi muốn tra, có thể đến Tổ Sơn, nơi đó hẳn là có ghi chép. Không có bất kỳ ghi chép gì liên quan sao, cho dù là dính dáng. Không có. Lão nhân lắc đầu. Sau khi Tô Thiên Sóc hành lễ, hắn liền rời khỏi Thiên Thu Các, mang theo lo nghĩ đầy bụng, đi tới tổ địa của bọn hắn. Nơi này không có ghi chép lịch sử bên ngoài, nhưng có ghi chép tình huống phát triển của đại diễn thánh địa. Tô Thiên Sóc sau khi để các tộc lão lui ra, hắn tự mình lật sử sách đại diễn thánh địa, tìm kiếm tư liệu có liên quan với khế ước linh văn. Từ giữa trưa đến trạng vạng tối, từ trạng vạng tối đến vào đêm khuya. Tô Thiên Sóc từ bên trong, biển sách, mình mông rốt cuộc cũng tra được ghi chép lẻ tẻ. Cổ có kỳ văn, kỳ danh ngự thiên, có thể hưởng tạo hóa vạn vật, có thể trưởng trí lý càn khôn. Hiện ở mà thế hồng thiên, mới bắt đầu bị hủy bởi thiên khuyết. Một thân là nữ, tính tình quyết liệt mà cao ngạo, sáng tạo thần triều, chấn thương huyền, thiên hạ cùng tôn, nâng tên thiên hậu. Tô Thiên Sóc bưng lấy thư quyển, mượn ánh nến yếu ớt, thì thào đọc chữ. Trong đôi mắt thâm thúy, sáng rực lắc lư, thấy được chân dung nữ tử mơ hồ cạnh góc trang sách. Mặc dù mông lung không rõ, mặc dù phong hoa tuyệt đại, nhưng hắn lại lờ mờ thấy được bóng dáng Tô Niệm. Thiên hậu, Tô Niệm, trùng sinh. Tô Niệm bị bọn người Tô Triệt cưỡng ép mang đi, sống chết cũng không cho phép nàng tiếp xúc cùng Khương Phàm. Khương Phàm nhìn thấy người của đại diễn thánh địa thật sự yêu thương Tô Niệm, hắn vui mừng đồng thời cũng có chút chua xót trong lòng. Kiếp trước, bọn hắn bận rộn, chinh chiến bốn chỗ, không có một khắc nào ngừng lại. Nhất là sau khi sáng tạo thần triều, gặp phải đều là âm mưu quỷ kế, gió tanh mưa máu. Ngoại trừ ngẫu nhiên gặp nhau, đa số thời gian đều là riêng phần mình bôn ba, không phải bố cục nơi này, thì chính là huyết chiến chỗ đó. Càng là về sau, bọn hắn càng bận rộn, tình thế nguy hiểm cũng không cho phép bọn họ có nam nữ tình trường. Vốn cho rằng một trận chiến tại Đăng Thiên Kiều có thể định càn khôn, từ đây an ổn xuống, bọn hắn có thể thưởng thức phong cảnh thương huyền, hưởng thụ cuộc sống thuộc về bọn hắn. Nhưng, tất cả kỳ vọng, tất cả huyễn tưởng, đều im bặt mà dừng lại tại ngày đó. Hắn không có mang cho nàng an toàn, bình tĩnh, cùng cuộc sống mong muốn, ngược lại là để cho nàng, vùng vẫy dẫy chết còn có ngàn năm đau khổ. Hắn nợ thiên hậu rất rất nhiều. Khương Phàm cảm thấy rất may mắn khi thiên hậu trùng sinh ở trong hoàn cảnh như vậy. Không có tính toán, không có tranh đấu, không có thương hại, cũng không có quản thúc. Từ thánh chủ đến tộc lão, từ Tô Triệt đến Lữ Lương Nhân và những người khác cùng nhau tạo cho nàng một hoàn cảnh lớn lên không buồn không lo. Hắn cảm thấy may mắn, càng cảm thấy cảm kích. Cho nên, hôm nay hắn kỳ thật không phải đến cầu thân, mà là đến cảm ơn. 10 viên đan dược chuẩn thánh phẩm chính là hậu lễ mà hắn chuẩn bị. Mặc dù ở Kiều Gia luyện 3 viên, ở diễn võ trường luyện 15 viên, tính cả từ Hải Thần Đảo mang đi 1 viên, hắn hết thảy có 19 viên đan dược chuẩn thánh phẩm. Nhưng, 7 viên cho Kiều Vô Hối, 1 viên cho Kiều Vạn Niên, 1 viên cho Khương Diễm, hắn chỉ còn lại có 10 viên như thế. Sau đêm dài, Tô Thiên Sóc trở về. Đại điện không có giấy lên ánh nến, lờ mờ không ánh sáng. Thanh lãnh an tĩnh. Tô Thiên Sóc ngồi tại chỗ cao, yên lặng nhìn Khương Phàm trong bóng tối phía dưới. Khương Phàm chứa đan dược chuẩn thánh phẩm trong 10 cái hộp gấm, theo thứ tự đặt ở trên bệ đá phía trước. Nhìn dáng vẻ ngài, hẳn là đã biết thân phận của nàng. Cảm tạ ngài những năm gần đây chiếu cố đã đối với nàng, nhưng đây là thời điểm nàng nên rời khỏi nơi này. Tô Thiên Sóc nhấp nhô yết hầu mấy lần, nhiều lần do dự, mới mở miệng. Ngươi muốn nàng mang đến đâu? Nàng có thể hưởng thụ 11 năm an tĩnh sinh sống này, đã rất thỏa mãn. Tiếp theo, chúng ta muốn bắt đầu cuộc sống của chúng ta, báo thù. Báo thù ai? 12 hoàng đạo thương huyền,
tất cả hoàng đạo thiên khải. Đại diễn thánh chủ dùng sức nắm chặt hai tay trong tay áo. Ta đã tra được kiếp trước của nàng, nhưng không có tra được các tình huống khác. Ngươi, là ai? Ngài bây giờ vẫn còn không nên biết rõ thì tốt hơn, miễn cho sau này lại mang đến phiền phức cho ngài. Vẫn là nói cho ta biết đi, sớm muộn đều được biết. Khương Phàm hơi trầm mặc, vẫn nói ra tình hình thực tế. Ngàn năm trước, Thương Huyền Đại Lục đã từng quật khởi một thần triều, tên là Vạn Thế Thần Triều, lấy thân phận đệ nhất hoàng đạo dẫn dắt tất cả hoàng tộc Thương Huyền. Nhưng thế cục Thương Huyền phức tạp, bát bộ hoàng đạo cùng tứ phương thiên tôn đều có bí mật càng lớn. Khi thần triều phát hiện thì đã hãm sâu trong vòng xoáy, khó mà thoát thân. Muốn thay đổi cục diện, chỉ có một cách, hướng lên trời, hướng thiên chứng đạo, lấy thân phận đế quân, trọng chỉnh cách cục Thương Huyền, uy hiếp khác bát châu thập tam hải. Kết quả, buông tay đánh cược một lần không thể đổi lấy tuyệt địa trùng sinh, thần triều. Thất bại. Sau khi Khương Phàm bình tĩnh nói xong, ngẩng đầu nhìn Tô Thiên Sóc trong bóng tối ở trên chỗ cao. Ta, là thần hoàng, nàng, là thiên hậu, thời gian qua đi ngàn năm, chúng ta trùng sinh trở về. Tô Thiên Sóc cầm chặt hai tay hơn, cực lực khống chế cảm xúc. Thần triều, đệ nhất hoàng đạo, chủ nhân Thương Huyền, đế quân. Cho dù là Tô Thiên Sóc đã có chuẩn bị, nhưng hắn vẫn không chịu nổi sự rung động này trùng kích. Trách không được tên tiểu tử thánh địa này lại cường thế lại điên cuồng, rõ ràng là đệ tử thánh địa, nhưng lại mang theo sự ngoan khí sát phạt, hoàn toàn khác biệt thánh địa. Trách không được ngày đó Tô Niệm sinh ra đã gây nên dị tượng thiên địa, càng mang theo loại lạnh nhạt cùng cao ngạo không hợp tuổi tác kia. Thì ra, bọn hắn đều là người của kiếp trước. Thì ra, bọn hắn đều đã từng quan sát dân chúng. Tổ Sơn Trung ương tự mình hạ lệnh phong tỏa lịch sử, cũng có thể là nhận lấy tất cả hoàng đạo Thương Huyền liên hợp chỉ lệnh mà bất đắc dĩ. Khương Phàm lại nói, xin hãy tha thứ nàng lạnh nhạt trong những năm này tại Thánh Địa, nàng chỉ là không nguyện ý ở chỗ này lưu lại tình cảm quá mức, mang đến cho các ngươi càng nhiều phiền phức. Chúng ta phải đối mặt là tất cả hoàng đạo Thương Huyền, còn có sự uy hiếp của bát châu thập tam hải, hơi không cẩn thận, liền có thể liên lụy đại diễn Thánh Địa, mang theo tai họa ngập đầu. Mặc dù các ngươi là tôn chủ Tây Bộ, được Tổ Sơn bảo hộ. Nhưng, nếu có hoàng đạo nào đó nhất định phải hủy các ngươi, cũng không phải là không thể được. Khương Phàm nói xong, lại thở sâu, đột nhiên nói. Thánh chủ, những đan dược này ngài hãy cất kỹ, chờ ta có năng lực, sẽ còn đưa tới càng nhiều cho các ngươi. Nhưng nàng, ta thật muốn dẫn đi. Tô Thiên Sóc ung dung khẽ nói. Các ngươi muốn đi đâu? Đi đại hoang. Sau đó thì sao? Hết thảy, bắt đầu lại từ đầu từ nơi đó. Các ngươi có bao nhiêu phần thắng? Có được nàng, ta liền có được một nửa phần thắng. Vẻ mặt Tô Thiên Sóc rất phức tạp, thanh âm lại bình tĩnh trở lại. Ta mặc kệ kiếp trước các ngươi là ai, ta chỉ biết Tô Niệm là nữ nhi của ta. Chuyện của các ngươi, ta không tốt đưa ra lời bình, nhưng nếu như ngày nào đó cần trợ giúp, có thể tới nơi này. Chỉ cần ta vẫn là đại diễn thánh chủ, liền có thể ra hết khả năng, bảo trụ an toàn của các ngươi. Khương Phàm nói lời cảm tạ, cáo từ rời khỏi. Khương Phàm. Tô Thiên Sóc đứng dậy, gọi Khương Phàm lại. Đan dược, mang đi đi. Chúng ta là phụ mẫu Niệm Nhi, nuôi dưỡng nàng là trách nhiệm chúng ta phải làm. Nàng là của ngươi, cũng là của chúng ta. Tâm ý của ta, ngài vẫn giữ lại đi. Mang đan dược đi, ta chỉ có một yêu cầu. Cái gì? Để Niệm Nhi qua hết sinh nhật 12 tuổi lại đi. Nàng bây giờ, còn quá nhỏ. Mắt Tô Thiên Sóc không bị khống chế mà ẩm ướt. Hắn biết mình không giữ được Tô Niệm càng không thuộc về hắn, nhưng Tô Niệm dù sao cũng là nữ nhi của hắn. Hắn làm sao nhẫn tâm cứ như vậy mà ném ra được, lại còn ném vào gió tanh mưa máu, ném vào cái vòng xoáy báo thù kia. Hắn cũng biết, lần này Tô Niệm đi, thật sự có khả năng vĩnh viễn sẽ không trở về. Khi Khương Phàm và Tô Niệm chân chính khiêu chiến Thương Huyền Hoàng Đạo, một khắc này, phụ mẫu bọn đây, thậm chí cũng không thể đi gặp nàng một chút. Ta sẽ tôn trọng ý kiến của nàng. Đan dược, ngài hãy cất kỹ. Khương Phàm rời khỏi đại điện. Đại điện trống trải an tĩnh. Tô Thiên Sóc yên lặng ngồi ở trên ghế mây, khi thì hoảng hốt, khi thì mờ mịt, khi thì mím chặt bờ môi, khi thì lại nắm chặt nắm đấm. Hắn rung động với thân phận của Khương Phàm. Cũng hồi hộp với bí mật của thần triều. Hắn càng rõ ràng hơn,
nếu Khương Phàm nguyện ý nói thẳng bí mật này, liền đã làm xong chuẩn bị bắt đầu báo thù. Nhưng, sau khi loại rung động mãnh liệt lại phức tạp kia đi qua, kỳ thật hắn cũng không có để ý như vậy. Điều hắn nghĩ chỉ có Tô Niệm. Mặc kệ kiếp trước Tô Niệm như thế nào, lại là có thân phận cỡ nào, nhưng trong lòng hắn, Tô Niệm chung quy vẫn nữ nhi của hắn, là con gái ruột của hắn. 11 năm dưỡng dục, nước sữa hòa nhau thân tình, há có thể nâng hai tay đưa nàng tiến lên gió tanh mưa máu. Con nhà ai, nhà người đó đau. Hắn, không nỡ. Tô Thiên Sóc có chút ngẩng đầu, nhìn nóc nhà hắc ám thì thào khẽ nói. Ngay cả nhi nữ cũng không thể bảo vệ, Tô Thiên Sóc ta nói gì bảo vệ dân chúng Tây Bộ. Liệt tổ liệt tông, Tô Thiên Sóc ta, chỉ sợ muốn không dậy nổi đối với các ngài. Khương Phàm đi tới trong núi rừng phía ngoài, yên lặng chờ đợi. Hắn chính là chờ Diêm Bá, là thiên mục đại tướng kiếp trước của hắn. Nhưng, chờ lại chờ, Diêm Bá vẫn chưa từng xuất hiện, thiên hậu lại từ trong bóng tối đi ra. Hắn đi phương Bắc, hiệp trợ các ngươi thoát khỏi cổ hoa, nhưng không còn trở về. Thiên hậu thoát khỏi bọn người Tô Triệt nghiêm mật trông coi, tìm được Khương Phàm. Dựa theo kế hoạch của chúng ta, Kiều Vô Hối phải đuổi bắt dẫn vào Hải Dương, đảo loạn phương hướng của bọn hắn. Thời điểm Khương Phàm chạy ra khỏi phương Bắc đã đạt được tin tức Kiều Vô Hối cùng cổ hoa thánh tổ đại chiến tại vùng đất cực Hàn, ý vị này Kiều Vô Hối thành công đột phá đến thánh linh cảnh, cũng sẽ dựa theo kế hoạch đã định, giết tiến vào Hải Dương. Bây giờ biết được có Diêm Bá làm bạn, hắn càng yên tâm hơn. Nếu như bọn hắn có thể mau chóng giải quyết vị thánh tổ thứ tư kia, hẳn là còn có hy vọng thoát thân. Nếu như không giải quyết được, bị thánh tổ thứ ba đuổi kịp, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thiên hậu lắc đầu, cũng không lạc quan. Kiều Vô Hối chỉ là mới bước vào thánh linh, nếu như không có tình huống đặc biệt, chỉ có thể dây dưa với cổ hoa thánh tổ, rất khó trực tiếp giết được. Từ Kiều Vô Hối tiếp tục đại chiến đến xem, cũng không chỉ ý đơn giản là muốn hấp dẫn lực chú như vậy, mà là đang ngạnh kháng. Khương Phàm hỏi, thiên mục bây giờ là trạng thái gì, vì sao hắn có thể sống đến bây giờ? Hắn đã chết, chết ngàn năm. Chết vào cái ngày ta phong tổn khí vận thần chiều đó. Khương Phàm khẽ nhíu mày. Các ngươi làm cái gì? Chàng không nhớ rõ Thiên Thi Châu. Ta không có ấn tượng. Thời điểm năm đó chúng ta cùng U Minh đại chiến, săn giết qua ba con thanh thi vạn năm, lấy được ba viên Thiên Thi Châu trên thân bọn chúng. Bọn chúng là năng lượng bản nguyên của thanh thi vạn năm, ẩn chứa thi khí rộng lượng. Một viên có thể tuyệt tích ngàn dặm, không có một ngọn cỏ. Ngay cả thánh nhân cũng có thể bị ăn mòn. Kim thai hành động cần phải có người trực tiếp thi hành, mà phải sống mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, cho đến khi hoàn thành sứ mệnh. Càng quan trọng hơn là, không thể bị hoàng đạo phát hiện, cũng không thể gây nên chú ý. Tu La đã đưa ra Thiên Thi Châu, do ba vị đại tướng với điều kiện phù hợp nuốt Thiên Thi Châu, chìm vào đáy hoàng tuyền, nghịch chuyển sinh tử, hóa thành thanh thi. Chỉ có như thế này mới có thể che giấu thân phận. Ẩn tàng khí tức sinh mệnh, ngăn chặn khí tức thánh linh. Từ đây về sau, bọn hắn có thể giống như U Linh, hành tẩu thế gian, yên lặng tìm kiếm kim thai. Ba viên Thiên Thi Châu, đều có ai? Thiên Mục, Tinh Tượng, Xích Lôi, ba vị đại tướng. Hai người bọn họ đâu? Khương Phàm căng thẳng trong lòng, Tinh Tượng, Xích Lôi. Đó là hai hảo huynh đệ hắn mời chào từ thuở ban sơ. Thiên Hậu lắc đầu. Chỉ có Thiên Mục từ Hoàng Tuyền cấm địa đi ra, Tinh Tượng và Xích Lôi vĩnh viễn ở lại nơi đó. Khương Phàm chau mày, tâm tình nặng nề lại khó chịu. Vì để hắn trùng sinh, các huynh đệ thần triều lại hoàn toàn không để ý sống chết, cái gì cũng đều nguyện ý nếm thử, cái gì cũng dám mạo hiểm. Tinh Tượng cùng Xích Lôi bị Thiên Thi Châu ăn mòn, bị Hoàng Tuyền hòa tan, hài cốt không còn, càng là gãy mất luân hồi. Thiên Mục mặc dù đã kiên trì nổi, nhưng cũng đã là bộ thi thể. Thiên Mục thành công hóa thân thanh thi, cũng mang ý nghĩa hắn thuộc về U Minh. Nhưng vì để tìm kiếm kim thai, hắn chỉ có thể ở lại nhân gian, tiếp nhận dương khí ăn mòn. Ngàn năm tìm kiếm, đối với hắn mà nói, mỗi ngày đều là dày vò. Sau ngàn năm, hắn đã vô cùng suy yếu, miễn cưỡng có thể kích phát ra thực lực thánh linh cảnh. Nếu như nhận tổn thương, cũng rất khó khôi phục. Thiên Hậu rất lo lắng cho Thiên Mục. Dù sao bọn hắn cũng phải đối mặt với cổ hoa thánh nhân đang ở vào thời kỳ cường thịnh, lại còn là thiên nhân chiến khu. Nếu như các thánh nhân cổ hoa khác đuổi tới, bọn hắn sẽ càng nguy hiểm hơn.
Khương Phàm lắc đầu, chỉ mong bọn hắn có thể bình an trở về. Tô Thiên Sóc không nỡ bỏ nàng, ta rời khỏi trước, một năm sau lại đến đón nàng. Thiên Hậu lại nói, 3 năm, còn có chuyện khác, ta muốn chinh phục Đại La Sơn. Cái gì? Ta đã đi qua 7 lần, lại cho ta thêm 3 năm, ta có thể khống chế Đại La Sơn. Khương Phàm kinh ngạc nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên đã hiểu. Nàng là muốn khống chế luân hồi bí cảnh. Kiếp trước, mặc dù chúng ta phát triển khó khăn trùng điệp, nhưng 12 hoàng đạo từ lúc bắt đầu cũng không nghĩ tới chúng ta có thể đi đến độ cao kia, cũng không có quá phận khẩn trương cùng chèn ép, chúng ta liên hợp tung hoành cũng tại giữa các phe tạo thành vách ngăn, tránh khỏi nguy cơ hủy diệt, chờ đến thời điểm bọn hắn kịp phản ứng, chúng ta đã đầy đủ cường đại. Nhưng một thế này lại khác, chỉ cần thân phận chúng ta bại lộ liền sẽ khiến cho 12 hoàng đạo, thậm chí khắp thiên hạ kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi, bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản chúng ta, càng xem chúng ta như thức ăn. Chúng ta nhất định phải tìm kiếm căn cứ càng đặc thù, càng an toàn hơn, có thể tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Luân hồi bí cảnh thuộc về không gian hoàn toàn độc lập, lại còn kết nối hư không cùng cửu u, có thể khai phát lợi dụng nơi quá nhiều. Ta đã đi thăm dò qua, đám ngu xuẩn Đại La Sơn, Chí Tôn Kim Thành kia lại xem nơi đó như vườn rau xanh, phung phí của trời. Tô Niệm nhìn non nớt đáng yêu, nhưng tư thái ở giữa vẫn mang theo uy nghi cùng lăng lệ kiếp trước. Giờ phút này, nàng nhíu mày, ngữ khí bỗng nhiên mãnh liệt, trong lúc vô hình tán phát khí thế, để Khương Phàm ở bên cạnh đều khẽ run rẩy trong lòng. Khương Phàm hơi sững sờ, kiếp trước chính là sợ nàng nhíu mày nhất, đều đã luân hồi trùng sinh rồi, vậy mà tật xấu này cũng lại trở về rồi. Cần ta cùng nàng không? Chàng cứ đến phương Nam chuẩn bị, chính ta có thể ứng phó. Đại La Sơn bây giờ là yêu hoàng tộc, cũng không tốt để thu thập. Yêu tộc thiên hạ, ta sợ qua ai? Thiên Hậu lườm Khương Phàm một chút, ngay cả ngươi, ta đều thu thập ngoan ngoãn. Vẫn phải chú ý. Khương Phàm ngượng ngùng cười một tiếng. Từ hôm nay trở đi, chàng ở ngoài sáng, ta ở trong tối, chàng ở phía trước, ta ở phía sau, chàng giày vò, ta kết thúc. Trước tiên phải ổn định, sau này mới hung ác, chúng ta trùng sinh không dễ, cơ hội chỉ có một lần. Khương Phàm bỗng nhiên có một cảm giác nhẹ nhõm, có Thiên Hậu thật là tốt. Đi thôi, ta dẫn chàng đi tìm di cốt. Thiên Hậu dẫn Khương Phàm chạy tới Dược Sơn. Khương Phàm thuận thế kéo bàn tay nhỏ non mềm của nàng, dạo bước dưới ánh trăng sáng trong. Cửu Thiên Thần Giáo đã phát hiện ta. Lúc nào? Đại Hoang Thâm Uyên thật ra là Liệp Thần Thương hình thành không gian phong bế. Ma Hoàng ở chỗ nào? Hắn bị Liệp Thần Thương đóng đinh tại nơi đó, tuy nhiên vẫn không chết, còn vọng tưởng trùng sinh. Liệp Thần Thương phát ra sát khí quá mạnh, dung thực không gian, khiến cho Cửu Thiên Thần Giáo chú ý. Bọn hắn phát hiện nơi đó, cũng ở đó xảo diệu tạo dựng một không gian bí cảnh, xưng là Vương Quốc Hắc Ám. Khương Phàm giới thiệu tình huống Đại Hoang cùng Vương Quốc Hắc Ám, còn có suy đoán của chính hắn. Cửu Thiên Thần Giáo. Thiên Hậu cảm giác khó giải quyết. Chờ ta trở lại Nam Bộ, đến Vương Quốc Hắc Ám cẩn thận điều tra, thuận tiện chiếu cố Cửu Thiên Thần Giáo, tìm kiếm đáy bọn hắn. Quá mạo hiểm. Bọn hắn muốn bắt ta, tùy thời đều có thể. Bọn hắn không muốn bắt ta, ta xem như chạy đến Cửu Thiên Thần Giáo, bọn hắn cũng sẽ không đụng vào ta. Trên đường tới Khương Phàm đã nghĩ thông suốt. Nếu như Cửu Thiên Thần Giáo là kẻ địch, hắn đã không có chỗ có thể trốn, nếu như đang do dự, hắn muốn đi tự mình xử lý, cố gắng tranh thủ. Loại chuyện này, hắn tuyệt đối không thể chờ đợi, chỉ có thể chủ động xuất kích. Trước tiên thăm dò rồi quyết định. Thiên Hậu không có ngăn cản Khương Phàm. Bọn hắn trùng sinh mà đến, nhất định nguy cơ trùng điệp, lúc nào cũng có thể sẽ đứng trước ngoài ý muốn, cho nên thời điểm mạo hiểm nhất định phải mạo hiểm. Bên trong Dược Sơn của Đại Diễn Thánh Địa, an táng yêu thú đã từng bảo vệ Thánh Địa bọn họ. Nơi này là cấm khu quan trọng, đề phòng nghiêm ngặt. Nhất là sau khi chuyện Hàn Ngạo và Tiêu Phượng Ngô xông vào phát sinh, 3 vị lão tổ đóng giữ gia tăng đến 8 vị. Tuy nhiên, Diêm Bá đã an trí cấm nguyên cổ thụ ở mấy ngàn thước dưới mặt đất, tránh khỏi bọn hắn giám sát, cũng lợi dụng bình chướng bảo vệ nơi này làm hỗ trợ. Đây chính là cấm nguyên cổ thụ. Khương Phàm sợ hãi thán phục trước thánh thụ cổ lão tươi tốt. Cao tới 10 mét, cành lá rậm rạp, xanh tươi tốt, tỏa ra tầng tầng vầng sáng. Thân cây cứng cáp tráng kiện, trên vỏ cây uốn lượn lấy hoa văn tinh mịn phức tạp,
giống như chữ cổ thần bí. Trà cây vô cùng tươi tốt, xen lẫn quay quanh có quy luật, chợt nhìn giống như là đang ngẩng đầu. Bên trong đầu mở lớn, miệng, lơ lửng một viên ngọc châu đẹp đẽ. Ánh sáng thần bí từ nơi đó nở rộ, tán cây tô điểm thêm sự thần bí lộng lẫy. Khương Phàm đứng phía trước cấm nguyên cổ thụ, cảm giác hoảng hốt trước thời gian ngừng trôi qua, phiêu miểu, hư ảo, không chân thực. Thiên hậu ngước nhìn cấm nguyên cổ thụ hoa mỹ, nhẹ giọng nói nhỏ. Cấm nguyên châu mặc dù có thể giam cầm thời gian, nhưng thứ cường đại thật sự vẫn là này cấm nguyên cổ thụ, chỉ là chúng ta không hiểu nên vận dụng như thế nào. Khương Phàm nói. Không phải Tô gia nơi đó có pháp trận thời gian sao? Đây chẳng qua là phương thức vận dụng sơ cấp nhất mà thôi. Cổ thụ thần bí giống như vậy, nếu quả thật có thể lợi dụng, khẳng định còn sẽ có thực lực càng phi phàm. Thiên hậu lắc đầu, 100 năm mới kết một viên cấm nguyên châu, quá chậm. Nàng cũng không có nhiều thời gian lãng phí cùng nó như vậy. Nếu không cách nào lợi dụng cấm nguyên châu liền phải nghĩ biện pháp lợi dụng cái cây này. Bảo bối, là dùng đến dùng, không phải dùng để làm bài trí. Khương Phàm hỏi thăm Đan Hoàng. Sư phụ, ngài có biết gì về cấm nguyên cổ thụ không? Không hiểu, thật không hiểu. Đan Hoàng quả quyết từ chối, không phải không hiểu, là không dám hiểu. Hắn nghe ngữ khí nhà đầu bên ngoài kia, tám phần là muốn bổ nó. Bảo thụ như thế này có thể sống đến bây giờ quá khó khăn, có thể bảo toàn vẫn phải tận lực bảo toàn. Khương Phàm nói. Xương cốt của ta đâu? Dưới cây. Thiên hậu đưa tay chỉ, toàn thân đột nhiên dâng lên xích hà, dòng sông đỏ, mãnh liệt, kịch liệt cuồn cuộn, hóa thành cự mãng trăm mét, cực kỳ giống xích lân thôn thiên mãng, quay quanh đi qua cấm nguyên cổ thụ. Ầm ầm, đại địa lay động, kỳ quang sôi trào, xích mãng thô lỗ rút cấm nguyên cổ thụ lên. Một pháp trận màu máu đột nhiên nở rộ, quét sạch không gian dưới đất. Đây là Diêm Bá lợi dụng cấm nguyên cổ thụ bố trí pháp trận, mà còn cùng pháp trận dược sơn xảo diệu sâu chuỗi cùng một chỗ. Cấm nguyên cổ thụ rời khỏi pháp trận, chấn áp chu tước di cốt phóng lên tận trời, huyết khí nồng đậm sôi trào như liệt diễm, hình thành hư ảnh chu tước khổng lồ, dương cánh gáy to. Thanh chiều bén nhọn, uy lực và năng lượng kinh khủng, nương theo khí tức sinh mệnh mênh mông, chật ních không gian dưới đất. Pháp trận lập tức phát ra cường quang cùng ánh sáng cấm nguyên cổ thụ nở rộ giao hòa, giam cầm di cốt táo bạo. Đây là một khối xương cột sống, trong trong ngoài ngoài đều bị khắc xuống ấn ký. Nếu có người muốn dung hợp, chắc chắn sẽ khiến ấn ký phản ứng mãnh liệt. Huyền Nguyệt Hoàng Triều nơi đó cũng sẽ khóa chặt vị trí trước tiên. Trước đó ta cùng Thiên Mục đã cẩn thận nghiên cứu qua, nghĩ đến một biện pháp. Đầu tiên là cưỡng ép rút ra máu tươi ở đầu khớp xương và cốt tủy, để xương cốt mất đi lực lượng. Máu tươi ở cốt tủy, giao cho Khương Diễm, kích phát linh văn của hắn. Chàng cắm xương cốt vào thân thể, dùng máu của chàng cùng cốt tủy để che giấu, loại bỏ ấn ký, một lần nữa thai nghén, kích phát tiềm lực. Khối xương cột sống này người khác không thể chạm vào, chàng và Khương Diễm lại có thể. Cũng chỉ có hai người mới có thể sau khi dung hợp, ngăn cách Huyền Nguyệt dò xét. Máu tươi ở cốt tủy sẽ có hiệu quả càng mạnh hơn, vừa vặn thích hợp với Khương Diễm. Di cốt sẽ từ từ phát lực sau đó cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Vừa vặn có thể để chàng thuận lợi vượt qua sinh tử cảnh. Thiên hậu cân nhắc đến các mặt cùng thực tế tình huống, làm ra phương án tách rời dung hợp. Rất tốt. Khương Phàm gật đầu, trước khi đến hắn đã cân nhắc muốn di chuyển máu trong di cốt cho Khương Diễm. Thiên hậu nói. Di cốt rất táo bạo, hai người phải nhanh một chút. Ta đi mời Khương Diễm đến. Không cần, lúc ta tìm chàng ta đã an bài Tô Lăng đi mời. Khi bọn họ đang nói chuyện, Tô Lăng đáng yêu lãnh diễm đã mang theo Khương Diễm từ mật đạo dưới đất, đến nơi này. Tô Lăng cô nương, đã lâu không gặp. Khương Phàm mỉm cười chào hỏi. Hừ. Tô Lăng hừ một tiếng, quay đầu không để ý tới. Ta đắc tội cô rồi. Hừ. Tô Lăng vẫn không để ý tới hắn. Khương Phàm ngượng ngùng cười nói. Lúc ấy ta giả chết, là tình thế cần thiết, không phải cố ý muốn gạt cô. Hừ. Tô Lăng rời khỏi mật đạo, không nguyện ý chờ đợi ở đây. Chu Tước là thiên địch số một của tất cả yêu thú loại xà mãng, huyết khí di cốt để nàng rất không thoải mái. Nàng từ luân hồi bí cảnh mang về một viên huyền hoàng thạch, to hơn nửa mét. Ở trong đó có nguyên lực huyền hoàng tinh khiết lại nguyên thủy, giúp nàng kích phát tổ mạch. Huyền hoàng thạch hơn nửa thước.
Khương Phàm và Khương Diễm lập tức ngạc nhiên. Ta đã ký kết khế ước với nàng. Nàng đáng để cho. Khương Phàm còn chưa nói xong, sắc mặt lại biến. Ký kết khế ước. Nếu như hắn nhớ không lầm, thiên hậu ký kết khế ước linh hồn vô cùng bá đạo, không chỉ có thể cùng hưởng truyền thừa, còn có thể dò xét ký ức linh hồn. Lúc trước hiểu lầm phát sinh ở trong luân hồi bí cảnh, chẳng phải là nàng đều đã biết rồi. Tô Niệm đã không kịp chờ đợi mà gật đầu với Khương Diễm. Ngươi bắt đầu trước, hoàng huyết bên trong di cốt, còn có cốt tủy đều do ngươi dung hợp. Toàn bộ đều cho ta. Ánh mắt Khương Diễm lập tức nóng lên. Công hiệu của cốt tủy so với trực tiếp dung hợp máu tươi càng lớn hơn, bởi vì nó còn có thể tiếp tục tạo máu. Khương Diễm lập tức đi đến pháp trận, sôi trào lên xâm lang nhiệt hỏa nồng đậm. Hơn 9 vạn vong hồn ở bên trong lít nha lít nhít hiện lên, thảm thiết kêu gào, vang vọng u cốc để cho người ta cảm thấy rùng mình. Trong này tất nhiên còn có Triệu Lê Minh, Hoàng Phủ Thừa N và các cường giả cổ hoa. Khương Diễm điều chỉnh trạng thái, nhanh chóng khống chế lại di cốt. Nhận lấy uy thế khủng bố giống như bạo tạc, cưỡng ép cướp đoạt hoàng huyết bên trong. Khương Phàm nhìn Khương Diễm sau khi dần dần khống chế cục diện, hắn lại liếc mắt nhìn Tô Niệm bình tĩnh ở bên cạnh, lúng túng nói. Chuyện Tô Lăng thật sự là ngoài ý muốn, đều là chính nàng suy nghĩ lung tung. Tô Niệm thản nhiên nói. Có chút quá mức, thật sự là hiểu lầm, nàng có biết sinh mệnh cam lộ không? Chính là chàng đã hạ cái loại thuốc kia cho Tô Thiên Tịch. Khương Phàm dở khóc dở cười, không tiếp tục dây dưa cái đề tài này, hắn lấy thiết long cổ thụ từ trong thanh đồng tiểu tháp ra. Đây là chiến sủng ta nuôi, đưa cho nàng. Thiết long cổ thụ ở bên trong đang nhàm chán, thật vất vả mới được thả ra, đang muốn hưng phấn, nghe được câu nói đầu tiên lại không phải là sát lệnh cao vút, mà là tặng người khác. Nghe lầm sao? Mặc kệ nó. Tiểu gia hỏa không chút nào mập mờ, nó vung lên chà cây quất tới Khương Phàm. Dám tặng ta cho người khác. Muốn ăn đòn. Sắc mặt Khương Phàm hơi biến đổi, hắn mạo hiểm tránh khỏi. Ngươi làm gì, ta không phải muốn bán ngươi. Chỉ là tặng người, tặng người. Tiểu gia hỏa khẽ giật mình, ngừng lại. Khương Phàm vội vàng nói. Không sai, là tặng người, không phải bán ngươi. Tiểu gia hỏa xác định lại, thật sự là tặng người, thật sự là muốn đưa nó cho người khác. Thiết long cổ thụ, ngao, lên. Sáu chạc cây giống như là lôi điện, cuồng oanh loạn tạc đối với Khương Phàm. Vừa nhanh vừa độc, đánh đến gọi là hoa mắt. Đừng hồ nháo, nơi này có chính sự. Khương Phàm kêu to, dâng lên liệt diễm, cường thế chống cự, chật vật bắt lấy toàn bộ cành cây. Tiểu gia hỏa giãy giụa mấy lần, lại rút không ra, dứt khoát lan tràn phát triển cành mới, cũng một mực cuốn lấy hai tay Khương Phàm. Một giây sau, nó đột ngột nhảy lên, đụng tới đầu Khương Phàm. Khương Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể bồi tiếp nó hung hăng giày vò một trận, sau đó ép đến trước mặt thiên hậu, lúng túng nói. Nóng nảy một chút, tuy nhiên rất có thực lực. Tô Niệm liếc mắt nhìn thiết long cổ thụ, thản nhiên nói. Ngàn năm không gặp, chàng liền đưa ta một cái cây. Khương Phàm chật vật áp chế thiết long cổ thụ đang điên cuồng giãy giụa. Nó cũng không phải cây bình thường, là hoàng tộc bên trong thụ yêu, là siêu cấp chiến thụ. Thời gian dài, nàng sẽ biết. Được thôi, ở lại chỗ ta vậy. Tô Niệm lắc đầu, miễn cưỡng nhận lấy. Miễn cưỡng như thế sao? Tiểu gia hỏa không vui, nó tránh khỏi Khương Phàm, thẳng tắp xử đến trước mặt thiên hậu, vung lên chạc cây khoa tay lấy thân thiên hậu. Tiểu nha đầu vênh váo cái gì, đều cao không bằng một nửa ta. Đừng làm rộn, phải bồi tiếp nàng, mệnh lệnh của nàng chính là mệnh lệnh của ta. Khương Phàm chăm chú nhắc nhở thiết long cổ thụ. Thiết long cổ thụ không thèm để ý chút nào, mệnh lệnh của ngươi ta đều chưa hẳn nguyện ý nghe, còn nghe tiểu nha đầu này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khương Diễm tiến hành dung hợp rất thuận lợi. Hắn dù sao cũng là kim thai thai nghén, cùng di cốt tiền thế cũng coi như đồng căn đồng nguyên, cho nên không có nhận mâu thuẫn quá mãnh liệt. Tuy nhiên dung hợp cốt tủy có chút phức tạp. Từ đêm khuya đến sáng sớm, từ giữa trưa đến đêm khuya, lại chuyển tới trạng vạng tối ngày thứ ba. Khương Diễm trải qua áp chế kéo dài, cuối cùng cốt tủy đã được cắm vào xương sống. Uy lực thần huyết, phối hợp cốt tủy cải tạo cũng thành công kích phát ra tiềm lực huyết mạch trong hắn, tiến tới trùng kích thiên phẩm linh văn. Linh văn sau khi bước lên thiên phẩm, vậy mà lại xuất hiện thay đổi hoàn toàn mới.
không còn là liệt diễm, mà là xen lẫn thành hình dáng yêu thú. Sau khi thiên hậu cẩn thận phân biệt, đã xác định là yêu thú, liệt ngục yêu hoàng. Từ thánh hỏa thuần túy diễn biến thành yêu hỏa, lại còn hiện ra yêu thú, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Mang ý nghĩa tiềm lực Khương Diễm đã trở nên càng khủng bố hơn. Khương Diễm kích động không thôi, nhưng rất nhanh đã khống chế lại cảm xúc, tiếp tục hấp thu dung hợp, mượn nhờ lực lượng thần huyết cường đại, khởi xướng trùng kích tới niết bàn cảnh cửu trọng thiên. Sau khi toàn bộ máu tươi rời khỏi di cốt, Khương Phàm đã dung nhập xương cột sống ở thắt lưng. Mặc dù không có máu tươi và cốt tủy, nhưng ngàn năm qua Huyền Nguyệt Hoàng Triều từ đầu đến cuối vẫn dùng hết khả năng bảo đảm sức sống di cốt, xương cốt bành trướng khí tức sinh mệnh nồng đậm. Khương Phàm nín thở định thần, vận chuyển đại diệu thiên kinh, một lần nữa ngưng tụ mạch máu đứt gãy, lan tràn đi qua xương cột sống mới, cũng khéo léo chỉ dẫn cốt tủy bổ sung đến bên trong. Một khi thần cốt cùng xương sống thật sự giao hòa liền sẽ tán thành hệ thống thân thể mới, dần dần phóng thích thần lực. Bởi vì là xương cột sống, có được công hiệu tạo máu, phải tiếp tục ảnh hưởng huyết dịch của hắn, sinh ra càng ngày càng nhiều tinh huyết kim hoàng. Loại ảnh hưởng này sẽ là tiếp tục kéo dài. Tại thời điểm bọn hắn tiến hành dung hợp trong lòng đất, Tô Triệt ở phía ngoài lại gấp đến muốn điên rồi. Bởi vì Tô Niệm đã biến mất. Bọn hắn trước đó chính là nghĩ tới Khương Phàm đã kéo lấy Tô Niệm bỏ trốn. Mặc dù nói nơi này là đại diễn thánh địa, nhưng cái tên điên Khương Phàm kia chuyện gì đều làm được. Cũng may Tô Thiên Sóc đã kịp thời ngăn lại bọn hắn, nếu không thì chắc chắn đã náo ra nhiễu loạn rồi. Ngày 26 tháng 7, Chí Tôn Kim Thành đột nhiên triển khai điều tra mới đối với cái chết năm đó của Khương Phàm. Bởi vì sau khi bọn hắn công khai biểu thị Khương Phàm Bắc Bộ mà không phải là Khương Phàm Nam Bộ, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Ngày mùng 5 tháng 8, Phật Đà, Hứa Như Lai ở khu vực Cồn Cát Tây Bắc Bộ tìm được cổ hoa nhân hoàng đang lùng bắt ở nơi đó. Nhân hoàng bệ hạ, ta được thành chủ nhờ vả, biểu thị tiếc hận với những gì cổ hoa gặp phải. Hứa Như Lai chắp tay trước ngực, khẽ vuốt cằm, dáng vẻ trang nghiêm, khí tức tử bi đầy người. Thức tỉnh huyết mạch Phật Đà, biến đổi thành thiên phẩm linh văn, để ba chữ Hứa Như Lai trở thành kiêu ngạo của Chí Tôn Kim Thành. Hắn biến đổi, kỳ thật lại là ngoài dự liệu của mọi người, nhưng cũng đã chấn phấn cho Chí Tôn Kim Thành. Bởi vì huyết mạch Phật Đà là một trong những chí tôn huyết mạch của nhân tộc, tiềm lực vô hạn. Cần làm chuyện gì? Nhân hoàng uy thế thịnh long, ở trên cao nhìn quan sát Hứa Như Lai. Đội ngũ hoàng thất phân tán phía sau hắn, trên trời dưới đất trải rộng hơn phân nửa khu vực Cồn Cát, cường thịnh khí thế đều đảo loạn năng lượng thiên địa. Đại diễn thánh địa, Đại La Sơn, còn có chí tôn Kim Thành chúng ta, trước đó liên thủ tuyên bố Khương Phàm các ngươi truy tra không phải Khương Phàm chúng ta biết đến. Bởi vì chúng ta đều đã tận mắt thấy hắn chết vào 7 năm trước ở luân hồi bí cảnh. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, giữa bọn hắn xác thực có chỗ giống nhau, mặc dù có chút không thể tưởng tượng. Muốn xác định rốt cuộc bọn hắn có phải cùng là một người hay không, biện pháp đơn giản nhất chính là xem hình ảnh bọn hắn đã từng lưu lại. Hình ảnh gì? Nhân hoàng đã nghe được chuyện liên quan tới Khương Phàm thuộc về Thánh địa Nam Bộ nhưng hắn cũng không tin. Người trùng tên trùng họ nhiều lắm. Huống chi lại còn là đệ tử thánh địa, nào có năng lực khiêu chiến thiên kiêu cổ hoa, mà thánh địa lại là trung lập tuyệt đối, không thể nào nhúng tay vào sự vụ hoàng tộc. Khương Phàm con rể Kiều gia từng hiện ra thực lực tại thi đấu bài vị, không biết phải chăng các ngươi có lưu lại hình ảnh ghi chép. Chúng ta chỉ vẽ lại mặt, không có hình ảnh. Tuy nhiên tình huống Khương Phàm rất đặc thù, xác thực có, ở trong hoàng cung. Nếu như nhân hoàng không mang ở trên người, ta chỗ này có mấy cái hình ảnh. Còn xin xem qua, Hứa Như Lai giao hình ảnh ghi chép trên mấy trận chiến đấu đặc thù tại Vương quốc Hắc Ám cho Nhân Hoàng. Nhân Hoàng cầm qua ngọc bài, nhíu mày quan sát. Khi nhìn đến bóng dáng Khương Phàm ở phía trên, sắc mặt hắn đã hơi biến đổi, hắn gắt gao nhìn kỹ. Bởi vì ảnh hưởng bởi tư thái Khương Phàm kia, cùng bộ dáng, thậm chí là võ pháp, lại giống con rể Kiều ra nhau như đúc. Nếu như là trùng tên thì có thể hiểu. Nhưng cảm giác còn như vậy liền có vấn đề. Nhân hoàng nhìn kỹ hình ảnh chiến đấu ghi chép trên ngọc bài, biểu hiện càng ngày càng nghiêm trọng. Đây rõ ràng chính là Khương Phàm. Võ pháp, linh văn, hỏa diễm các loại đều giống nhau như đúc. Hứa Như Lai cẩn thận quan sát đến biểu hiện của nhân hoàng, trong lòng thầm than một tiếng, xem ra không sai được. Khương Phàm ơi Khương Phàm, quả nhiên ngươi còn sống.
náo xong Nam Bộ thì đến náo Tây Bộ. Náo xong Tây Bộ lại náo đến Bắc Bộ. Náo xong Bắc Bộ còn náo đến Vương quốc Hắc Ám. Náo xong Vương quốc Hắc Ám, lại còn chạy đến Tây Bộ náo lại. Giả chết 7 năm, lại chạy đến Bắc Bộ náo. Hứa Như Lai âm thầm rung động, chưa từng thấy người nào sao động, hiếu chiến như vậy. Hắn chính là Khương Phàm của Nam Bộ. Nhân Hoàng âm trầm sắc mặt, tay nắm chặt ngọc thạch đột nhiên phát lực, tiếng tạch tạch vỡ nát. Nếu như ngài có thể xác định, ta có thể dùng danh dự chí tôn Kim Thành đảm bảo, Khương Phàm này chính là Khương Phàm kia, Khương Phàm Nam Bắc cùng là một người. Đệ tử Thánh Địa, vì sao muốn loạn cổ Hoa Hoàng thành ta? Nhân Hoàng lên cơn giận dữ, trong đôi mắt đều bò đầy tơ máu. Cổ Hoa Hoàng thành của hắn lại bị một tên đệ tử Thánh Địa nho nhỏ đảo loạn. Con của hắn lại là bị một tên đệ tử Thánh Địa giết. Hắn nguyện Khương Phàm là truyền nhân của một vị cường giả ẩn thế nào đó bồi dưỡng, cũng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Khương Phàm là đệ tử Thánh Địa. Cường giả cổ hoa xôn xao. Không phải Thánh Địa là trung lập tuyệt đối sao? Không phải Thánh Địa cùng hoàng tộc nước sông không phạm nước giếng sao? Thánh Địa Nam Bộ ở đâu ra lá gan, lại có thể dung túng đệ tử đến hoàng tộc phương Bắc làm loạn. Càng chủ đạo cho Kiều gia phản bội chạy trốn. Ta không biết vì sao Khương Phàm làm như vậy, nhưng ta đề nghị Nhân Hoàng trực tiếp hướng Thánh Địa Trung ương đòi người, tuyệt đối không nên một mình đến Nam Bộ. Vì sao? Cổ Hoa Hoàng thành thuộc về Bắc Bộ, xâm nhập Tây Bộ đã gây nên mâu thuẫn cho rất nhiều thế lực Tây Bộ, chỉ là tình huống đặc thù, Tây Bộ mới lựa chọn ngầm đồng ý. Nếu như các ngươi chạy thật nhanh một đoạn đường dài, vượt ngang Nam Bắc, tiến đến Nam Bộ, có khả năng sẽ gặp phải hoàng tộc Nam Bộ đuổi đi, thậm chí là vây bắt. Chỗ Thánh Địa của Khương Phàm càng là tôn chủ liên minh Thánh Địa Nam Bộ, mà tính tình vô hồi Thánh Chủ lại nhanh nhẹn dũng mãnh, vừa mới khống chế lại liên minh Nam Bộ. Nếu như các ngươi tùy tiện đi qua rất có thể sẽ bị nàng lợi dụng, náo thành chiến tranh. Cuối cùng liền xem như Khương Phàm đối lý, đều có thể trở thành sai lầm của các ngươi. Nếu như các ngươi trực tiếp hướng Thánh Địa Trung ương đòi người, liền không tồn tại tai họa ngầm như thế này. Khương Phàm làm loạn cổ hoa đã là sự thật, Thánh Địa Trung ương cũng không thể nào bao che cho hắn, nhất định phải bắt lấy Khương Phàm giao cho cổ hoa xử lý. Đương nhiên, Nhân Hoàng cơ chí cũng có thể sẽ có cách khác càng dễ làm hơn. Ngày cuối cùng của tháng 7, Khương Phàm và Khương Diễm thuận lợi xuất quan. Khương Diễm có hiệu quả cường liệt nhất, không chỉ có lột xác thành liệt ngục yêu hoàng, còn thành công bước vào niết bàn cảnh cửu trọng thiên. Vượt qua cao giai niết bàn cảnh vô cùng khó khăn, không chỉ cần phải tích lũy tài nguyên cực lớn, càng cần có cơ duyên cực lớn hơn, cho nên vô số thiên tài cường giả truy cứu cả đời đều khó mà bước lên cao giai, sau khi tiến vào cao giai lại càng khó tiến vào nửa bước. Khương Diễm đều không có nghĩ đến mình lại nhanh như vậy đã chạm đến cửu trọng thiên. Khương Phàm thành công dung hợp xương cột sống, cảnh giới tăng lên tới thất trọng thiên đỉnh phong, nhìn hiệu quả không phải quá rõ ràng, nhưng hắn đã vô cùng hài lòng. Bởi vì hiệu quả của dung hợp xương cột sống là ở sau đó, cũng chính là sau khi chân chính tiếp nhận thân thể mới có thể kích phát ra tới. Chú ý an toàn, nghĩ sâu tính kỹ, mưu tính sau đó lại quyết định. Tô Niệm ôm lấy Khương Phàm, chui ở trong ngực hắn. Ở cùng phụ thân phụ mẫu nhiều hơn, sau này rời khỏi, chỉ sợ rất khó trở lại nữa. Khương Phàm cũng ôm chặt Tô Niệm, vẻ mặt đắng chát. Thật vất vả mới gặp nhau, lại phải phân biệt. Giống như không có gì khác biệt như tiền thế. Cho thiếp thời gian 3 năm, thiếp sẽ khống chế Đại La Sơn, chuẩn bị cho chúng ta một con đường lui. Tô Niệm càng không muốn bỏ, nhưng nàng rất rõ ràng bọn hắn trùng sinh không phải vì mình, mà là vì toàn bộ thần triều, vì những tượng đá còn đang đau khổ trấn thủ Đông Nam Thiên Môn kia, vì khí vận thần triều phong tồn kia. Khương Phàm buông Tô Niệm ra, cố gắng nở nụ cười. 1000 năm đều sống qua tới. Không kém 3 năm này. Tô Niệm thay Khương Phàm chỉnh lý y phục, nói. Trở lại vô hồi thánh địa, thu dạ an nhiên. Khương Phàm thể hiện cứng đờ. Thu, tùy chàng làm thế nào. Có ý gì? Ý tứ chính là thứ đã xuất hiện trong đầu chàng kia. Đầu ta, không có, có ý gì chứ? Bên trong khí hải của nàng có lực lượng ngũ hành, lại là chúa tể đại hoang tù thiên trận, 3 năm trước đây đã tiến vào thiên phẩm. Có nàng chiếu cố chàng, ta sẽ yên tâm. Dạ an nhiên đã là thiên phẩm rồi. Nàng từng chiếm được cơ duyên gì tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn sao?
Thiên hậu an bài Diêm Bá tự mình đi quan sát qua Dạ An Nhiên, không nghĩ tới nàng lại có thể từ thánh phẩm bước lên thiên phẩm, đây cũng không phải là công hiệu của Đại Hoang Ấn, mà là cơ duyên phi phàm. Nàng đã được ngũ hành thần thụ chỉ điểm. Khương Phàm mặc dù biết ngũ hành thụ có thể cải tạo Dạ An Nhiên, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã liền bước lên thiên phẩm. Thu nàng, càng nhanh càng tốt. Khương Phàm thể hiện xấu hổ, cẩn thận nói. Chúng ta giữ vững chút quan hệ, rất tốt. Thiên hậu nói. Ngũ hành thụ có thể khống chế ngũ hành, diễn biến thế giới, cũng sẽ từ từ kích phát ra thần tính, đến lúc đó rất có thể nàng sẽ mất đi tình cảm con người. Nếu như chàng không ra tay trước, cô ấy không chỉ sẽ quên chàng, còn có thể rời khỏi chàng. Khương Phàm có chút hé miệng, đang muốn do dự, đan hoàng trong thức hải đã nhìn không được. Nhìn đi, chính ngươi nhìn đi, phong phạm của chính thất, ngươi nhìn lại ngươi xem, ngươi già mồm cái rắm. Khương Phàm khẽ giật mình, sư phụ mắng chửi người rồi. Tiểu tử, ta nhịn ngươi rất lâu rồi, chuyện khác như bị nghẹn điên, chuyện này lại như bị thiến. Trước đây ngươi lo lắng thiên hậu, bây giờ nàng đều đã lên tiếng, ngươi còn do dự nữa chính là già mồm. Đan hoàng đổ ập xuống mắng Khương Phàm một trận, mới thoáng bình phục cảm xúc. Ta hơi nóng nảy, các ngươi tiếp tục đi. Tô Triệt, ngươi có thể chịu được sao? Ở bên ngoài mấy trăm mét, bọn người Thẩm Minh Thu, Lữ Lương Nhân đằng đằng sát khí, kéo căng cái miệng, mắt đỏ ngầu, nắm chặt nắm đấm, giống như là ác khuyển tùy thời muốn bị buông dây thừng ra. Phụ thân, rốt cuộc Khương Phàm đã nói với ngài cái gì, 10 viên đan dược liền bán Niệm Nhi đi. Lần đầu tiên Tô Triệt chất vấn phụ thân, mà là chất vấn vô cùng nghiêm khắc. Niệm Nhi mới 11 tuổi liền cùng nam tử ôm ấp với nhau rồi. Nếu như là người khác, hắn còn có thể thuyết phục mình, dù sao sớm muộn phải lập gia đình. Thế nhưng Khương Phàm, hắn đã rất cố gắng, nhưng bây giờ hắn thật sự không thể thuyết phục được bản thân mình. Tình huống có chút phức tạp. Tô Thiên Sóc lắc đầu, không biết nên giải thích làm sao cùng bọn nhỏ. Phức tạp thế nào, ngài cũng không thể giao Niệm Nhi cho Khương Phàm. Tô Triệt nhìn cái dáng vẻ thâm tình chậm rãi của Khương Phàm và Tô Niệm kia liền có một cảm giác sụp đổ muốn điên lên. Nhìn không được. Thực sự nhìn không được. Càng không tiếp nhận được. Rốt cuộc Khương Phàm và Niệm Nhi là tiến tới với nhau như thế nào? Bọn hắn mới gặp qua vài lần. Đơn giản là không hiểu thấu nha. Sau này các ngươi sẽ biết. Tô Thiên Sóc than nhẹ một tiếng, đi tới, đưa nhẫn không gian cho Khương Phàm. Đây là những đan dược kia, ngươi vẫn nên cầm đi đi, đại diễn thánh địa có thể luyện đan dược, cũng không cần nhiều như vậy. Khương Phàm đẩy trở về. Ngài hãy nhận đi, đây là tâm ý của ta. Tô Thiên Sóc xô đẩy mấy lần, thấy Khương Phàm thực sự kiên trì, cũng liền nhận. Có cần ta hỗ trợ gì không? Hãy giấu tin tức ta đã tới qua nơi này, bảo hộ Niệm Nhi thật tốt, Khương Phàm ta vô cùng cảm kích. Khương Phàm ôm Tô Niệm lần nữa, mang lại mặt nạ, bí ẩn rời khỏi từ ngọn núi sau thánh địa. Tô Thiên Sóc nhìn phương hướng Khương Phàm rời khỏi, trầm mặc thật lâu, mới nói khẽ. Con còn có thể đợi ở thánh địa bao lâu? 3 năm đi. Thiên hậu đưa mắt nhìn Khương Phàm rời khỏi, hai mắt thoáng mông lung. Nàng muốn bồi tiếp hắn cùng rời khỏi cỡ nào, muốn cùng hắn một chỗ nghênh đón mưa gió, cùng trải qua những trắc trở. Nhưng, nàng rất rõ ràng bọn hắn trùng sinh không chỉ là vì chính mình, càng quan trọng hơn chính là thần triều. Vì 100.000 cấm quân trấn thủ Đông Nam Thiên Môn, vì 100.000 anh linh nhất quan tài ở Côn Lôn, vì ức vạn con dân chịu chết tế thiên đài. Nàng có thể nhìn hắn một cái, ôm hắn lần nữa, đã vừa lòng thỏa ý, cũng tốt hơn tất cả những người khác. Đại diễn thánh chủ nói khẽ. Hãy bồi bồi mẫu thân con, nàng không nỡ bỏ con. Thiên hậu nói nhỏ. Thật xin lỗi, con chỉ có thể làm nữ nhi của các người vài chục năm. Mặc kệ chúng ta có tư cách làm phụ mẫu, thiên hậu, cả đời hay không, nhưng đại diễn thánh địa vĩnh viễn là nhà của con. Đại diễn thánh chủ cố gắng nén nét mặt tươi cười, mặt mũi lại tràn đầy đắng chát. Khương Phàm hội hợp cùng bọn người Kiều Vạn Niên trong núi sâu, nhanh chóng xuôi nam. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, vừa đi vừa nghỉ, nghe ngóng tin tức Bắc Bộ cũng đang mong đợi Kiều Vô Hối có thể trở về. Nhưng, bọn hắn lại không thể chờ đợi được Kiều Vô Hối, ngược lại còn nghe được tin tức bọn hắn không muốn nghe. Ngày 15 tháng 8, một đầu tin tức kinh người bắt đầu từ Tây Bắc Bộ. Nhanh chóng lan tràn về những nơi khác. Chính thức xác định thân phận Khương Phàm,
là đệ tử Vô Hồi Thánh Địa, tôn chủ Thánh Địa Nam Bộ. Khương Phàm tổn hại hiệp nghị giữa Thánh Địa và Hoàng tộc, không nhìn thái độ trung lập của Thánh Địa, trước sau hai lần mạo phạm Cổ Hoa Hoàng Thành. Lần đầu tiên, Khương Phàm sát hại tử đệ các gia tộc là Hoàng Phủ Chính Thiên, Tô Cao Nghĩa, Lý Tịch, dẫn phát mâu thuẫn giữa cửu đại gia Cổ Hoa. Lần thứ hai, Khương Phàm cướp đoạt dược liệu tài nguyên phương Bắc, dẫn dụ nhà đầu tiên của Cổ Hoa, Kiều gia phản bội chạy trốn, sát hại đại hoàng tử Cổ Hoa, càng khiến cho tộc trưởng các gia tộc Cổ Hoa toàn thể tử vong. Sự kiện diệt tộc Tô gia cũng là do Khương Phàm chủ đạo. Làm đệ tử Thánh Địa, lại tàn nhẫn hiếu chiến, thị sát thành tính, cấu kết với tổ chức sát thủ ác nhân cốc, không có chút kính sợ nào đối với quy củ Thánh Địa. Hành vi của Khương Phàm, tội ác cùng cực, lẽ ra phải áp đến Tổ Sơn thụ hình. Tôn chủ Thánh Địa Nam Bộ, Thánh Địa Trung ương, thậm chí Tổ Sơn Trung ương, càng là làm ra giải thích. Tin tức mở rộng tình thế vô cùng tấn mãnh, phạm vi càng lúc càng lớn, cũng không ngừng gây nên sóng to gió lớn và nghị luận điên cuồng. Đây cũng là bởi vì Cổ Hoa đã cùng Kim Thành liên thủ chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn dùng thời gian 10 ngày, xếp nhân thủ vào các nơi, chỉ dẫn tin tức, khuếch tán tin tức, giữ vững nhiệt độ nghị luận. Chính là vì để hình thành nghị luận to lớn trong thời gian rất ngắn, cho dù là ai cũng khó mà áp chế được, sau đó khiến cho Vô Hồi Thánh Địa cùng Tổ Sơn Trung ương, lấy chính tên Thánh Địa, nhất định phải làm ra chế tài nghiêm khắc nhất. Cùng lúc đó, Cổ Hoa Nhân Hoàng mượn phong bạo nghị luận, cao điệu tiến về vực địa Trung ương, bái phỏng bốn đại Thánh Địa. Mà theo tin tức khuếch tán, rất nhiều thế lực đều táo động, điều động số lượng lớn cường giả bí mật phóng tới đại địa Nam Bộ, ý đồ ngăn chặn Khương Phàm trở về Vô Hồi Thánh Địa. Nếu có cơ hội, bọn hắn không để ý mà sẽ bí mật bắt lấy Khương Phàm. Dù sao trong tay Khương Phàm cũng mang theo cấm nguyên cổ thụ, còn có số lượng lớn đan dược chuẩn thánh phẩm. Ly Hỏa Thánh Địa. Khi tin tức như dã hỏa phấp phới mấy chục vạn dặm sơn hà, đốt đến hoang mãng nguyên đã là tháng đầu tháng 9. Khương Hồng Võ sau khi nhận được tin tức đã ngây ngẩn cả người, lặp đi lặp lại kiểm tra, đối chiếu sự thật mấy lần, lại nhìn chằm chằm chân dung độc nhãn xem đi xem lại, vẫn còn có chút mộng. Đây là con của hắn. Nói đùa cái gì vậy? Khương Phàm nhàn rỗi không có chuyện gì làm lại chạy đến phương Bắc khiêu khích hoàng tộc. Nam Bắc hai nơi cách hơn 500.000 dặm đâu, hoàn toàn là hai thế giới. Lại nói, không có lý do gì. Làm sao Khương Phàm biết nơi đó có Cổ Hoa Hoàng Thành? Khương Phàm lại lấy ở đâu ra năng lực thông đồng siêu cấp gia tộc phản bội chạy trốn? Còn có, làm sao Khương Phàm lại trở thành thiên phẩm linh văn, đây không phải là nói bậy sao? Đây là ai đang vụ oan giá hỏa? Bọn người Yến Tranh tề tụ một đường, đều cảm giác hoang đường buồn cười. Côn Bác lắc đầu liên tục. Lại vụ oan giá hỏa thế nào cũng kéo không đến trên thân Khương Phàm chúng ta được. Đó là người của phương Bắc, cách mấy chục vạn dặm, nếu như không phải tin tức này, ta cũng không biết nơi đó có Cổ Hoa Hoàng Thành gì đó, còn có Kiều Gia Tô Gia gì đó. Nạp Lan Thanh Cảnh nói, chính vì bọn họ là hoàng tộc, cho nên không thể nào không có nắm chắc tình huống mà trực tiếp đánh đầu mâu đối với nơi chuẩn thánh. Khương Uyển Nhi hạ giọng nói, không phải ca ca, giả chết sao? Yến Khinh Vũ nói, đúng vậy, hắn đều đã chết 7 năm. Làm sao có thể đến phương Bắc gây sự? Đám người hai mặt nhìn nhau, đều nhíu mày. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đơn giản là tai bay vạ gió thôi. Thế cục Nam Bộ thật vất vả mới ổn định lại, vậy mà lại bị kéo vào trong gió lốc như thế này. Giống như rất nhiều thế lực Tây Bộ Bắc Bộ đều hành động. Hoàng Bánh Nướng, Hoàng Đại Bính, đâu? Khương Hồng Võ chợt phát hiện Hoàng Bánh Nướng không đến. Nạp Lan Thanh Cảnh lắc đầu nói. Vài ngày nay đã không thấy, còn có Bách Lý Mạc Yêu. Khương Hồng Võ trầm ngâm một lát. Thông báo Hoang Mãng Nguyên, tăng cường đề phòng, lại phái người liên hệ Vô Hồi Thánh Địa, hỏi tình huống một chút. Nếu như trận sự kiện này không phải hiểu lầm, thì chính là có người đang nhằm vào Thánh Địa Nam Bộ chúng ta. Yến Tranh Côn Bác lập tức đứng dậy đi an bài, nhưng rời khỏi không bao lâu, toàn bộ đều chạy trở về. Khương Phàm trở về. Trở về rồi. Bọn người Khương Hồng Võ, Khương Uyển Nhi đồng loạt đứng dậy. Khương Phàm đi đến Diêm La Điện, đi theo phía sau chính là Hoàng Bánh Nướng cùng Bách Lý Mạc Yêu sau khi nhận được tin tức thì đã sớm đến Hoang Mãng Nguyên nghênh tiếp. Khương Hồng Võ cau chặt lông mày, trước tiên liền nhìn về phía chân dung đang nằm ở trên bàn.
phía trên là Khương Phàm độc nhãn, Khương Phàm trước mặt vậy mà cũng thành độc nhãn. Chẳng lẽ, chuyện phương Bắc thật sự là do Khương Phàm làm? Ca ca! Khương Uyển Nhi che môi đỏ, thời gian qua đi 7 năm, gặp lại lần nữa, vốn là chuyện phải vui mừng, nhưng Khương Phàm độc nhãn kia lại làm cho nàng kích động không nổi. Khương Phàm sau khi hành lễ với chư vị thúc bá, lại nói với Khương Hồng Võ. Phụ thân, để cho các ngươi lo lắng, ta có thể cùng ngài nói chuyện riêng không? Mời! Khương Hồng Võ không đợi tỏ thái độ, Hoàng Bánh Nướng đã đẩy Nạp Lan Thanh Cảnh đi ra ngoài, Bách Lý Mạc Yêu cũng đưa tay ra hiệu bọn người Khương Uyển Nhi đi ra ngoài trước. Khương Hồng Võ cầm lấy chân dung bên cạnh, nghiêm túc nói. Nghị Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương Phàm nói thẳng. Đây là ta. Khương Hồng Võ cố gắng khắc chế cảm xúc, nhưng ngữ khí vẫn rất nghiêm khắc. Ngươi biết ngươi đã xông họa bao lớn không? Đây cũng không phải đơn giản là chuyện ngươi khiêu chiến cổ hoa hoàng thành như vậy, mà là thánh địa đang khiêu chiến hoàng đạo. Đây là xúc phạm tối kỵ, hỏng quy củ nghiêm ngặt giữa hoàng đạo và thánh địa. Vô hồi thánh chủ không gánh nổi ngươi, ngay cả thánh địa trung ương nơi đó cũng đều không gánh nổi ngươi. Khương Phàm bình tĩnh nói. Phụ thân, ta đã biết thân phận của ta, vào cái ngày mà ta xông vào lang gia Tây Cương cứu ngươi kia. Khương Hồng Võ khẽ nhíu mày. Thân phận gì? Ta là người nào đó đã chết đi rất nhiều năm, chuyển thế trùng sinh. Kiếp trước, ta mang theo khuất nhục mà chết đi, kiếp này nhất định đi đến một con đường báo thù. Trước đó, ta đều đang xúc tích lực lượng, bây giờ đã có thể bắt đầu. Phụ thân, hôm nay ta là đến nói với ngài chuyện khác. Ta cảm tạ ngài lúc trước không có vứt bỏ ta, cũng dạy cho ta rất nhiều đạo lý, nhưng bây giờ ta nhất định phải cùng ngài tạm biệt. Khương Phàm nói xong, lại quỳ xuống đất đối với Khương Hồng Võ, dập đầu thật sâu. Cái quỳ này, kính tạ ơn Khương Hồng Võ nhiều năm dưỡng dục. Cái cúi đầu này là tình phụ tử thâm tàng đã từng giữa bọn hắn. Vừa quỳ vừa cúi đầu, từ đây tình đoạn, không gặp nhau nữa. Không phải Khương Phàm quyết liệt cự tuyệt, mà là hắn không nguyện ý lại liên lụy đến Khương Hồng Võ, liên lụy tất cả người thân của hắn. Khương Hồng Võ bị cử động đột nhiên của Khương Phàm làm cho ngây người ra. Người trùng sinh, báo thù. Thời điểm lúc trước hắn nhìn thấy Diêm Lão, hắn đã biết Khương Phàm khả năng là có thân phận đặc thù, nhưng nhiều nhất là đệ tử đại tộc nào đó, không nghĩ tới lại là cổ nhân trùng sinh. Tạm biệt, hay là vĩnh biệt. Khương Hồng Võ hoàn hồn, tranh thủ thời gian muốn kéo Khương Phàm về phía trước. Nghị Nhi, ngươi, đầu tiên chờ chút đã, ta. Khương Phàm vươn người đứng dậy, cắt ngang Khương Hồng Võ, nói. Từ hôm nay trở đi, ngài không chỉ phải cùng ta đoạn tuyệt liên quan, mà còn phải cao điệu tuyên bố chúng ta đã không còn là phụ tử, càng phải toàn lực bảo vệ thanh danh thánh địa, bảo vệ thái độ trung lập của thánh địa. Chỉ có như thế này, thánh địa trung ương mới có lý do bảo vệ mọi người, những kẻ thù kia của ta lại không dám tổn thương mọi người. Sau này, mặc kệ ta ở nơi nào cũng đều có thể không còn nhớ mong tới các ngươi. Khương Hồng Võ mày nhíu lại gấp gáp, dùng sức kéo cổ tay Khương Phàm. Ta mặc kệ ngươi là vị nhân vật nào trùng sinh, ở chỗ ta đây, ngươi chính là hài tử của Khương Hồng Võ ta. Ta cũng mặc kệ ngươi muốn làm chuyện gì, muốn đi đâu, hôm nay ngươi cũng phải nói rõ mọi chuyện cho ta, mà không phải hàm hồ mấy câu như thế này. Khương Phàm nói, kẻ thù của ta là hoàng đạo, là thế lực mà thánh địa trung ương đều phải kiêng kỵ, cũng là thế lực mà các ngươi không thể nào khiêu khích. Hoàng đạo, sắc mặt Khương Hồng Võ lập tức khó nhìn. Đối với bọn hắn mà nói, hoàng tộc đã là cao cao tại thượng, là nhân vật không thể chiến thắng, Khương Phàm lại muốn khiêu chiến hoàng đạo. Thương Huyền tổng cộng có 12 hoàng đạo, phân biệt trấn thủ 12 vực địa, đó là chúa tể giả chân chính, cao cao tại thượng, quan sát dân chúng. Phụ thân, ngài nhất định phải làm theo lời ta bảo, đoạn tuyệt quan hệ với ta, bảo vệ thái độ trung lập của thánh địa. Mặc kệ là bây giờ, hay là tương lai, cũng không thể nhúng tay vào chuyện của ta. Thái độ bảo vệ thánh địa của các ngươi càng kiên định, cuộc sống liền sẽ càng an toàn. Bây giờ rất nhiều ánh mắt đều đã bắt đầu tiếp cận nơi này, ta sẽ không lại ở lâu. Cuối cùng xin ngài giúp chuyện, đều cho ta mượn tất cả luyện đan sư cấp đại tông sư của Ly Hỏa Thánh Địa, còn có hãy mời Thường Huyền Nghĩa Thánh Chủ xuất quan, theo giúp ta đi vô hồi thánh địa một chuyến. Ban đầu Khương Phàm nghĩ là Ly Hỏa Thánh Địa sẽ có đám cháy tự nhiên, càng có luyện đan sư ưu tú. Nhưng,
Sau khi hắn cùng Hoàng Bánh Nướng và Bách Lý Mạc Yêu chạm mặt, mới biết được nơi này lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Lúc trên đường tiến về Tổ Sơn, Ly Hỏa Thánh Chủ đã đột nhiên, chạy trốn, tìm Hoàng tộc Xí Thiên Giới của Nam Bộ làm nơi nương tựa. Đám lão già quy ẩn trong thánh địa này cũng tại dưới tình huống bọn người Khương Hồng Võ không có chút phòng bị nào, trộm đi thánh hỏa cùng bí bảo bên trong vạn hỏa pháp tràng, đi theo Ly Hỏa Thánh Chủ. Xí Thiên Giới thuộc về Hoàng tộc Đông Nam Bộ, địa vị cực kỳ tôn quý, thanh danh càng truyền khắp Thương Huyền. Bởi vì nơi đó là do luyện đan sư xây dựng thành hoàng tộc. Bọn hắn có lịch sử cực kỳ lâu đời, số lượng luyện đan sư kinh người, có các loại đan đạo pháp điển quý giá, còn phong tồn vô số thánh viêm thiên hỏa. Nơi đó không chỉ có thể luyện chế các loại đan dược, còn từ đầu đến cuối nghiên cứu chế tạo đan dược hoàn toàn mới. Đan dược lục phẩm, đan dược chuẩn thánh phẩm, thậm chí là đan dược thánh phẩm, nơi đó cơ hồ là cần cái gì đều có cái đó. Mặc kệ là hoàng tộc Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, hay là hoàng tộc Trung Vực đều có liên hệ mật thiết cùng nơi đó. Ngay cả các thế lực cấp bậc hoàng đạo đều sẽ tới đó xin mời thánh đan. Nơi đó tượng trưng cho địa vị trí cao của luyện đan sư, chỉ từ lực ảnh hưởng mà nói, Xí Thiên Giới được xưng là hoàng đạo thứ 13. Cho nên, Ly Hỏa Thánh Chủ mới tìm Xí Thiên Giới làm nơi nương tựa, cứ việc khiến cho thánh địa trung ương bất mãn như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Khương Phàm không có cách nào, hắn chỉ có thể tiếp tục xuôi nam, đến vô hồi thánh địa luyện đan. Ngày mùng 3 tháng 9, Khương Phàm mang theo tất cả luyện đan sư cấp đại tông sư của Ly Hỏa Thánh Địa, xuôi nam trong đêm, xâm nhập La Phủ Sơn Mạch. Bọn người Kiều Thiên Mạch nhận được tin tức, cũng khẩn cấp rời khỏi Phượng Thành. Khương Hồng Võ sau khi an bài sự vụ thánh địa đơn giản, cũng đã theo sát đến La Phù. Mặc dù Khương Phàm đã tận lực ẩn giấu tung tích, nhưng tin tức vẫn từ Ly Hỏa Thánh Địa tiết lộ ra ngoài. Khương Phàm đã về Nam Bộ. Khương Phàm đã chạy tới vô hồi thánh địa. Tin tức sáng tỏ, giống như kinh lôi truyền khắp Hoang Mãng Nguyên, sau đó lấy Hoang Mãng Nguyên làm trung tâm, quét sạch Nam Bộ. Các thế lực từ Bắc Bộ cùng Tây Bộ đuổi tới đều giống như đàn sói ngửi được mùi máu tươi, tranh nhau chen lấn phóng tới La Phủ Sơn Mạch. Thế lực khắp nơi ở Nam Bộ cũng đều táo động, bọn họ đều dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới La Phù, chờ mong có thể có thu hoạch. Sáng sớm ngày mùng 5 tháng 9, Khương Phàm ngày đêm chạy đi, rốt cuộc cũng trở lại vô hồi thánh địa xa cách đã lâu. Vô hồi thánh chủ ngồi ở chỗ cao, mặt không thay đổi nhìn Khương Phàm ở phía dưới. Khương Phàm lại dùng lý do với Khương Hồng Võ nơi đó, nói cho vô hồi thánh chủ. Ta muốn mượn dùng đám cháy dưới mặt đất của thánh địa, luyện chế một viên đan dược, sau khi hoàn thành liền rời khỏi thánh địa. Ngài một mực tuyên bố với bên ngoài ta đã chết rất nhiều năm trước, lần này trở về muốn tìm nơi nương tựa, ngài quả quyết cự tuyệt, còn đánh ta ra. Vô hồi thánh chủ vẫn thờ ơ, khuôn mặt lãnh diễm nhìn không ra bất kỳ thể hiện gì. Khương Phàm cười khổ nói. Thánh chủ, cho ngài thêm phiền toái, sẽ giúp ta một lần cuối cùng, luyện xong đan ta liền đi. Vô hồi thánh chủ nhìn chằm chằm hắn thật lâu, mới khô cứng mà nói. Chạy đi đâu? Tiến vào đại hoang. Đại hoang liền có thể cắt đuôi hết đuổi bắt. Nếu như ngươi rời khỏi thánh địa, Tổ Sơn Trung ương nơi đó xác thực không quản được ngươi, truy binh nhưng các phe lại không còn lo lắng. Bọn hắn đến bao nhiêu, chúng ta giết bấy nhiêu, gánh vác được. Nói ngược lại là thật nhẹ nhàng linh hoạt, người biết tình huống người bây giờ khả năng hấp dẫn đến bao nhiêu người không? Trong tay người mang theo cấm nguyên cổ thụ, nghe nói là có thể ảnh hưởng thời gian. Loại đồ kia ngay cả thánh nhân Nam Bộ cũng có thể mang theo. Ta có kế hoạch, có thể ứng phó. Ta sợ người ứng phó không nổi. Đáy mắt Khương Phàm hiện lên tia sáng tàn nhẫn. Thực lực chúng ta bây giờ rất yếu, muốn mau chóng tăng thực lực lên cũng chỉ có một biện pháp, lấy chiến dưỡng chiến. Chiến đấu càng nhiều, chúng ta càng mạnh, giết càng nhiều, chúng ta trưởng thành càng nhanh. Bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, Khương Phàm cũng không sợ chiến tranh, ngược lại còn cuồng nhiệt tôn trọng chiến tranh không gì sánh được. Bởi vì, cơ duyên cùng tài nguyên đều không phải dựa vào chờ đợi mà tới, chỉ có chủ động xuất kích. Bởi vì, tìm kiếm thánh huyết khắp nơi còn khó hơn lên trời, toàn bằng cơ duyên, nhưng chiến tranh có thể mang đến cho bọn hắn một thánh nhân hoàn chỉnh. Thánh huyết bên trong thánh khu có thể nuôi nấng hơn ngàn tùy tùng phía sau hắn. Dùng cái gì phất nhanh, chỉ có chiến tranh. Khương Phàm muốn chờ đợi Kiều Vô Hối trở về, phối hợp bọn người Khương Diễm,
biến hắc ám đại hoang thành vòng xoáy chiến tranh, biến thành cối xay thịt tàn khốc. Hắn càng phải thông qua chiến tranh kích thích đại hoang thâm uyên, khiến cho cửu thiên thần giáo xuất hiện, cũng âm thầm tương trợ. Bởi vì một khi bí mật liệp thần thương bại lộ, hoàng đạo thiên hạ sẽ mãnh liệt lao tới, nếu quả như cửu thiên thần giáo thật biết được bí mật nơi này, tất nhiên sẽ tới bảo hộ. Cho nên, đại hoang chính là bảo địa chiến tranh Khương Phàm đặt vững để quật khởi thần triều. Vô hồi thánh chủ nhìn cuồng nhiệt trong ánh mắt Khương Phàm, hơi nhíu mày lên. Đứa nhỏ này, điên rồi. Chiến tranh mặc dù có thể nhanh chóng tích lũy tài nguyên, nhưng vô cùng nguy hiểm, tương đương với dùng sinh mệnh trả. Mà chiến tranh lại tàn khốc vô tình, tràn đầy biến cố, có khả năng quật khởi trong chiến tranh, càng có thể hủy diệt trong chiến tranh. Khương Phàm nói, chuyện đại hoang thâm uyên, ngài cũng không cần lại lo lắng. Lúc đầu ta cũng đã nói, bí mật nơi đó quá lớn, vô hồi thánh địa không giải quyết được. Bây giờ có thể nói là bí mật gì chưa? Nơi đó trấn áp một ma hoàng, ngàn năm qua hắn vẫn một mực tích góp lực lượng, chuẩn bị trùng sinh. Thứ trấn áp ma hoàng chính là đệ nhất sát khí của thiên khải chiến trường, liệp thần thương. Người thành lập thật sự của vương quốc hắc ám, cũng không phải một thánh nhân dạo chơi nào, mà là hoàng đạo trung vực, cửu thiên thần giáo. Bọn hắn bí mật sáng tạo vương quốc hắc ám kỳ thật chính là vì giám sát liệp thần thương cùng ma hoàng. Nếu như ta không đoán sai, pháp ấn đại hoang tù thiên trận là Nguyệt Hoa Thiên Bảo giao cho các ngươi, đúng chứ? Phía sau Nguyệt Hoa Thiên Bảo chính là thiên tôn hoàng đạo, cửu thiên thần giáo. Khương Phàm nói một hơi, lại nói. Thánh chủ, ngài một mực kinh doanh thánh địa Nam Bộ, chuyện đại hoang giao cho ta. Liệp thần thương sở dĩ xuất hiện ở đại hoang, kỳ thật có liên quan cùng kiếp trước của ta sẽ đích thân giải quyết, vì hắc ám ngàn năm mà chuộc tội. Vô hồi thánh chủ nhìn Khương Phàm chậm rãi mà nói các loại bí mật, rốt cuộc cũng tin tưởng bí mật thân phận Khương Phàm liên quan tới cổ nhân trùng sinh. Mà, thân phận của Khương Phàm chỉ sợ không chỉ đơn giản là cổ nhân, như vậy, rất có thể còn dính đến bí mật càng lớn hơn. Người xác định có thể giải quyết chuôi liệp thần thương kia. Vô hồi thánh chủ mặc kệ là nguyên nhân gì đưa tới tai nạn hắc ám, nàng chỉ hy vọng mau chóng giải quyết nguy hiểm nơi đó. Mà, nếu quả như thật dính đến ma hoàng hay cửu thiên thần giáo gì đó, vô hồi thánh địa cũng xác thực vô lực nhúng tay. Ta sẽ tận hết khả năng của ta. Khương Phàm trân trọng cam đoan. Sắc mặt âm trầm của vô hồi thánh chủ rốt cuộc cũng thoáng hỏa hoãn. Ngươi muốn dẫn bọn người Dạ An Nhiên rời khỏi. Ta hy vọng thánh chủ có thể đồng ý, nếu như thánh chủ không nỡ, ta cũng không bắt buộc, chỉ là bọn hắn tốt nhất đừng lại dễ dàng vận dụng đại hoang tù thiên trận. Ta cảm giác cửu thiên thần giáo có cất giấu bí mật. Bọn hắn đều đi, vô hồi thánh địa còn có thể còn có ai? Hàn Ngạo, hẳn là có thể. Khương Phàm xấu hổ. Đại hoang tù thiên trận bao gồm Dạ An Nhiên, Tịch Nhan Tịch Giao, Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt, Tiêu Phượng Ngô, cùng Phượng Bảo Nam. Nếu như bọn hắn đều đi, một đời thánh văn mới của thánh địa cũng chỉ còn mỗi Hàn Ngạo. Hắn không được. Vô hồi thánh chủ lắc đầu nói. Ngài yên tâm. Ta sẽ không thông đồng Hàn Ngạo. Khương Phàm nói, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Khương Bân đã thành công. Trong thức hải, Đan Hoàng cũng lập tức chú ý tới. Dựa theo suy đoán của bọn họ, chỉ có hỗn độn nguyên hỏa bên trong trứng ngọc thức tỉnh, mới có thể ảnh hưởng đến năm kiện thần binh. Nhưng bây giờ trứng ngọc còn chưa có vỡ mà. Vô hồi thánh chủ nói. Đại khái là tại 5 năm trước, thần thương yên lặng bỗng nhiên có phản ứng. Khương Bân lập tức phóng thích càng nhiều máu tươi nuôi nấng. Tuy nhiên, thần thương phản ứng rất yếu ớt, thời gian cũng là chỉ kéo dài mấy giây ngắn ngủi. Mãi đến nửa tháng sau, thần thương lại có phản ứng, so với lần trước càng rõ ràng hơn, nhưng cũng là rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Lại thêm 10 ngày sau, rồi lại thêm 8 ngày. Lặp đi lặp lại như thế, thần thương xuất hiện phản ứng thỉnh thoảng càng lúc càng ngắn, từ lúc bắt đầu nửa tháng, càng về sau lại nửa ngày. Kỷ nguyên năm thứ 8, ngày mùng 1 tháng 1 ấy, thần thương đột nhiên thức tỉnh, trong nháy mắt đã rút khô hỏa diễm dưới mặt đất, đánh vỡ nát địa tầng dày đến hơn 3.000 mét, phóng xuất ra huyết quang yêu dị, chiếu thấu La Phù, còn có đại hoang. Huyết quang nở rộ, kéo dài dòng dã 8 ngày. Ngàn năm qua, mỗi khi vào đêm, đại hoang đều sẽ lâm vào hắc ám, mà trong 8 ngày kia, hắc ám ở đại hoang thâm uyên vậy mà lại không có xâm nhập đại hoang. Khương Phàm khẽ chau mày. Ngày mùng 1 tháng 1. Chẳng phải là vào cái ngày hắn rời khỏi địa ngục sao?
Mà, trong lúc hắn ở địa ngục đó, sở dĩ quyết định dùng hỗn độn nguyên hỏa tỉnh lại cửu hoàng luyện thiên đỉnh, cũng là bởi vì nữ yêu bên trong trứng ngọc đã động mấy lần, hỏa diễm phía ngoài trứng ngọc lại trở nên mãnh liệt hơn. Quả nhiên có liên hệ. Đan Hoàng khẽ nói, thần binh bắt đầu phản ứng hẳn là có liên quan cùng nữ yêu bên trong trứng ngọc, chỉ là bởi vì cách sinh tử lưỡng giới, cảm ứng vô cùng mơ hồ. Cho đến khi Khương Phàm rời khỏi địa ngục, tái hiện nhân gian, thần binh chính thức xác nhận, cũng lập tức thức tỉnh. Vô hồi thánh chủ tiếp tục nói. Sau 8 ngày, Trường Thương cùng Khương Bân dung hợp, sau đó Khương Bân ngủ say, dài đến 5 tháng. Trong vòng 5 tháng, mỗi ngày nó đều đang thay đổi, mỗi ngày đều đang trưởng thành, chưa tỉnh lại, chiều cao đã đạt hơn 50 mét, còn ra 6 cái cánh rất dài, cái đuôi phân nhánh, một đao một thương, cái đầu kia còn sinh trưởng một cái sừng nhọn xuyên trời. Khương Phàm liền vội vàng hỏi. Bốn thanh thần binh khác đều tỉnh dậy. Còn không có phản ứng, tuy nhiên bọn người Hàn Ngạo nhìn Khương Bân khổ tận cam lai, có thu hoạch, cũng đều đã quyết định. Hàn Ngạo bắt đầu nuôi nấng chuôi long đao kia, Chu Thanh Thọ chọn chuôi tinh thần kiếm kia. Chiến kích cùng tấm chắn tạm thời không ứng cử viên, một cái sát khí quá nặng, một cái trọng lượng quá lớn. Ngài hỏi lại người trong thánh địa, xem có ai nguyện ý dùng hay không. Nếu như bây giờ không có, ta thu. Khương Phàm ngược lại là đã có người thích hợp. Chiến kích cho Dương Biện. Tấm chắn cho Lý Dần. Thần thương nếu có thể mang đến biến đổi cho Khương Bân, cũng có thể cho cả Dương Biện và Lý Dần. Cho Lý Dần, chẳng khác nào tăng cường lực lượng cùng tiềm lực Lý Dần cực lớn, vì tương lai làm chuẩn bị chống cự, bản thể. Cho Dương Biện, có thể kích phát tiềm lực, càng nhanh khôi phục đỉnh phong, cùng thức tỉnh ra, viễn cổ kình hồn. Ngươi muốn thì lấy đi. Vô hồi thánh chủ không có ép ở lại, đồ là của Khương Phàm, nên thuộc về Khương Phàm, huống chi tình huống Khương Phàm bây giờ, cũng cần những vũ khí kia. Thánh chủ, cảm tạ ngài những năm này chiếu cố, ta luyện xong đan dược, sẽ lập tức rời khỏi. Khương Phàm thi lễ một cái thật sâu với vô hồi thánh chủ, cảm tạ nàng những năm này chiếu cố hắn, đã hiểu hắn, còn có chiếu cố đối với Khương gia. Vô hồi thánh chủ ngồi ở chỗ cao, yên lặng nhìn Khương Phàm rời khỏi. Đầu ngón tay mảnh khảnh vô ý thức gõ lấy ghế đá nắm tay, trong ánh mắt lóe ra dị dạng sáng rực. Các vị trưởng lão, đã lâu không gặp, Khương Phàm lại cho các ngài thêm phiền toái. Khương Phàm đi ra đại điện, bên ngoài không chỉ có các nhân vật quan trọng của Kiều gia, Ác Nhân Cốc, còn có tất cả trưởng lão, đệ tử của Vô Hồi Thánh Địa. Ngay cả bọn người Lâm Thiên Lộc, Đỗ Uyên đều buông xuống chuyện của Vương quốc Hắc Ám, tạm thời chạy tới nơi này. Tụ tập đến mấy ngàn người. Bọn hắn nhìn Khương Phàm đứng ở trước điện, vẻ mặt đều rất phức tạp. Hơn 7 năm, rốt cuộc hắn cũng vẫn trở về. Chỉ là trở về không chỉ có chính hắn, còn có sự kiện oanh động mà hắn náo ra. Nhưng, vì sao? Khương Phàm lại là thiên phẩm linh văn. Khương Phàm lại nổi lên ân oán cùng hoàng tộc Bắc Bộ. Khương Phàm lại còn bắt cóc một siêu cấp gia tộc, còn có một sát thủ tổ chức. Khương Phàm nói, lần này ta trở về. Là muốn dùng đám cháy của vô hồi thánh địa luyện một viên thánh đan đặc thù. Bởi vì tình huống phức tạp, cần do ta chủ đạo, các vị luyện đan sư phối hợp. Viên đan dược kia đối với ta, đối với Kiều gia, đều cực kỳ quan trọng, Khương Phàm vạn lần xin mời các vị, chăm chú đối đãi, toàn lực tương trợ. Nói xong, Khương Phàm khom người, hành đại lễ đối với Thường Huyền Nghĩa, các luyện đan sư thánh địa Nhiếp Ẩn Sơn. Kiều gia, Ác Nhân Cốc toàn thể hành lễ. Thanh trấn quảng trường. Vạn lần xin mời các vị, chăm chú đối đãi, toàn lực tương trợ. Thường Huyền Nghĩa và mọi người khẽ nhíu mày, vạn dặm xa xôi gấp trở về, chỉ là vì một viên đan dược. Nếu là thánh đan, bọn hắn chỉ là làm phụ trợ. Còn cần vận dụng nhiều luyện đan sư như vậy. Khương Phàm lại nói. 3 ngày sau, chính thức luyện đan. Luyện đan kết thúc, chúng ta lập tức rời khỏi vô hồi thánh địa, đoạn tuyệt tất cả liên hệ cùng thánh địa. Trong 3 ngày này, cũng hy vọng các vị đan sư đều chăm chú chuẩn bị, điều chỉnh tốt trạng thái. Khương Phàm muốn đi rồi. Các đệ tử vô hồi thánh địa và trưởng lão hai mặt nhìn nhau, rời khỏi thánh địa, ai có thể bảo hộ Khương Phàm? Đối với đám truy binh như lang như hổ bên ngoài, chẳng phải là tương đương với thịt cá đặt trên thớt gỗ, mặc cho người ta chém giết hay sao? Khương Phàm nói với Ngụy Thiên Thu. Xin Túc lão hãy an bài cho bọn họ nghỉ ngơi. Ở tạm 3 ngày. Không cần khách khí như thế,
trước khi ngươi không có rời khỏi thánh địa, ngươi vẫn là đệ tử thánh địa. Ngụy Thiên Thu đưa tay, mang theo bọn người Kiều Anh Tung rời khỏi. Khương Phàm quan sát phương xa, trong lòng mặc niệm. Vô Hô Ơs, ta nhiều nhất lại chờ ngươi 3 ngày, mau chóng trở về, cùng một chỗ chứng kiến mẫu thân ngươi thức tỉnh. Tất cả vào đi. Bên trong đại điện vô hồi truyền ra thanh âm của thánh chủ. Bọn người Khương Hồng Võ, Thường Huyền Nghĩa, Lâm Thiên Lộc toàn bộ đi đến đại điện, muốn hiểu kỹ lưỡng càng nhiều tình huống hơn, cùng ứng phó với cục diện hỏng bét bây giờ ra sao. Khương Phàm, những tin tức kia đều là thật. Tiêu Phượng Ngô không có tính nhẫn nại nhất, một cái bước xa lao đến. Tin tức đều là do Cổ Hoa Hoàng thành giải, có thật có giả. Ngươi có thể luyện đan dược chuẩn thánh phẩm, cái này thật. Thật, ngươi là thiên phẩm rồi. Thật, ngươi giết đại hoàng tử. Thật, ngươi có cây ảnh hưởng thời gian. Thật, chết tia, vậy còn có cái gì là giả? Tiêu Phượng Ngô trợn trắng mắt. Phản bội chạy trốn, hai chữ này, dùng không thỏa đáng. Vậy thì phải gọi là cái gì, bỏ trốn. Ta thật không rõ, ngươi nói cho bọn họ hoa ngôn xảo ngữ nào đó, tuy nhiên vào thời gian tốt lại mang nhà mang người đi theo ngươi coi giặc cỏ. Tiêu Phượng Ngô thật bội phục vị huynh đệ này của mình, trước đó luôn cảm giác quá táo bạo, gây chuyện quá điên cuồng, kết quả so sánh với chuyện bây giờ, trước đó đơn giản liền cùng nhỏ nữu nữu chơi nhà tròi mà thôi. Có thể kích thích, có hứng thú thể nghiệm một chút hay không? Không 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 không. Tiêu Phượng Ngô dùng sức lắc đầu. Nhưng ngươi là bỉ mông cự thú chiến tranh, ở lại thánh địa quá lãng phí. Ta tình nguyện lãng phí sinh mệnh, cũng không nguyện ý trả đạp sinh mệnh. Ta ở chỗ này có thể vui sướng sống trên 200 năm, cùng ngươi ra ngoài, 2 ngày ở ra rắm. Tiêu Phượng Ngô lắc đầu như cái trống lúc lắc. Khương Phàm kỳ quái dò xét hắn. Mấy năm không gặp liền kém cỏi rồi. Ngươi tùy tiện nói, ta không mắc mưu. Tiêu Phượng Ngô vẫn lắc đầu, chỉ là khóe mắt quét nhìn liếc nhìn Khương Uyển Nhi nơi đó, mịt mờ ám chỉ cho Khương Phàm. Khương Phàm giật mình, nín cười nói. Ngươi nghĩ kỹ, thật không đi. Đương nhiên. Không suy nghĩ một chút. Mệnh của ta làm chủ. Như vậy đi, ta mua mệnh của ngươi, như thế nào? Nói đùa cái gì vậy, không bán. Tiêu Phượng Ngô tiếp tục liếc qua Khương Uyển Nhi nơi đó, ám chỉ cho Khương Phàm. Không bán được rồi. Khương Phàm lắc đầu đi ra. Ai? Tiêu Phượng Ngô khẽ giật mình, nói không bán thì không bán, người này có thể làm ăn hay không? Người nha, ngược lại là nên có 2 câu cửa miệng chứ, nói không liền không sao. Lão tặc. Khương Phàm mới vừa đi tới trước mặt bọn người Dạ An Nhiên, bỗng nhiên tập trung vào nam tử anh Tuấn bên cạnh Kiều Vi Nhi. Nhìn phong độ nhẹ nhàng, anh Tuấn phóng khoáng, còn làm bộ cầm cái quạt lông màu hồng. Chỉ là cái mặt kia cùng một mặt tặc là như nhau, còn có cả nụ cười thô bỉ, phá hủy cảm giác chỉnh thể. Gọi ai lão tặc, đại gia có tên gọi. Nam tử khinh khỉnh. Ngươi thật ăn người rồi. Khương Phàm dở khóc dở cười. Ngươi đoán xem hắn ăn ai. Kiều Vi Nhi lộ ra nụ cười lúng túng. Ai? Khương Phàm bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Kiều Thiên Mạch cười khổ nói. Thời điểm đám lão già ly hỏa thánh địa này chạy trốn. Sớm cùng xí thiên giới liên hệ tốt, chúng ta đi theo Diêm La Điện đuổi bắt, tại Thiên Lưu Hà Cốc có phát sinh xung đột. Nó tiếp cận nam tử anh Tuấn nhất bên trong, phục kích hắn, sau đó liền biến thành bộ dáng của hắn. Chỉ là sau đó chúng ta mới biết được, đây là cháu trai một vị đan thánh nào đó của xí thiên giới. Kiều Vi Nhi nói, vị đan thánh kia cho rằng cháu trai của hắn chết rồi, tức giận muốn tìm ly hỏa thánh địa báo thù. Cũng may thánh địa trung ương nơi đó một mực liền thương lượng chuyện ly hỏa thánh chủ, hai bên cuối cùng đều thỏa hiệp. Bộ thân thể này thế nào? Có anh Tuấn hay không? Khóc hay không khóc? Tặc điều chuyển thân thể, đắc ý khoe khoang với Khương Phàm. Khương Phàm lắc đầu, lúc ấy hắn nghĩ hỏa diễm huyễn điểu là nói chơi, không nghĩ tới thật biến thành người. Thái dương đồ đằng dung hợp thế nào rồi? Ngươi không có chú ý tới linh hồn cảnh bát trọng thiên của điểu gia ta sao? Cút. Kiều Vi Nhi xấu hổ. Hỏa diễm huyễn điểu cao ngạo ngẩng đầu lên. Ngươi không tới cửu trọng thiên, chính là lười biếng. Nói đùa, ngươi cho rằng cao giai linh hồn cảnh dễ tăng lên như vậy. Từ hôm nay trở đi, ngươi đi cùng ta. Nằm mơ, ta còn chưa có bắt lấy Vi Nhi đây. Không có chừa chỗ thương lượng, ngươi đi cùng ta.
Khương Phàm không thể nào lại để cho Tặc Điểu Sa Đọa đi xuống, nhất định phải lợi dụng. Tặc Điểu nghiêm mặt, âm trầm một lát, đột nhiên nắm chặt tay Kiều Vi Nhi. Ta muốn lên chiến trường, có thể sẽ chết, trước khi đi, có thể để cho ta trà đạp một chút hay không? Ca! Kiều Vi Nhi cao giọng cầu cứu. Kiều Thiên Mạch nhanh chóng kéo muội muội đến bên cạnh, chỉ vào Tặc Điểu liên tục cảnh cáo. Khương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Dạ An Nhiên. Chúng ta nói chuyện. Phượng Bảo Nam và đám người tò mò nhìn Khương Phàm và Dạ An Nhiên rời khỏi. Bọn hắn cần cái gì, còn không phải đơn độc bàn bạc. Tiêu Phượng Ngô bĩu môi. Còn có thể nói chuyện gì, thông đồng cô nương nhà người ta bỏ trốn chứ sao? Tặc Điểu dựng ở bả vai Tiêu Phượng Ngô, hạ miệng. 7 năm không gặp, tương tư rất khổ, một trận ác chiến là không thể tránh được. Im miệng. Bọn người Thương Hàn Nguyệt đều im lặng. Đều quan tâm cái này làm gì, nhanh đến bên trong nghe một chút. Phượng Bảo Nam lôi kéo Kiều Linh Vận đi đến Vô Hồi Đại Điện. Thường Lăng yên lặng nhìn Khương Phàm và Dạ An Nhiên rời khỏi, vẻ mặt thoáng ảm đạm, tuy nhiên vẫn cố gắng lạnh nhạt, đi theo đám người đến Đại Điện. Ngọn núi kỳ tú, mây mù lượn lờ. Rừng rậm tươi tốt giống như là y phục tươi mát được tỉ mỉ cắt may, gắn vào mỗi tòa sơn phong, gió nhẹ thổi qua, uyển chuyển nhảy múa. Khương Phàm đi trên con đường nhỏ giữa khu rừng, hít thở không khí mát mẻ, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Lời Thiên Hậu nói kia quả thật làm cho hắn buông xuống rất nhiều lo lắng. Nhưng, loại thời điểm đặc thù này lại chủ động lộ rõ tình cảm, luôn có bộ dáng ép buộc Dạ An Nhiên theo hắn rời khỏi. Mời ta tới chỉ là vì nhìn phong cảnh. Phong cảnh nơi này, ta đã nhìn hơn 7 năm rồi. Dạ An Nhiên mặc một thân áo xanh, tóc đen bay nhẹ. Toàn thân tản ra khí chất linh động tươi mát tự nhiên. Không biết là do thanh xuân quả hay là bởi vì linh văn thăng hoa, dung hợp uy lực ngũ hành tự nhiên, nàng giống như vĩnh viễn ngừng lại ở năm 18 tuổi thanh xuân tịnh lệ mỹ hảo kia. Nhưng cẩn thận quan sát, lại sẽ phát hiện nàng đã thay đổi rất nhiều. Thân thể thon dài, yêu kiều thướt tha, mỗi một vị trí đều có mỹ cảm đặc biệt, giống như là thiên nhiên tạo hình tỉ mỉ, khiến người ta động tâm. Nơi nàng đi qua đều cỏ thơm chập chờn, hoa tươi nở rộ, cây cối cũng hơi lay động, hướng nàng thăm hỏi. Ta không muốn lại liên lụy thánh địa, sau khi rời khỏi chỉ sợ cũng sẽ không trở lại nữa. Ta muốn, mời nàng đi cùng ta. Khương Phàm lấy dũng khí, trực tiếp nói thẳng. Ta đi với ngươi. Dạ An Nhiên rất tùy ý trả lời câu. Nàng không suy nghĩ một chút. Khương Phàm ngạc nhiên. Vốn cho rằng Dạ An Nhiên sẽ hỏi 7 năm nay hắn đã đi đâu trước một chút, lại sẽ muốn hiểu rõ sự kiện Kiều gia từ đầu đến cuối, ít nhất phải hỏi rõ ràng hắn tình huống bây giờ, kết quả, há miệng là đồng ý. Ta đã suy tính. Dạ An Nhiên nói rất nhẹ nhàng, giống như đang nói chuyện dâu ria. Khương Phàm há hốc mồm, lại không biết trả lời làm sao. Hắn do dự một đường, suy nghĩ một đường, suy nghĩ rất nhiều câu từ, kết quả không đợi phát huy. Liền bị bắt lấy rồi. Dạ An Nhiên đi giữa khu rừng, đầu ngón tay xẹt qua mầm cây, vẩy xuống sinh mệnh mê quang. Lúc ngũ hành thần thụ đưa ta rời khỏi, đã từng nói mấy câu, ta lúc ấy không hiểu. Khương Phàm đuổi theo Dạ An Nhiên. Lời gì? Đại khái ý tứ chính là nó đã gặp qua ngươi, mà còn là ngàn năm trước. Nó gặp qua ta, còn nói cái gì rồi? Khương Phàm không nhớ rõ năm đó có đi qua Vĩnh Hằng Thánh Sơn hay không. Càng không nhớ rõ đã gặp được ngũ hành thần thụ. Dạ An Nhiên chỉ là mỉm cười nhưng không có nhiều lời. Năm đó ngũ hành thần thụ khuyên nàng buông xuống tình cảm, nghiên cứu ngũ hành huyền bí, theo đuổi uy lực sáng thế, thế nhưng nàng thực sự không bỏ xuống được. Lúc bắt đầu ngũ hành thần thụ còn vô cùng kiên trì, thế nhưng sau khi nhìn thấy Khương Phàm, lại ngoài ý muốn thay đổi thái độ, còn nhắc nhở nàng đối đãi với tình cảm thì phải chủ động ra tay. Dạ An Nhiên lúc ấy không hiểu. Cũng bởi vì u mê, xấu hổ tại suy nghĩ nhiều. Nhưng Khương Phàm giả chết, cùng thời gian dài đến hơn 7 năm trưởng thành, để nàng tại cảm ngộ được ngũ hành, cảm ngộ được tự nhiên, đồng thời cảm ngộ được thế giới, cũng cảm ngộ cả tình cảm của mình. Ta yêu ngươi, không có liên quan gì với ngươi. Nếu như ngươi trùng hợp cũng yêu ta, đó chính là cuộc gặp gỡ đẹp nhất thế gian. Ta yêu ngươi, cam nguyện làm bạn bên cạnh ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta dắt tay nhau. Đó chính là hứa hẹn cùng thủ vững cả đời. Khương Phàm nghiêm túc nhìn Dạ An Nhiên.
đi khỏi Vô Hồi Thánh Địa rồi thì sẽ vĩnh viễn không về được. Không có Thánh Địa bảo hộ, tất cả địa vị, bối cảnh sau này của chúng ta, đều cần chính chúng ta liều đi ra. Nàng, thật sự nguyện ý cùng ta rời khỏi sao? Dạ An Nhiên yên nhiên cười khẽ. Phụ thân ta đã bị chỉ định sáng tạo Đại Hoang Thánh Địa, tương lai chính là chủ nhân Thánh Địa, lòng ta không còn lo lắng. Cho dù ngươi không mời ta, tương lai ta cũng sẽ rời khỏi nơi này. Ta không thể nào hứa hẹn với nàng quá nhiều, nhưng ta có thể bảo đảm, thế giới bên ngoài Thánh Địa còn đặc sắc xa so với những gì nàng nghĩ. Khương Phàm cười, cảm giác ở cùng Dạ An Nhiên luôn luôn nhẹ nhàng, dễ chịu như vậy. Nữ hài nhi này già dặn lại càng tinh minh hơn, còn cất giấu sự cường thế cùng lãnh khốc, nàng rất rõ ràng mình muốn làm gì, đã hiểu sinh mệnh mình cần gì. Một ít chỗ thậm chí lại rất giống thiên hậu, chỉ là thiên hậu có nhiều hơn phần bá khí, nàng thì lại càng thêm nội liễm. Dạ An Nhiên bước chân nhẹ nhàng, dạo bước trong núi rừng. Lo lắng duy nhất của ta chính là Đại Hoang Thâm Uyên. Đại Hoang Tù Thiên Trận là cơ hội mà Vô Hồi Thánh Địa khổ đợi mấy trăm năm, thật vất vả mới tổ kiến hoàn thành, nếu như chúng ta đi. Chuyện Đại Hoang Thâm Uyên rất phức tạp, Thánh Địa không giải quyết được, cuối cùng còn phải cần chúng ta. Khương Phàm mở rộng cửa lòng, thẳng thắn thân phận của hắn, giải thích bí mật thần triều. Dạ An Nhiên yên lặng nghe, nàng tuy đã có chuẩn bị, nhưng vẫn bị chuyện vạn thế thần triều làm cho kinh hãi. Trách không được ngũ hành thần thụ nói đã gặp qua Khương Phàm, lại coi trọng Khương Phàm như vậy. Dạ An Nhiên kinh ngạc, cũng cảm động, càng hướng tới. Vạn thế thần triều, chủ nhân của Thương Huyền, Thiên Hậu, Tu La, Chư Vương, Chiến Tướng Khai Quốc. Còn có bách tộc chiến trường, Côn Lôn quỷ vực kia. Dạ An Nhiên cảm giác giống như ở trước mặt bị Khương Phàm đẩy ra một cánh cửa thế giới rộng lớn hơn, thấy được cách cục thế giới càng mênh mông hơn, càng thêm đặc sắc hơn. Loại cảm giác kỳ diệu lại mãnh liệt này, chỉ có tại thời điểm nàng tiếp nhận ngũ hành thần thụ chỉ dẫn mới xuất hiện qua. Bầu không khí tại Vô Hồi Thánh Địa dần dần vi diệu, bầu không khí ở La Phù Sơn Mạch lại nhanh chóng náo nhiệt. Càng ngày càng nhiều cường giả xông vào La Phù, trèo đèo lội suối, thẳng đến Vô Hồi Thánh Địa, khiêu khích không chút kiêng kỵ. Xin mời Vô Hồi Thánh Chủ ra giải thích, tại sao Thánh Địa với tư thái trung lập lại chứa chấp phản nghịch hoàng tộc. Khương Phàm hoắc loạn hoàng tộc phương Bắc, tàn sát người thừa kế hoàng tộc, dẫn dụ hoàng tộc nội loạn, đã là phạm vào tối kỵ, Vô Hồi Thánh Chủ làm tôn chủ Nam Bộ, vì sao còn muốn thu lưu Khương Phàm? Vô Hồi Thánh Chủ, ngài có thể ngồi vào vị trí này, nên có thể thấy rõ vấn đề nghiêm trọng. Thái độ ngài bây giờ xử lý Khương Phàm, trực tiếp liên quan tới thái độ Thánh Địa đối với người trong thiên hạ. Thánh Địa dùng ngàn năm vạn năm xác định tư thái trung lập, nếu như hủy ở trên tay ngài, ngài chính là tội nhân Thánh Địa. Vô Hồi Thánh Chủ, thừa dịp chuyện còn không có nháo đến tình trạng không thể cứu vãn, Khương Phàm giao ra, giao người của Kiều Gia Gia. Người, chúng ta mang đi, ngài, tiếp tục làm tôn chủ Nam Bộ của ngài. Các phương kêu gào. Ngôn ngữ coi như đã cho Thánh Địa mặt mũi, nhưng thái độ đều vô cùng cường thế. Dù sao sự kiện lần này đã đưa tới oanh động chưa từng có, nếu như Vô Hồi Thánh Chủ không thể nào xử lý thích đáng thì chắc chắn sẽ liên lụy Thánh Địa thiên hạ. Đến lúc đó, Thánh Địa Trung ương khẳng định sẽ nghiêm khắc chế tài Vô Hồi Thánh Địa, làm không tốt còn có thể trực tiếp rút đi danh phận Thánh Địa nơi này. Cho nên, còn khách khí cái gì? Cường giả các nơi càng ngày càng nhiều. Trong mấy ngày ngắn ngủi số lượng đã đạt tới hơn 2.000 người. Thanh âm kêu gào càng ngày càng nghiêm trọng, ngôn ngữ cũng càng phát ra khó nghe. 3 ngày. Khương Phàm nhìn qua phương xa bầu trời, vẫn không có chờ được Kiều Vô Hối. Chúng ta không thể nào đợi thêm được nữa, hôm nay nhất định phải bắt đầu. Khương Diễm nhắc nhở Khương Phàm. Người tụ tập bên ngoài càng đến càng nhiều, người của Thánh Địa Trung ương lúc nào cũng có thể đuổi tới. Mà luyện chế đan dược thánh phẩm cũng cần thời gian rất lâu, thật sự nếu không bắt đầu, rất có thể sẽ bị quấy nhiễu. Khương Phàm than nhẹ, hy vọng khi Kiều Hinh mở mắt ra trước tiên liền có thể nhìn thấy hắn cùng Kiều Vô Hối đến nhường nào. Bắt đầu đi, tình huống Kiều Hinh đang càng ngày càng nguy hiểm. Đan Hoàng cũng nhắc nhở Khương Phàm. Nếu như Vô Hối về không được, ta làm sao giải thích cùng Hinh Nhi? Khương Phàm đang muốn quay người, lông mày đột nhiên nhíu lại. Là ở chỗ nào? Khương Diễm khẩn trương, chẳng lẽ Vô Hồi Thánh Địa có vấn đề gì? Nếu như Vô Hối bị bắt, Cổ Hoa hẳn là sẽ gióng trống khua chiêng tuyên truyền.
Dù sao mặt mũi của bọn hắn rất quá lớn, cần tin tức này để trấn khí thế. Nếu như cổ hoa nơi đó không có phản ứng, nói rõ Kiều Vô Hối còn sống. Nếu còn sống, vì sao đến bây giờ còn không có trở về? Hắn không phải xông vào hải vực sao, có khả năng gặp phải phiền toái ở nơi đó, cũng có thể là đang thoát khỏi đuổi bắt. Ta hoài nghi là có người nhúng tay. Ai? Đông Hoàng Thánh Kiệt, lúc ấy hắn ở cổ hoa hoàng thành, chuyện lớn như vậy, hẳn là sẽ bí mật chú ý, thậm chí truy đuổi theo Vô Hối. Ý của ngươi là, Vô Hối có khả năng sau khi trọng thương đã bị hắn mang đi, cũng có thể là trực tiếp bị hắn bắt đi. Đông Hoàng Thánh Kiệt mặc dù là bán thánh, nhưng tu luyện là không gian bí thuật, hoàn toàn có thể nhúng tay quấy nhiễu. Khương Diễm chau mày, suy nghĩ kỹ một chút khả năng này xác thực có. Xem ra ta thật phải tới Vương quốc Hắc Ám rồi. Khương Phàm nhấc lên tinh thần, chỉ cần không phải rơi xuống trong tay cổ hoa, Kiều Vô Hối hẳn là rất an toàn. Khương Diễm nói, nếu thật là rơi xuống trong tay bọn họ, Đông Hoàng Thánh Kiệt hẳn là sẽ chờ ngươi ở Vương quốc Hắc Ám. Khương Phàm cao giọng hô, xin mời tất cả luyện đan sư xuất quan, tập hợp ở đám cháy. Vô Hồi Thánh Địa nhanh chóng náo nhiệt lên, tất cả trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ đều chạy tới đám cháy, các lão nhân cũng đều liên tiếp xuất quan. Thường Huyền Nghĩa và các luyện đan sư trải qua 3 ngày tỉ mỉ điều chỉnh, trạng thái đều khôi phục lại tốt nhất, thay đổi áo bào trắng mới tinh, đi đến chỗ đám cháy. Đám cháy dưới mặt đất của Vô Hồi Thánh Địa bởi vì trận thức tỉnh trước đó của thần binh kia mà đã bị sụp ra, biến thành một cái hố to khổng lồ. Hồ dung nham lúc ấy bị rút sạch, sau đó lại từ biển lửa dưới mặt đất chảy ra, dần dần lấp đầy. Giống, thân thể cao lớn của Khương Bân phá tan biển lửa, từ hố sâu phóng lên tới khung trời. Toàn thân đen kịt, cao hơn 50 mét, lân phiến cứng rắn, ý lạnh tùm, bao trùm toàn thân. 6 cái cánh mở ra hơn 100 mét, mạnh mẽ đanh thép, mãnh liệt huy động, nổ bắn ra thiên khung, 2 cái đuôi dài hơn 10 thước càng là nhìn thấy mà giật mình. Một bên như đao, nặng nề khổng lồ, thiêu đốt lên hỏa diễm mãnh liệt, phảng phất có thể phách sơn liệt địa. Một bên là trường thương, thon dài sắc bén, tĩnh mịch âm trầm, tràn ngập khí tức lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi. Khương Bân chiếm cứ trời cao, vỗ cánh gào thét, tiếng như long ngâm, vang vọng bầu trời. Một khí thế sát phạt không có từ ngữ nào diễn tả được giống như đại dương bao phủ lấy thiên địa. Các đệ tử thánh địa và trưởng lão khí huyết không khoái, vẻ mặt nghiêm trọng. Mặc dù đã gặp rất nhiều lần, nhưng tràng diện rung động đó đến bây giờ còn rõ mồn một ở trước mắt. Khương Phàm nhìn Khương Bân ở giữa không trung, chợt phát hiện chứng ngọc trong thanh đồng tiểu tháp lại động đậy. Mặc dù chỉ là hoạt động rất nhỏ, nhưng lại lay động lên ánh lửa mãnh liệt. Khương Phàm không để ý đến chứng ngọc, bây giờ tinh lực đều muốn phóng toàn bộ tới trên đan dược. Bây giờ, bắt đầu. Khương Phàm ra hiệu với Kiều Vạn Niên, Khương Diễm. Hai người mang theo đội ngũ đi đến phía trước, tách rời ra cùng người của Vô Hồi Thánh Địa và Ly Hỏa Thánh Địa. Trong lúc luyện đan, do chúng ta phụ trách bảo vệ, còn xin các vị lui ra. Bọn người Ngụy Thiên Thu có chút chần chờ, dù sao nơi này cũng là lãnh địa của bọn hắn. Đám người này chung quy vẫn là người ngoài. Lui ra. Vô Hồi Thánh chủ tự mình hạ lệnh. Ngụy Thiên Thu, bọn người Khương Hồng Võ liên tiếp lui về phía sau, nhưng không có rời khỏi quá xa. Lần này cần luyện đan dược, việc có liên quan đến sinh tử một người, vạn lần xin mời các vị toàn lực phối hợp. Khương Phàm lại hành lễ lần nữa đối với Thường Huyền Nghĩa mà mọi người, sau đó lấy quan tài thủy tinh trong thanh đồng tiểu tháp ra. Kiều Hinh khô gầy. Khí tức đã nứt quáng, làn da tìm không thấy nửa điểm sáng bóng, chợt nhìn tựa như là một thi thể đã cất giữ rất nhiều năm. 6 vị lão nhân trăm tuổi của Kiều gia đi tới, sau khi cung kính hành lễ với quan tài đá, đã tự mình gánh vác quan tài thủy tinh. Người Khương Phàm muốn cứu chính là nàng sao? Nàng hẳn là rất quan trọng đối với Khương Phàm. Nhìn giống như là thi thể, chẳng lẽ còn có thể khởi tử hồi sinh? Bọn người Cơ Lăng Huyên thấp giọng nghị luận. Khương Phàm thả người nhảy xuống hố sâu, rơi xuống hồ bên trên bệ đá giữa dung nham. Thường Huyền Nghĩa, Nhiếp Ẩn Sơn, còn có bọn người Thường Lăng theo sát nhảy đi xuống, số lượng không nhiều, nhưng tất cả lại đều là luyện đan sư cấp đại tông sư. Trong đó Nhiếp Ẩn Sơn càng là người đã từng luyện ra qua thánh đan. Ầm ầm, Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh rời khỏi Khương Phàm, rơi xuống trên bệ đá, uy thế mãnh liệt tràn ngập trong hồ dung nham.
khí thế thật là mạnh. Toàn bộ bọn người Nhiếp Ẩn Sơn đều có phản ứng, sâu trong con mắt bắn ra tia lửa nóng bỏng sáng rực. Khương Phàm liên tiếp lấy ra dược liệu chân tàng trong thanh đồng tiểu tháp. Tất cả đều là chút dược liệu vô cùng quý giá, có chút chí bảo hiếm thấy. Nhiếp Ẩn Sơn và mọi người theo nhau gật đầu, có thể tập hợp đủ những dược liệu này, thật không đơn giản. Nhưng, thời điểm khi Khương Phàm lấy những dược liệu ngàn năm thi khuẩn, hắc sát liên, thiên kết tuế nguyệt hoa, hoàng tuyền trúc, hồi hồn huyết anh, địa ngục sinh sinh hoa, thái em mờ tinh phách này ra. Sắc mặt của Thường Huyền Nghĩa và Nhiếp Ẩn Sơn cũng thay đổi. Mỗi một loại dược liệu đều khuấy động khí tức huyết sát, khí tức linh hồn mãnh liệt, thậm chí còn ngưng tụ thành hình ảnh huyền diệu dọa người. Bọn hắn lại đều gọi không ra tên. Khương Phàm, người đây là... Thường Huyền Nghĩa vừa định hỏi thăm, Khương Phàm đã phóng xuất ra hỏa diễm dưới sự chỉ đạo của Đan Hoàng. Chu Tước Yêu Hỏa, Hỗn Độn Nguyên Hỏa, liên tiếp trùng kích vòng xoáy trên đỉnh lô, ở bên trong dâng lên hỏa diễm mãnh liệt. Xin mời các vị tiền bối, dẫn hỏa diễm đưa vào đỉnh lô. Khương Phàm nghiêm túc hô to, toàn lực khống chế Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Linh hồn Đan Hoàng quấn vào linh hồn Khương Phàm, phối hợp hắn khống chế đỉnh lô. Thường Huyền Nghĩa và mọi người trao đổi ánh mắt, liên tiếp ngồi xếp bằng xuống, phóng thích hỏa diễm riêng phần mình, hình thái khác nhau, uy thế phi phàm, hóa thành hỏa triều mãnh liệt, xông về Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Uy thế Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh trong nháy mắt đã tăng vọt mấy lần, giống như một thần linh đang thức tỉnh, khí tức khiến cho người người hồi hộp quét sạch thâm không, nhìn từ bên ngoài tựa như là sóng lớn vô hình, phóng lên tận trời. Khương Phàm định thần tĩnh khí, gian nan khống chế hỏa diễm tạp nhạp. Làm quen với uy thế cùng thuộc tính của bọn chúng, cũng không ngừng nhắc nhở bọn hắn thay đổi trình độ phóng thích hỏa diễm. Mặc dù hắn muốn mượn dùng hỏa diễm của những đại tông sư này, nhưng nhất định phải do Chu Tước Yêu Hỏa, Hỗn Độn Nguyên Hỏa làm chủ đạo, cam đoan khống chế tuyệt đối với quá trình luyện đan. Vô Hồi Thánh Chủ yên lặng nhìn một lát, quay người rời khỏi. Ngụy Thiên Thu, Lâm Thiên Lộc, theo ta đi ra xử lý những con ruồi bên ngoài kia. Những tiếng kêu gào phía ngoài thánh địa đang rất kích liệt, bởi vì Vô Hồi thánh địa từ đầu đến cuối vẫn không có lộ diện, rất nhiều người đã táo bạo lên. Vô Hồi thánh chủ, người muốn trốn tới khi nào? Nếu như người của thánh địa trung ương đến, người ngay cả cơ hội giải thích đều không có. Trái với tổ huấn thánh địa, đừng nói thân phận tôn chủ của ngươi, coi như cái chức thánh chủ này, người cũng không đảm đương nổi. Giao Khương Phàm ra, chúng ta là vì muốn tốt cho ngươi. Tốt cho thánh địa các ngươi. Ngươi không gánh nổi Khương Phàm, không gánh nổi Kiều Gia, không gánh nổi Ác Nhân Cốc, ngươi là ai cũng đều không gánh nổi, đừng không biết tự lượng sức mình. Số lượng lớn thế lực phương Bắc từ vạn dặm xa xôi đuổi tới cao giọng quát tháo. Rất nhiều thế lực Tây Bộ cũng ở bên cạnh cao giọng hô theo. Ngược lại là rất nhiều thế lực Nam Bộ đều chủ động rơi ở phía sau. Người nơi khác, mới đến, còn không hiểu rõ tình huống. Bọn hắn lại biết lão yêu bà Vô Hồi thánh địa là không dễ chọc cỡ nào. Đúng vào lúc này, mê vụ xung quanh thánh địa đột nhiên nổi lên gợn sóng. Bầu không khí náo nhiệt lập tức an tĩnh, đều khẩn trương lại mong đợi nhìn chằm chằm phía trước. Chẳng lẽ thánh chủ thật muốn thỏa hiệp? Mấy ngày nay trong thánh địa khẳng định đang kịch liệt tranh luận, bây giờ hẳn là đã có kết quả. Khương Phàm ơi Khương Phàm, người thật không nên chạy đến Vô Hồi thánh địa, đối với chuyện như thế này. Vô Hồi thánh địa thật không dám bảo đảm chi ngươi, dù sao chuyện ngươi gây ra cũng quá lớn. Nhưng, bọn hắn đã đợi lại đợi, đều không có thấy ai đi ra, ngược lại là có một con chó chạy đến. Gâu gâu, một con chó hoang lông đen, nhe răng tuét miệng sủa inh ỏi đối với người bên ngoài. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, làm cái gì vậy? Mở cửa, thả chó. Cái này là chuyện thánh địa nên làm. Người quá bẩn thỉu. Gâu gâu, chó hoang đứng ở trong sương mù, sủa inh ỏi với đám người ở bên ngoài, khí thế hùng hổ, một chút cũng không sợ người. Vô Hồi thánh chủ, người khinh người quá đáng. Có một vị cường giả phương Bắc giận tím mặt, chỉ vào Vô Hồi thánh địa gầm thét. Chúng ta là tới giúp các ngươi giải quyết vấn đề, thái độ của các ngươi đây là giải quyết vấn đề sao? Để cho một con chó đến ngao ngao, người khi dễ ai đây? Gâu gâu. Ngươi chỉ là một thánh chủ mà thôi, thật nghĩ mình là đại nhân vật rồi sao? Gâu gâu! Vô Hồi thánh địa, các ngươi có thể được người khác tôn trọng, tất cả đều là bởi vì thái độ trung lập, nếu như chính các ngươi phá hư quy củ, cũng đừng trách chúng ta không khách khí.
Gâu gâu. Chó hoang, cút ngay. Mẹ kiếp, lão tử nói chuyện với ngươi sao? Gâu gâu. Có tin ta bổ ngươi hay không? Gâu gâu. Bên cạnh đột nhiên có người cười. Hai người đây là đang nói chuyện với nhau sao? Ha ha. Đám người cười vang, đều không có ngừng lại. Vô hồi thánh chủ, cút ra đây cho ta. Cường giả phương Bắc táo bạo gầm thét, đấm ra một quyền, cương khí cuồn cuộn, đối diện đánh vỡ nát con chó hoang kia. Tiếng chó sủa im bặt mà dừng, mê vụ rốt cuộc cũng an tĩnh. Vị cường giả phương Bắc này ưỡn ngực, đi đến phía trước, vừa muốn quát tháo, mê vụ đột nhiên truyền ra một tiếng gào thét. A, à, tiểu phúc tử, người chết như thế nào? Tiểu phúc tử, a, à, tiểu phúc tử. Đám người nhíu mày, một con chó hoang cũng xứng có tên. Đường đường là một thánh địa, không nuôi một thánh thú ra dáng mãnh thú, lại đi nuôi một con chó. Bọn hắn vừa mới nổi lên ý nghĩ này thì một thiếu nữ xinh đẹp đã từ trong sương mù lao ra, phù phù quỳ gối bên cạnh đống máu tươi, khóc lê hoa đái vũ. Tiểu phúc tử, người chính là bảo bối tâm can của thánh chủ, làm sao lại chết như vậy chứ? Ha ha, bảo bối tâm can của thánh chủ. Thánh chủ các ngươi rất có nhã hứng nhỉ, nuôi một con chó. Có người cười vang. Thiếu nữ xinh đẹp bi phẫn hô to. Ai nói nó là chó? Nó là Hắc Kỳ Lân, là thánh thú. Là do chúng ta nhặt được từ bên trong đại hoang thâm uyên, ấp trứng hơn 300 năm, hôm trước vừa mới ra đời. Đen, Hắc Kỳ Lân, chết tiệt, người dỗ dành cháu trai sao? Đám người khẽ giật mình, thể hiện quái dị. A, à, tiểu phúc tử, người kiên trì 300 năm, thật vất vả mới ra đời, cứ thế mà chết đi, a. À. Người chính là bảo bối của thánh chủ, người chính là yêu thú bảo vệ thánh địa tương lai, người chết thật thê thảm. Xinh đẹp thị nữ cởi chiếc áo nhỏ bên ngoài, bao trùm máu tươi đầy đất, kêu khóc chạy về mê vụ. Thánh chủ, không tốt rồi, có người giết thánh thú của chúng ta. Thánh chủ, có người giết tới trên cửa chúng ta. Thánh chủ, mau tới đây đi, Hắc Kỳ Lân chết rồi. Thánh chủ ơi, Hắc Kỳ Lân muốn bảo vệ thánh địa chúng ta đã bị tặc nhân giết chết rồi. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở dần dần biến mất ở trong sương mù. Đám người phía ngoài mê vụ thể hiện khác nhau. Chúng ta tới lộn chỗ rồi sao? Nơi này xác định là thánh địa sao? Bên trong ở đều là hài tử sao, hay là đồ đần? Còn Hắc Kỳ Lân, thực sẽ náo. Vị cường giả phương Bắc kia hừ một tiếng, bứt lên cuống họng, cao giọng hô to. Vô hồi thánh chủ, đừng làm những loại chuyện như thế này nữa. Người vẫn phải dũng cảm đối mặt. Phốc, một đường ánh sáng đột nhiên đâm rách mê vụ, đánh xuyên mi tâm nam tử. Máu tươi liền bừng lên trên gương mặt. Quá nhanh, quá đột ngột. Nam tử vô ý thức sờ lên mi tâm mình, khẽ nhếch miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng lại ngửa mặt ngã quỵ. Chết rồi. Mấy ngàn cường giả phía ngoài hơi biến sắc, thánh địa giết người. Bọn hắn cố kỵ thanh danh thánh địa, không có chủ động ra tay. Làm sao thánh địa còn chủ động giết người? Hỗn trướng, ai dám mạo phạm vô hồi thánh địa ta? Một tiếng tức giận uy nghiêm vang vọng vô hồi thánh địa, xuyên thấu qua mê vụ, quét sạch rừng rậm hoang dã. Thanh triều mãnh liệt nương theo uy thế cường đại nhấc lên cuồng phong vô tận, đại địa oanh minh, cây rừng lay động, hơn nghìn người đứng tại chỗ liền bị tung bay ra ngoài. Tặc nhân các ngươi dám giết thánh thú của ta, xông vào thánh địa của ta. Thánh địa uy nghiêm không dung các ngươi chà đạp, giết, cho ta. Tiếng tức giận gào thét càng ngày càng mạnh, chấn thiên động địa. Một tiếng sát lệnh, để đám người bên ngoài bỗng nhiên biến sắc. Chờ chút, ai xông thánh địa? Giết, thề sống chết bảo vệ uy nghiêm thánh địa. Giết, uy nghiêm thánh địa, không thể xâm phạm. Giết giết giết, vì thánh thú, báo thù. Bọn người Ngụy Thiên Thu, Lâm Thiên Lộc cường thế giết ra. Số lượng lớn trưởng lão vô hồi theo sát phía sau, tế lên vũ khí, dâng lên năng lượng, trực tiếp lao thẳng đến cường giả các phương không có chút chuẩn bị nào. Mấy trăm cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị vô tình oanh sát, huyết nhục văng tung tóe, thảm liệt rung động. Các ngươi điên rồi. Mẹ kiếp, ai xông thánh địa? Kia là một con chó hoang, các ngươi quá hố. Vô hồi thánh chủ, ngươi là tôn chủ Nam Bộ, khốn kiếp, ngươi có xấu hổ hay không? Các phương quá sợ hãi, trực tiếp mắng lật trời. Dùng con chó làm bộ thành Kỳ Lân. Đây là đang lăng mạ trí thông minh của chúng ta. Ai dám nhục mạ tôn chủ Nam Bộ? Vô hồi thánh chủ tự mình xuất hiện, cường quang ngập trời,
sáng lạn như mặt trời, một tiếng thét lên ra lệnh, uy chấn toàn trường. Mạo phạm thánh địa, sát hại thánh thú, còn dám nhục mạ tôn chủ, đám đạo trích các ngươi lấn vô hồi thánh địa ta quá đáng. Giết cho ta, phong tỏa La Phù Sơn Mạch, giết hết, giết tuyệt. Một tên cũng không để lại. Vô hồi thánh chủ còn chưa dứt lời, không gian sau lưng đã chấn động, vòng xoáy tuôn ra, chín cái lỗ đen cường thế xé mở. Lỗ đen giống như đang sâu chuỗi với bóng tối vô tận ở đại hoang, từng tiếng gào thét thảm thiết, táo bạo, nương theo sát khí thảm liệt, mãnh liệt mà ra. Giống giống, từng con hung tàn mãnh thú xông ra khỏi lỗ đen, nương theo sát khí thảm liệt, tràn ngập đất trời bao phủ núi sông, rừng rậm. Vô hồi thánh chủ, người coi người trong thiên hạ là đồ đần sao. Các phương tức giận, hung hãn chém giết. Bọn hắn đều là cường giả đến từ các phe, tai to mặt lớn, có thân phận có địa vị, chưa từng nhận qua nhục nhã như thế này, mà cảnh giới của bọn hắn đều phổ biến tại linh hồn cảnh cao giai, thậm chí là niết bàn cảnh, bọn hắn nổi giận đan sen, lập tức triển khai phản kích cường thế. Ghi chép lại hình ảnh cho ta, chuẩn bị đưa lên tổ sơn. Vô hồi thánh chủ mặt không thay đổi mệnh lệnh đệ tử bên cạnh. Thứ nàng muốn chỉ là cái lý do mà thôi. Có lý do, chẳng khác nào trông vào quy củ. Trông vào quy củ, coi như các lão tổ tông tổ sơn tới, cũng không thể làm gì nàng. Huống chi bây giờ đánh nhau, càng đến ghi chép càng tốt. Thời điểm ghi chép tránh khỏi người của chúng ta, nhắm ngay những tên gia hỏa tàn nhẫn kia. Ghi chép hình ảnh chúng ta bị tổn thương nhiều một chút. Vô hồi thánh chủ nói xong, tự mình hạ trận, lao thẳng đến những cường giả kia. Một trận chém giết thảm liệt, bộc phát trong rừng rậm bên ngoài vô hồi thánh địa. Quá đột nhiên. Hơn nữa còn là đến thật. Cho dù là những thế lực nam bộ kia đã có hiểu biết đối với tính cách của vô hồi thánh chủ, bọn họ cũng không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp triển khai đồ sát ở thời kỳ nhạy cảm này. Là đồ sát thật. Các thế lực đến từ Tây Bộ Bắc Bộ càng loạn, cũng cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy. Cái này thật sự chính là thánh địa sai. Thánh địa còn có thể táo bạo như thế sao? Ở chỗ bọn hắn đó, người của thánh địa đều là dịu dàng nho nhã, lương nhân không hỏi thế sự. Bọn hắn tức giận phản kích, cũng chật vật chạy trốn, nhưng vẫn đánh giá thấp quyết tâm của vô hồi thánh địa. Căn bản không phải nói nhốn nháo một chút, mà là thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Từ sáng sớm đến trạng vạng tối, ngoại trừ số người cực ít gian nan thoát thân ra, hơn 2.000 vị cường giả tụ tập tại phía ngoài vô hồi thánh địa trước đó, bị tàn sát 2.126 người, sau đó toàn bộ đều bị chặt đầu xuống, bày ra mấy cái chữ lớn đẫm máu, người mạo phạm thánh địa, giết. Hành vi điên cuồng của vô hồi thánh địa thành công chấn nhiếp đến cường giả các phương tiến vào La Phủ phía sau, nhưng cũng chọc giận rất nhiều người. Quá phách lối, quá tàn nhẫn. Thánh địa thiên hạ, chính là một nhà duy nhất. Con mụ điên này 200 năm không có gả đi, có phải là có vấn đề nào đó bị rối loạn rồi hay không? Ngày 10 tháng 9, Khương Phàm trải qua 2 ngày cố gắng, rốt cuộc cũng tạo thành cấp độ hỏa diễm giai tầng rõ ràng trong cửu hoàng luyện thiên đỉnh, lấy yêu hỏa làm chủ, nguyên hỏa làm phụ, dẫn dắt rất nhiều thánh hỏa. Sau đó chính là thời khắc chính thức luyện chế đan dược. Nhưng, càng ngày càng nhiều cường giả đến La Phù Sơn Mạch. Ngoại trừ những cường giả các phương sao động kia, còn có những thế lực được cổ hoa mời tới như tôn chủ thánh địa Bắc Bộ, thiên lân thánh địa, thư viện lớn nhất Bắc Bộ, trục lộc thư viện, hoàng tộc Tây Bắc Bộ, chí tôn Kim Thành, còn có hoàng tộc Nam Bộ, trấn Nam Yêu Quốc. Đại diễn thánh địa cũng sau đó tiến vào La Phù Sơn Mạch. Cân nhắc đến sự táo bạo của vô hồi thánh chủ, các phương đều không có vội vã khiêu khích, mà là đóng quân ở nơi xa, vây quanh vô hồi thánh địa. Sau đó chờ đợi đại biểu của Thánh địa Trung ương, cùng cổ hoa nhân hoàng. Vô hồi Thánh địa. Khương Phàm đắm chìm tại trong quá trình luyện đan, đầu tiên là luyện hóa tất cả dược liệu thành dược dịch, sau đó bắt đầu luyện hóa 7 loại thuốc dẫn. Đan hoàng xuyên thấu qua linh hồn Khương Phàm, quan sát đến tình huống trong đỉnh lô, chăm chú chỉ đạo. Trước tiên luyện ngàn năm thi khuẩn, nó có công hiệu khởi tử hồi sinh, là thuốc dẫn mấu chốt giúp Kiều Hinh tỉnh lại nhất. Đừng xúc động. Ổn định, ổn định. Trước đó ta đã nói với ngươi, thi khuẩn ngàn năm khởi tử hồi sinh không phải sống lại thật sự, mà là biến thành hoạt thi không có ý thức. Tại thời điểm luyện hóa, ngươi phải bình ổn dẫn dược dịch, bồ đề quả, vào tiến hành điều hòa, còn phải dẫn xuất khí tức sinh mệnh từ bên trong hạt sen hắc sát liên. Nhưng chú ý, không cần luyện hóa hắc sát liên, chỉ là dẫn bộ phận dược khí là được rồi.
Đan Hoàng so với Khương Phàm cũng đều khẩn trương. Mặc dù đã từng đứng ở độ cao cực cao, thuật luyện đan cũng đều đăng phong tạo cực, nhưng bây giờ là đang thử nghiệm đan dược mới, mà còn là phải xuyên qua Khương Phàm đến cảm nhận tình huống trong đỉnh lô, không thể không cẩn thận 100 lần. Bọn người Thường Huyền Nghĩa, Nhiếp Ẩn Sơn vừa mới bắt đầu còn bưng giá đỡ, bây giờ cơ bản đều đã an phận. Bởi vì quá trình Khương Phàm khống chế rất bình ổn lại tinh tế, quá trình chỉ dẫn cũng đều có thứ tự. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng được, người ở phía trên lại là Khương Phàm. Bọn hắn càng muốn tin tưởng hơn đó là một vị đan thánh thân phận tôn quý, kinh nghiệm phong phú nào đó đang chỉ dẫn bọn hắn, còn phải là cao giai đan thánh. Sau 2 giờ, Khương Phàm thành công luyện hóa, ngàn năm thi khuẩn. Tốt, rất tốt, khống chế lại dược dịch thi khuẩn, chúng ta bắt đầu bước kế tiếp. Không được đụng tới hắc sát liên, trước tiên ta luyện hoàng tuyền trúc. Tình huống của Kiều Hinh rất phi diệu, muốn nàng thức tỉnh, tương đương với trùng sinh. Công hiệu của hoàng tuyền trúc tương đương với an bài Kiều Hinh trải qua một trận luân hồi. Chú ý, thời điểm luyện hóa phải ổn, phải nhanh, phải lấy hỗn độn nguyên hỏa làm hỏa diễm chủ yếu, dẫn dắt hỏa diễm đi luyện chế. Đan Hoàng tiếp tục chỉ dẫn Khương Phàm. Khương Phàm hết sức chăm chú, từ bỏ tất cả tạp niệm, đắm chìm ở trong thế giới đỉnh lô. Từ sáng sớm đến giữa trưa, từ trạng vạng tối đến đêm khuya. Thi khuẩn ngàn năm, hoàng tuyền trúc, thiên kết tuế nguyệt hoa, hắc sát liên, hồi hồn huyết anh, địa ngục sinh sinh hoa, còn có thái em mờ tinh phách, dần dần đều được dung luyện thành dược dịch. Khi ánh nắng sáng sớm vẩy xuống hố to, giọng Khương Phàm đột nhiên cao vút. Tăng lớn hỏa diễm, tất cả tăng lên 3 phần uy lực, chuẩn bị ngưng kết toàn bộ dược dịch. Thường Huyền Nghĩa và đám người tinh thần đại chấn, toàn lực phối hợp. Toàn bộ dược liệu đã hóa thành dược dịch, mang ý nghĩa đan dược đã thành công một bước dài. Nhưng, cuối cùng đan dược có thể thành hình hay không liền phải xem quá trình dung hợp sau đó. Mà quá trình dung hợp càng cần hỏa diễm bá đạo áp chế, cũng càng cần hỏa hầu khống chế tinh tế hơn. Bất luận một loại dược dịch nào dung hợp thất bại, liền sẽ liên lụy toàn bộ quá trình thành hình. Không cho phép mảy may sơ suất. Có ai xem hiểu không? Tiến hành đến trình độ gì rồi? Tiêu Phượng Ngô chờ ở bên ngoài sốt ruột. Chậm rãi chờ là được. Phượng Bảo Nam nắm tay Kiều Linh Vận, yên lặng thay Khương Phàm cầu nguyện. Thánh chủ để cho các ngươi tự mình quyết định là đi hay ở, các ngươi đã nghĩ được chưa? Tiêu Phượng Ngô nhìn trái phải một cái. Ta đương nhiên muốn rời khỏi. Phượng Bảo Nam dùng sức ôm gấp Kiều Linh Vận, mặc kệ là bởi vì Đại Hoang Tù Thiên Trận, hay là vì Kiều Linh Vận, hắn đều phải đi. Chúng ta bồi tiếp. Tịch Nhan Tịch Giao không do dự. Nếu như Đại Hoang Thâm Uyên thật không cần thánh địa xử lý, ta cũng không để ý đi ra ngoài chơi một chút. Cơ Lăng Huyên ngồi ở chỗ đó quơ bàn chân, nhìn khéo léo đẹp đẽ, trong ánh mắt lại lóe ra tinh quang hiếu chiến. Thương Hàn Nguyệt có chút do dự. Dù sao nàng cũng là sinh ra tại thánh địa, lớn lên tại thánh địa, tình cảm của nàng đối với nơi này rất sâu. Mà lần này rời khỏi không phải là đi ra ngoài một chút, chơi mệt rồi trở lại, mà là triệt để cùng Vô Hồi thánh địa đoạn tuyệt liên hệ. Thánh chủ nơi đó cũng đã nói rất rõ ràng, lần này đi, không chỉ là không được về thánh địa, chỉ sợ đi tới liền sẽ chết ở trên đường. Phượng Bảo Nam hỏi Tiêu Phượng Ngô, quan hệ giữa ngươi và Khương Phàm tốt như vậy. Không cùng đi theo. Ta đương nhiên sẽ đi theo. Trước đó chính là muốn kích thích Khương Phàm tác hợp ta cùng Uyển Nhi nha, kết quả tên kia lại không làm. Đám người lắc đầu, thật sự không có cách nào hiểu được gia hỏa này. Lúc này, một thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời, đánh thẳng vào Mê Vụ Thánh Địa. Tử Vi Thánh Địa Trung ương, Đường Nguyên Cực, tiếp kiến Vô Hồi Thánh Địa, xin mời Thánh Chủ gặp nhau. Người của Thánh Địa Trung ương đến. Bọn người Tiêu Phượng Ngô khẩn trương nhìn về phía cửa Bắc, tới nhanh như vậy sao, lại còn là ở thời khắc luyện đan quan trọng nhất của Khương Phàm. Vẻ mặt của Khương Diễm và đám người trở nên nghiêm trọng, toàn bộ đều nắm chặt nắm đấm, tùy thời chuẩn bị kích phát linh văn. Đi qua nhìn một chút, Phượng Bảo Nam đang muốn chạy tới chỗ đó, bị Dạ An Nhiên ngăn lại. Không cần đi, Thánh Chủ sẽ nghĩ biện pháp ngăn lại. Khương Phàm nơi này tùy thời sẽ kết thúc. Chúng ta cũng tùy thời mà rút lui. Vô Hồi Thánh Địa, cửa phía Bắc. Kim viêm ngập trời, thánh quang vạn trượng, uy thế mãnh liệt nhấc lên sóng lớn, rung chuyển không gian. Một con bạch tượng to lớn mà thần tuấn, đứng ngạo nghễ trên đám mây,
ánh sáng mãnh liệt chiếu rọi đến mức tất cả mọi người đều mở mắt không ra, tiếng tượng minh mát lạnh vang vọng đất trời, chấn nhiếp quần hùng. Kim Viêm Thánh Tượng, thánh thú bảo vệ của Tử Vi Thánh Địa, càng là biểu tượng của Tử Vi Thánh Địa. Tại đại địa trung vực minh mông, thánh tượng xuất hành, vạn dân đều bái. Một lão nhân tóc trắng xóa, xếp bằng ở trên lưng thánh tượng, mắt sáng như sao, tiếng như thiên âm, cường thế nhìn Vô Hồi Thánh Địa. Sau lưng thánh tượng còn có hơn 10 vị cường giả đạp trên đám mây, đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm mê vụ bao phủ Vô Hồi Thánh Địa. Chính là Cổ Hoa Nhân Hoàng, cùng các tộc lão trăm tuổi trong hoàng thất. Khương Phàm hẳn là còn ở Vô Hồi Thánh Địa. Người của Thánh Địa Trung ương đã đến, nhìn xem Vô Hồi Thánh Chủ đối phó thế nào. Chí Tôn Kim Thành, Trục Lộc Thư Viện, còn có các cường giả Trấn Nam Yêu Quốc đều phân tán ở hai bên. Thiên Lân Thánh Địa, Đại Diễn Thánh Địa, hai tôn chủ Liên Minh Thánh Địa đều đuổi tới phía trước thánh tượng, hành lễ đối với Đường Nguyên Cực, phân ra hai bên trái phải. Đường Túc Lão, vạn dặm xa xôi chạy đến, cần làm chuyện gì sao? Từ khi ta tiếp quản Liên Minh Thánh Địa Nam Bộ, ở giữa tất cả thánh địa vẫn một mực bình an vô sự, hình như không cần thánh địa trung ương lại đến chỉ đạo. Vô Hồi Thánh Chủ chân đạp hư không, tư thái ưu nhã, phong tình vạn trùng, không vội vã từ trong sương mù đi tới, phía sau còn có Lâm Thiên Lộc, Ngụy Thiên Thu và một đám túc lão cùng các trưởng lão đi theo. Đám người cùng nhau nhíu mày, mở mắt nói lời bịa đặt. Tại sao chúng ta tới, ngươi không rõ ràng? Vô Hồi Thánh Chủ nói xong, bỗng nhiên giật mình. Chẳng lẽ là bởi vì Hồn Thiên Thánh Địa cùng Linh Kiếp Thánh Địa? Vô Hồi Thánh Địa chúng ta trước mấy ngày vô cớ gặp tập kích, vậy mà bọn hắn không đến thăm viếng, cũng không có phái người trợ giúp, thật sự là không nên. Vô Hồi Thánh Chủ, người thấy chúng ta giống đồ đần sao? Giọng nói của Hoàng Kim Sư Vương, Trấn Nam Yêu Quốc như chuông đồng, uy nghiêm hét lớn. Lông trên mặt ngươi quá dày, thấy không rõ lắm. Ngươi, Trấn Nam Yêu Quốc tới đây làm gì? La Phù Sơn Mạch là lãnh địa của Vô Hồi Thánh Địa, hoàng tộc các ngươi không nhận được lời mời, vô cớ liều lĩnh, liền không sợ gây nên mâu thuẫn giữa hoàng tộc cùng thánh địa. Đủ rồi. Đường Nguyên Cực trầm giọng quát bảo ngưng lại. Hắn đã lĩnh giáo qua Vô Hồi Thánh Chủ mạnh mẽ, không muốn cùng nàng dây dưa quá nhiều, nói thẳng. Giao Khương Phàm ra đi, còn có Kiều gia cùng Ác Nhân Cốc. Còn chuyện ngươi thu lưu Khương Phàm, chứa chấp tội phạm truy hoàng tộc nã. Ngươi cần cùng ta về Tổ Sơn Trung ương, tiếp nhận bốn đại thánh địa liên hợp thẩm vấn. Ngươi là vì Khương Phàm mà tới sao? Nếu không, ngươi muốn như thế nào? Hắn chết rồi. Chết lúc nào? 7 năm trước, chết tại Luân Hồi Bí Cảnh, Chí Tôn Kim Thành có thể làm chứng. Khương Phàm là giả chết. Đường Nguyên Cực không cùng với nàng nói nhảm, thái độ vô cùng cường ngạnh. Tình cảnh lúc ấy rất nhiều người thấy được, ngài cho ta cái nhìn giả chết. Vô Hồi Thánh Chủ ngưng đôi mắt lại, trực tiếp đối đầu với Đường Nguyên Cực. Khương Phàm còn sống, đây là sự thật, người không cần rảo biện. Ta rất hy vọng Khương Phàm còn sống, nhưng rất xin lỗi, ta không có gặp hắn. Vô Hồi Thánh Chủ, đừng có lại tranh đua miệng lưỡi. Chuyện này dung ngươi không được rảo biện, người càng không che chở được Khương Phàm. Đường Nguyên Cực nghiêm khắc, cao giọng quát tháo. Chuyện này ảnh hưởng thực sự quá ác liệt. Đường Đường là đệ tử thánh địa, vậy mà lại tàn sát truyền nhân hoàng tộc, còn mang theo đại gia tộc hoàng tộc phản bội chạy trốn. Càng quan trọng hơn là lại còn huyên náo tới thiên hạ đều biết. Nếu như thánh địa muốn bảo vệ tư thái trung lập, giữ vững tôn trọng của dân chúng đối với thánh địa, nhất định phải nghiêm túc xử lý Khương Phàm, thậm chí xử lý Vô Hồi Thánh Chủ. Trước khi hắn tới, tứ đại thánh địa trung ương thánh chủ đã liên hợp làm ra quyết nghị, nếu phải bắt buộc, rút địa vị Vô Hồi Thánh Chủ. Tôn chủ Nam Bộ, minh xác thái độ của thánh địa với thiên hạ. Vô Hồi Thánh Chủ giơ quyển sách bằng ra tới trước mặt Đường Nguyên Cực. Thấy rõ ràng chưa, Khương Phàm đã bị Vô Hồi Thánh Địa ta xóa tên, ký tên kỷ nguyên năm thứ nhất, ngày mùng 8 tháng 8. Làm sao ta biết có phải ngươi vừa viết hay không? Cháu trai, ngươi đây là cố ý gây sự. Ngươi, ta là tôn chủ, địa vị của ta so với ngươi còn cao hơn, ta hơn 200 tuổi, ngươi mới hơn 100. Hãy tôn trọng nãi nãi ta một chút, còn dám la to, không biết lớn nhỏ, coi chừng ta quất ngươi. Đường Nguyên Cực hô hấp gấp rút, vẻ mặt đầy giận dữ, lại đột nhiên tìm không thấy cớ gì. Nói cho cùng, Khương Phàm vẫn chỉ là một đệ tử thánh địa, không phải trưởng lão, càng không phải là túc chủ, Vô Hồi Thánh Chủ xử lý hoàn toàn là tiện tay, không.
không cần thông báo trước với bất kỳ ai. Nếu như Vô Hồi Thánh Chủ khẳng định Khương Phàm đã không còn là đệ tử Thánh Địa, chuyện này cũng không thể lại tính là mâu thuẫn giữa Thánh Địa cùng Hoàng tộc, càng không tới phiên Thánh Địa Trung ương bọn hắn ra tay. Rừng rậm an tĩnh, toàn thể đều không lên tiếng. Bọn hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi được các đại nhân vật, nhưng thực sự chưa từng gặp qua nữ tử nào nhanh nhẹn dũng mãnh như thế. Đường đường là trưởng lão của Tử Vi Thánh Địa, lại bị mắng chửi xối xả. Tôn chủ Nam Bộ, thật không dễ chọc. Cổ Hoa Nhân Hoàng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nếu ngươi đã xóa tên Khương Phàm, hắn cũng đã không còn là đệ tử Thánh Địa. Vậy ngươi chứa chấp tội phạm truy nã của Hoàng tộc ta, cũng là xúc phạm tối kỵ. Ai nói ta chứa chấp rồi? Lấy chứng cứ ra. Để cho ta đi đến tìm kiếm. Ngươi xem Vô Hồi Thánh Địa ta là cái gì, ngươi muốn vào liền có thể vào. Ngươi không để cho chúng ta vào, vậy chúng ta có thể hoài nghi Khương Phàm đang ở Vô Hồi Thánh Địa. Tùy ngươi hoài nghi, không liên quan gì tới ta. Nhưng nếu như ngươi dám xông vào, chính là mạo phạm tôn chủ Thánh Địa, là mạo phạm Thánh Địa thiên hạ. Vô Hồi Thánh Chủ lần nữa rằng co với Đường Nguyên Cực. Ngươi đều là ngươi mang đến, xử lý tốt cho ta. Nên đuổi toàn bộ đi, Hoa Hoa Thảo Thảo bị dẫm chết một lần nữa phải làm sống lại hết cho ta. Đường Nguyên Cực khống chế cảm xúc. Vô Hồi Thánh Chủ, ta đại biểu Thánh Địa Trung ương đến Vô Hồi Thánh Địa kiểm tra. Mặc kệ như thế nào, Thánh Địa đều có trách nhiệm cho Cổ Hoa Hoàng thành một cái công đạo. Một vị trưởng giả của Trục Lộc Thư Viện ra mặt, nói. Vô Hồi Thánh Chủ, chúng ta đều cần một đáp án. Ngươi cần đáp án cái rắm, không phải ngươi là vì bảo bối trong tay Khương Phàm mới đuổi tới nơi này sao, nói trắng ra chính là đến cướp bóc. Một tên cường đạo, còn muốn đáp án, nói ra vẻ đạo mạo, ta nhổ vào, lăn ra khỏi La Phù Sơn mạch ta, nhìn thấy loại người các ngươi đây ta liền cảm thấy buồn nôn. Vô Hồi Thánh Chủ không chút khách khí mà đánh trả một câu, kích thích đến mức dâu ria lão nhân kia đều dựng lên. Trong rừng rậm, sắc mặt của mọi người ai ai cũng đặc sắc. Người muốn ra mặt khuyên giải đều quả quyết bỏ đi suy nghĩ. Đường Nguyên Cực cưỡi Kim Viêm Thánh Tượng đi đến Vô Hồi Thánh Địa. Ta nhất định phải vào Vô Hồi Thánh Địa, ta muốn cho Thánh Địa thiên hạ một lời giải thích, cho người chú ý chuyện này một lời giải thích. Ngươi lại quên quy củ, nếu như không có tình huống đặc biệt, Tứ Đại Thánh Địa Trung ương đối với Tứ Đại Vực Địa Thánh Địa chỉ có chỉ quyền giám sát, không được trực tiếp cai quản. Ngươi mang theo hoàng tộc tự tiện xông vào La Phù ta, đã phạm vào quy củ. Nếu như lại cứng rắn xông Thánh Địa ta, chính là tối kỵ. Chỉ với cái hai lý do này, ta đã có thể ngươi kéo tới Tổ Sơn, muốn cái mạng giả của ngươi. Hôm nay ta đánh cược cái mạng này, cũng phải cho thiên hạ một lời giải thích. Đường Nguyên Cực tỏ thái độ cường ngạnh, nhất định phải tiến vào Vô Hồi Thánh Địa. Ngươi đã nghĩ thông suốt, cái giá khi ngươi tiến vào, chính là chết tại Tổ Sơn. Ta mặc kệ chết ở đâu, hôm nay nhất định phải vào Vô Hồi Thánh Địa. Lão tôn tử vẫn rất có cốt khí, cùng ta vào, ta để cho ngươi cha, nhưng chỉ có thể là ngươi, ngươi ném Bạch Mao Tượng ở bên ngoài. Còn có, nếu như cái gì cũng đều không tra được, ngươi phụ trách mang tất cả mọi người ra khỏi La Phù Sơn Mạch. Các ngươi đều ở lại bên ngoài. Đường Nguyên Cực nhắc nhở cường giả các phương, từ trên thân thánh tượng xuống tới, đi vào mê vụ. Nhưng Đường Nguyên Cực vừa xuyên qua mê vụ, không đợi kiểm tra, liền bị Vô Hồi Thánh Chủ gọi lại. Được rồi, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, uống nước, ngủ một giấc, ra ngoài phục mệnh đi. Nói xong, Vô Hồi Thánh Chủ cũng không quay đầu lại. Cái gì? Đường Nguyên Cực cau chặt lông mày. Lâm Thiên Lộc ngăn ở trước mặt hắn, thản nhiên nói. Đường trưởng lão, nếu như ngươi thật bận tâm mặt mũi Thánh Địa thì nên phối hợp với chúng ta thật tốt. Chúng ta nói Khương Phàm 7 năm trước đã bị gạch tên ra khỏi Thánh Địa thì hắn chính là đã rời khỏi Thánh Địa. Chúng ta nói Khương Phàm không ở Thánh Địa, đó chính là không ở Thánh Địa. Cứ như vậy, hành động của Khương Phàm cũng không liên quan gì với Vô Hồi Thánh Địa, càng không liên quan với Thánh Địa thiên hạ. Nếu như ngươi nhất định phải không phối hợp, như vậy chẳng khác nào Thánh Địa đã ngồi vững trên tội danh can thiệp hoàng tộc tuyệt đối sẽ không tha cho Thánh Địa. Danh vọng mà Thánh Địa tích lũy ngàn vạn năm nay cũng sẽ nhận chất vấn. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chính ngươi ước lượng. Các ngươi dám uy hiếp ta, uy hiếp Thánh Địa Trung ương. Đường Nguyên Cực không nghĩ tới bọn hắn dám ngay thẳng như vậy. Rốt cuộc lựa chọn thế nào mới là bảo vệ Thánh Địa, chính ngươi từ từ cân nhắc.
Thái độ của thánh địa là dựa vào duy trì chính nghĩa, không phải lừa bịp cùng bá đạo. Khương Phàm đang ở vô hồi thánh địa, nhưng ngươi không mang đi được. Nếu ngươi dám dẫn hoàng tộc giết vào vô hồi thánh địa thiên hạ đều sẽ lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Thánh địa và hoàng tộc khai chiến, ngươi càng là kẻ cầm đầu. Đừng tưởng rằng mình kiên trì chính là chính nghĩa, hoàng tộc bên ngoài xin ngươi tới là tôn trọng ngươi sao? Bọn hắn là lợi dụng ngươi, phải dùng tay ngươi giết người của thánh địa. Lâm Thiên Lộc già nua gầy gò, rét căm căm nhìn chừng hắn một cái, quay người đi vào thánh địa. Vô hồi thánh chủ giơ quyển sách bằng ra tới trước mặt Đường Nguyên Cực. Thấy rõ ràng chưa, Khương Phàm đã bị vô hồi thánh địa ta xóa tên, ký tên kỷ nguyên năm thứ nhất, ngày mùng 8 tháng 8. Làm sao ta biết có phải ngươi vừa viết hay không? Cháu trai, ngươi đây là cố ý gây sự. Ngươi, ta là tôn chủ, địa vị của ta so với ngươi còn cao hơn, ta hơn 200 tuổi, ngươi mới hơn 100, hãy tôn trọng nãi nãi ta một chút, còn dám la to, không biết lớn nhỏ, coi chừng ta quất ngươi. Đường Nguyên Cực hô hấp gấp rút, vẻ mặt đầy giận dữ, lại đột nhiên tìm không thấy cớ gì. Nói cho cùng, Khương Phàm vẫn chỉ là một đệ tử thánh địa, không phải trưởng lão, càng không phải là túc chủ, vô hồi thánh chủ xử lý hoàn toàn là tiện tay, không cần thông báo trước với bất kỳ ai. Nếu như vô hồi thánh chủ khẳng định Khương Phàm đã không còn là đệ tử thánh địa, chuyện này cũng không thể lại tính là mâu thuẫn giữa thánh địa cùng hoàng tộc, càng không tới phiên thánh địa trung ương bọn hắn ra tay. Rừng rậm an tĩnh, toàn thể đều không lên tiếng. Bọn hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi được các đại nhân vật, nhưng thực sự chưa từng gặp qua nữ tử nào nhanh nhẹn dũng mãnh như thế. Đường đường là trưởng lão của Tử Vi thánh địa, lại bị mắng chửi xối xả. Tôn chủ Nam Bộ, thật không dễ chọc. Cổ Hoa Nhân Hoàng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nếu ngươi đã xóa tên Khương Phàm, hắn cũng đã không còn là đệ tử thánh địa. Vậy ngươi chứa chấp tội phạm truy nã của hoàng tộc ta, cũng là xúc phạm tối kỵ. Ai nói ta chứa chấp rồi? Lấy chứng cứ ra. Để cho ta đi đến tìm kiếm. Ngươi xem vô hồi thánh địa ta là cái gì, ngươi muốn vào liền có thể vào. Ngươi không để cho chúng ta vào, vậy chúng ta có thể hoài nghi Khương Phàm đang ở vô hồi thánh địa. Tùy ngươi hoài nghi, không liên quan gì tới ta. Nhưng nếu như ngươi dám xông vào, chính là mạo phạm tôn chủ thánh địa, là mạo phạm thánh địa thiên hạ. Vô hồi thánh chủ lần nữa rằng co với Đường Nguyên Cực. Ngươi đều là ngươi mang đến, xử lý tốt cho ta. Nên đuổi toàn bộ đi, hoa hoa thảo thảo bị dẫm chết một lần nữa phải làm sống lại hết cho ta. Đường Nguyên Cực khống chế cảm xúc. Vô hồi thánh chủ, ta đại biểu thánh địa trung ương đến vô hồi thánh địa kiểm tra. Mặc kệ như thế nào, thánh địa đều có trách nhiệm cho cổ hoa hoàng thành một cái công đạo. Một vị trưởng giả của Trục Lộc Thư Viện ra mặt, nói. Vô hồi thánh chủ, chúng ta đều cần một đáp án. Ngươi cần đáp án cái rắm. Không phải ngươi là vì bảo bối trong tay Khương Phàm mới đuổi tới nơi này sao, nói trắng ra chính là đến cướp bóc. Một tên cường đạo, còn muốn đáp án, nói ra vẻ đạo mạo, ta nhổ vào, lăn ra khỏi La Phù Sơn mạch ta, nhìn thấy loại người các ngươi đây ta liền cảm thấy buồn nôn. Vô hồi thánh chủ không chút khách khí mà đánh trả một câu, kích thích đến mức dâu ria lão nhân kia đều dựng lên. Trong rừng rậm, sắc mặt của mọi người ai ai cũng đặc sắc. Người muốn ra mặt khuyên giải đều quả quyết bỏ đi suy nghĩ. Đường Nguyên Cực cưỡi Kim Viêm Thánh Tượng đi đến vô hồi thánh địa. Ta nhất định phải vào vô hồi thánh địa, ta muốn cho thánh địa thiên hạ một lời giải thích, cho người chú ý chuyện này một lời giải thích. Ngươi lại quên quy củ, nếu như không có tình huống đặc biệt, tứ đại thánh địa trung ương đối với tứ đại vực địa thánh địa chỉ có chỉ quyền giám sát, không được trực tiếp cai quản. Ngươi mang theo hoàng tộc tự tiện xông vào La Phù ta, đã phạm vào quy củ. Nếu như lại cứng rắn xông thánh địa ta, chính là tối kỵ. Chỉ với cái hai lý do này, ta đã có thể ngươi kéo tới Tổ Sơn, muốn cái mạng già của ngươi. Hôm nay ta đánh cược cái mạng này, cũng phải cho thiên hạ một lời giải thích. Đường Nguyên Cực tỏ thái độ cường ngạnh, nhất định phải tiến vào vô hồi thánh địa. Ngươi đã nghĩ thông suốt, cái giá khi ngươi tiến vào, chính là chết tại Tổ Sơn. Ta mặc kệ chết ở đâu, hôm nay nhất định phải vào vô hồi thánh địa. Lão tôn tử vẫn rất có cốt khí, cùng ta vào, ta để cho ngươi cha, nhưng chỉ có thể là ngươi, ngươi ném bạch mao tượng ở bên ngoài. Còn có, nếu như cái gì cũng đều không tra được, ngươi phụ trách mang tất cả mọi người ra khỏi La Phù Sơn mạch. Các ngươi đều ở lại bên ngoài.
Đường Nguyên Cực nhắc nhở cường giả các phương, từ trên thân thánh tượng xuống tới, đi vào mê vụ. Nhưng, Đường Nguyên Cực vừa xuyên qua mê vụ, không đợi kiểm tra, liền bị Vô Hồi Thánh Chủ gọi lại. Được rồi, người ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, uống nước, ngủ một giấc, ra ngoài phục mệnh đi. Nói xong, Vô Hồi Thánh Chủ cũng không quay đầu lại. Cái gì? Đường Nguyên Cực cau chặt lông mày. Lâm Thiên Lộc ngăn ở trước mặt hắn, thản nhiên nói. Đường trưởng lão, nếu như người thật bận tâm mặt mũi thánh địa thì nên phối hợp với chúng ta thật tốt. Chúng ta nói Khương Phàm 7 năm trước đã bị gạch tên ra khỏi thánh địa thì hắn chính là đã rời khỏi thánh địa. Chúng ta nói Khương Phàm không ở thánh địa, đó chính là không ở thánh địa. Cứ như vậy, hành động của Khương Phàm cũng không liên quan gì với Vô Hồi thánh địa, càng không liên quan với thánh địa thiên hạ. Nếu như ngươi nhất định phải không phối hợp, như vậy chẳng khác nào thánh địa đã ngồi vững trên tội danh can thiệp hoàng tộc tuyệt đối sẽ không tha cho thánh địa, danh vọng mà thánh địa tích lũy ngàn vạn năm nay cũng sẽ nhận chất vấn. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chính ngươi ước lượng. Các ngươi dám uy hiếp ta, uy hiếp thánh địa trung ương. Đường Nguyên Cực không nghĩ tới bọn hắn dám ngay thẳng như vậy. Rốt cuộc lựa chọn thế nào mới là bảo vệ thánh địa, chính ngươi từ từ cân nhắc. Thái độ của thánh địa là dựa vào duy trì chính nghĩa, không phải lừa bịp cùng bá đạo. Khương Phàm đang ở Vô Hồi thánh địa, nhưng ngươi không mang đi được. Nếu ngươi dám dẫn hoàng tộc giết vào Vô Hồi thánh địa thiên hạ đều sẽ lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Thánh địa và hoàng tộc khai chiến, ngươi càng là kẻ cầm đầu. Đừng tưởng rằng mình kiên trì chính là chính nghĩa, hoàng tộc bên ngoài xin ngươi tới là tôn trọng ngươi sao? Bọn hắn là lợi dụng ngươi, phải dùng tay ngươi giết người của thánh địa. Lâm Thiên Lộc già nua gầy gò, rét căm căm nhìn chừng hắn một cái, quay người đi vào thánh địa. Thánh địa làm sao lại ra được bọn man dợ các ngươi đây? Đường Nguyên Cực giận dữ mắng mỏ. Lâm Thiên Lộc đột nhiên dừng lại, khóe miệng có chút run run, hai tay vác ở sau lưng bỗng nắm chặt. Hắn quay đầu, khóe mắt liếc qua Đường Nguyên Cực. Đừng trách ta nhắc lại chuyện xưa, ngàn năm trước, Đại Hoang thánh địa gặp nạn, La Phủ suýt nữa bị hủy. Thánh địa Nam Bộ đã từng ra tay tương trợ, nhưng thánh địa Trung ương có từng làm viện thủ. Dòng dã 1000 năm, các ngươi giả bộ không thấy, chúng ta chỉ có thể tự mình liều. Mãnh thú đại hoang tàn nhẫn bạo ngược, bọn chúng không theo chúng ta nói chính nghĩa, không theo chúng ta nói đạo lý, chúng ta có thể làm thế nào? Dùng đồ đao liều, dùng máu tươi ra uy. Vì sao chúng ta dã man? Bởi vì ngàn năm qua chúng ta không thể không dã man. Bởi vì là thánh địa trung ương các ngươi làm cho chúng ta dã man. Lâm Thiên Lộc cắn răng ken két. Sự kiện hôm nay, ngươi thành thật làm theo cho ta. Bởi vì các ngươi, nợ chúng ta. Khóe mắt Đường Nguyên Cực co quắp, cũng cắn răng nói. Thánh địa trung ương nợ các ngươi, đã trả. Để Vô Hồi thánh chủ tiếp quản liên minh thánh địa Nam Bộ, chính là thỏa hiệp của chúng ta. Nợ này, các ngươi vĩnh viễn không trả nổi. Vị trí tôn chủ này. Cũng là chúng ta tranh thủ, không phải là các ngươi bố thí. Đừng tưởng rằng ngươi là người của Thánh địa Trung ương liền có thể ở chỗ này khoa tay múa chân, ta cảnh cáo ngươi, nơi này không hầu hạ. Lâm Thiên Lộc nói xong, chắp tay về sau lưng đi đến Thánh địa. Đường Nguyên Cực nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Thiên Lộc biến mất ở trong núi rừng. Hắn tức giận lại càng cảnh giác, liên minh Thánh địa Nam Bộ giao cho Vô Hồi Thánh chủ, rốt cuộc là đúng hay sai? Quán niệm của thánh địa này không hiếm hoi, mà còn sót lại ở trên thân Vô Hồi thánh chủ, càng chảy xuôi trong truyền thừa thánh địa. Tử vi thánh địa hẳn là đã an bài một người tỉnh táo hơn đến. Một âm thanh đột nhiên truyền đến sau lưng Đường Nguyên Cực. Tô Thiên Sóc. Đường Nguyên Cực có chút nghiêng đầu. Tô Thiên Sóc đi ra khỏi mê vụ, nhìn Đường Nguyên Cực mặt đầy gân xanh, lắc đầu, nói. Thánh địa Nam Bộ bởi vì mấy trận hỗn loạn lúc trước đã bị người lên án, ảnh hưởng đến uy tín. Nếu như lại để cho thế nhân nhận định Vô Hồi thánh chủ dung túng Khương Phàm, đã dẫn phát sự kiện phương Bắc, có khả năng tạo thành nguy cơ tín nhiệm của chúng sinh Nam Bộ đối với thánh địa. Loại ảnh hưởng này chỉ sợ mấy trăm hay là hơn ngàn năm qua đều không bù đắp nổi. Thánh địa Trung ương kiên trì chính nghĩa không có sai, nhưng có một số việc cũng phải biết được biến báo. Thánh địa Trung ương xưa nay sẽ không dung túng sai lầm, đây là truyền thống, càng là quy củ. Đường Nguyên Cực vẫn không cách nào thỏa hiệp. Cái gì là đúng, cái gì là sai? Trong mắt của ta, nếu như ngươi tuyên cáo thiên hạ, Vô Hồi thánh địa dung túng Khương Phàm,
mà gây nên thánh địa chiến tranh với hoàng đạo, mới là sai. Ngươi nói với bên ngoài Khương Phàm đang ở vô hồi thánh địa, mà khiến cho hoàng tộc vây công thánh địa, càng là 10 phần sai. Ổn định nhiệt độ đỉnh lô, ngăn chặn hỏa diễm, yêu hỏa, nguyên hỏa đồng thời tấn công mạnh, tuyệt đối không được có bất kỳ ba động nào. Tốt, rất tốt, phân thần khống chế thái em mờ tinh phách, chờ mệnh lệnh của ta. Thái em mờ tinh phách tương đương với rót vào linh hồn cho đan dược, không cần thẩm thấu, mà là cưỡng ép cắt vào. Thông báo đan sư phía ngoài, đếm tới 3, tăng lên 5 phần lực lượng, tiếp tục 3 giây, toàn diện rút lui, sau đó giao cho yêu hỏa và nguyên hỏa áp chế đan dược. Giọng đan hoàng cao vút, vừa nghiêm khắc vừa khẩn trương. Ta nói đến 3, tăng lên 5 phần lực lượng, tiếp tục 3 giây, toàn diện rút về. Khương Phàm lớn tiếng nhắc nhở. Đến cuối cùng, Thường Huyền Nghĩa và đám người toàn bộ đều nhấc lên tinh thần, ổn định tình thế hỏa diễm, đồng thời kích thích khí hải, làm chuẩn bị sau cùng. 3. Khương Phàm cùng đan hoàng cơ hồ đồng bộ, thanh âm nghiêm nghị quanh quẩn dưới hố sâu. 2. Phía ngoài, tất cả mọi người dùng sức nắm chặt nắm đấm, rốt cuộc cũng phải kết thúc sao? Đan hoàng Khương Phàm cùng hô to lên. 1. Tăng lên, 5 phần. Tiếp tục, 3 giây. Thường Huyền Nghĩa và mọi người hô to tiết tấu, phóng thích liệt diễm mạnh mẽ, trùng kích đỉnh lô. 3, 2, 1. Khương Phàm khống chế hỏa triều mãnh liệt, toàn diện mãnh kích đỉnh lô, cưỡng ép khống chế thái em mờ tinh phách rót vào đan dược. Ầm ầm. Đan dược lắc lư kịch liệt, dâng lên dược khí cường thịnh, ba động trong chớp mắt, giống như rót vào linh hồn, giao phó sinh mệnh. Rút lui. Bọn người Thường Huyền Nghĩa quả quyết rút toàn bộ hỏa diễm về. Không lo được tiêu hao, đứng dậy ngóng nhìn đỉnh lô. Khương Phàm hết sức chăm chú, liên tục phóng yêu hỏa cùng nguyên hỏa, cháy hừng hực trong đỉnh lô, bao vây đan dược. Đan dược dâng lên yêu khí cuồn cuộn, khi thì phồng lên, khi thì ngưng tụ, giống như là sinh mệnh thể cường đại đang dãy giụa. Yêu hỏa nung khô, nguyên hỏa ngưng luyện. Khí tức chu tước bá đạo đang áp chế, uy lực nguyên hỏa mênh mông đang khống chế. Đan dược sau khi kéo dài dung chuyển đến hơn 10 giây, rốt cuộc cũng bắt đầu bình tĩnh. Khương Phàm không có chủ quan, tiếp tục duy trì hỏa diễm, cho đến khi đan dược triệt để an tĩnh, mới chậm chạp có thứ tự làm yếu bất hỏa thế, cho đến khi đỉnh lô đều khôi phục lại bình tĩnh. Được rồi sao? Thường Huyền Nghĩa và mọi người trao đổi ánh mắt, lại nhìn chằm chằm đỉnh lô. Đan dược cấp thánh phẩm, thật đã được Khương Phàm luyện thành rồi. Mặc dù bọn hắn phát huy qua 5 phần tác dụng, nhưng toàn bộ hành trình đều là Khương Phàm chủ đạo, hơn 20 tuổi có thể làm được trình độ như vậy, thật sự đã để bọn hắn sợ hãi thán phục. Xong rồi, sư phụ, chúng ta đã luyện thành. Khương Phàm ổn định cảm xúc, mở nắp đỉnh lên, nhìn khí lãng đan dược lơ lửng bên trong, tim lại đập mạnh. Đan dược đã luyện thành, công hiệu nên có cũng đầy đủ rồi. Nhưng, nó, thật sự có thể cứu sống Kiều Hinh sao? Thử một chút đi. Đan hoàng cũng không dám cam đoan, dù sao tình huống của Kiều Hinh cũng quá đặc thù. 6 vị lão tổ Kiều gia khiêng quan tài thủy tinh đi tới trước mặt Khương Phàm. Toàn bộ đám người Kiều gia nhảy xuống hố to, rơi trên bệ đá, vừa khẩn trương vừa mong đợi. Nữ tử trong quan tài thủy tinh là lão tổ tông ngàn năm trước của bọn hắn, càng là thánh nhân duy nhất trong lịch sử Kiều gia. Mà, Kiều gia từ sau khi có Kiều Hinh, huyết mạch bắt đầu phát sinh thay đổi. Từ kim viêm thánh hỏa đã biến đổi đến kim kiêu linh văn. Trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, Kiều Hinh là tổ tiên chân chính của tất cả bọn hắn ở đây. An nhiên, người ở bên trong rốt cuộc là ai? Thương Hàn Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Người yêu kiếp trước của Khương Phàm. Dạ An nhiên rất bình tĩnh. Nàng vốn là nữ tử cường thế tự ái, chưa từng nghĩ tới sẽ cùng những nữ tử khác chia sẻ nam tử tương lai của mình, nhưng tình huống của Khương Phàm quá đặc biệt. Nàng không cách nào thay đổi được sự thật, mà lại còn cảm mến hắn, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nếu lựa chọn tiếp nhận thì sẽ hoàn toàn thản nhiên, không cần quá lo nghĩ. Hắn muốn phục sinh nàng. Thương Hàn Nguyệt vẫn rất khó tiếp nhận chuyện Khương Phàm lại là người của kiếp trước chuyển thế, có vẻ như còn là một đại nhân vật rất đặc biệt. Nhưng đến cùng là ai, giống như thánh chủ cũng không biết. Nàng chỉ là đang ngủ thiếp đi. Đều đã ngủ thành thây khô rồi. Tiêu Phượng Ngô nói xong liền nhanh chóng ngậm miệng. Cơ Lăng Huyên khinh khỉnh nhìn hắn. Chu Thanh Thọ không ở nơi này, không ai có thể ngăn chặn miệng của ngươi đúng không? Dạ An Nhiên nhẹ giọng nói nhỏ.
nàng là do ngủ quá lâu, lâu đến mức không tỉnh lại. Khương Phàm dùng thời gian 8 năm tìm kiếm dược liệu, từ phương Bắc tìm tới phương Nam, từ vương quốc Hắc Ám tìm tới luân hồi bí cảnh, cuối cùng tìm tới U Minh địa ngục. Bọn người Thương Hàn Nguyệt hai mặt nhìn nhau. Tìm tới U Minh địa ngục. Khương Phàm không phải giả chết sao, đây là sự thực chết qua sao. Lúc này, Vô Hồi Thánh Chủ chạy tới nơi này. Đan dược luyện thành rồi. Thành công, sắp bắt đầu cứu người. Các trưởng lão thánh địa đều tập trung tinh thần nhìn qua hố sâu. Khương Phàm đẩy nắp quan tài ra, nhìn Kiều Hinh khô gầy già nua, trong lòng lần nữa khẩn trương. Đây là cơ hội duy nhất. Nếu như thành công, Kiều Hinh liền có thể tỉnh lại. Nếu như thất bại, có khả năng Kiều Hinh sẽ bị dược hiệu cường đại trùng kích mà triệt để chết đi, hơn nữa còn là tiêu vong vĩnh viễn, không có luân hồi. Hinh Nhi, nhất định phải tỉnh lại. Khương Phàm khẽ hôn trên trán Kiều Hinh, cẩn thận từng ly từng tí bỏ đan dược vào trong miệng của nàng, sau đó vận chuyển linh lực, kích thích đan dược chậm chạp hòa tan. Đan dược thấm ra dược dịch nồng đậm, thuận yết hầu tiến vào thân thể. Dược dịch bốc hơi, hóa thành mê vụ thấm vào huyết nhục hài cốt toàn thân. Nhưng, chờ lại chờ, thân thể Kiều Hinh thoạt nhìn vẫn không có thay đổi gì. Tim của Khương Phàm cũng đã nhảy lên đến cuống họng. Tất cả người của Kiều gia đều quỳ xuống, ôm hai tay, yên lặng cầu nguyện. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ. Thân thể già nua của Kiều Hinh dần dần bình tĩnh, sau đó. Nhịp tim ngừng, hô hấp cũng ngừng, ngay cả cánh tay được Khương Phàm nâng trong tay kia, cũng im ắng trượt xuống. Trong lòng Khương Phàm hung hăng co rụt lại, con mắt trong nháy mắt mông lung. Thời gian lặng yên trôi qua, nhưng lại giống như ngưng kết tại lúc này. Khương Phàm cả quên thở, quên cả chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Hinh. Kiều Hinh cũng rốt cuộc không có sinh tức. Không, không, nàng không thể nào như thế này. Nàng không thể nào đối với ta như vậy. Hinh Nhi, cầu xin nàng, hãy kiên trì, Hinh Nhi. Khương Phàm hốt hoảng cầm lấy tay Kiều Hinh, nước mắt tràn mi mà ra. Tổ tiên! Đám người Kiều gia rên rỉ một mảnh. Thất bại rồi. Đan dược rõ ràng đã luyện tốt, vì sao lại không có hiệu quả? Bọn người Thường Huyền Nghĩa lắc đầu than nhẹ, người chết sao có thể phục sinh, thi thể mệt mỏi có thể nào chống đỡ được thánh đan kích thích mãnh liệt. Đám người bên ngoài hố to cũng ảm đạm đi, trầm mặc không dám nhiều lời. Hinh Nhi, cầu xin nàng, nàng không thể đối xử với ta như vậy. Hinh Nhi, nàng mở mắt ra nhìn ta đi, ta đã trở về. Nàng đã đợi ta ngàn năm, vì sao lại không thể kiên trì thêm chút nữa. Tỉnh lại đi, cầu xin nàng. Khương Phàm run rẩy tay thử đi thử lại dò xét hơi thở của Kiều Hinh, nước mắt rơi như mưa. Vì sao? Tại sao lại thất bại? Mỗi một loại thuốc dẫn đều có công hiệu thần kỳ, gồm có khởi tử hồi sinh, luân hồi, tạo máu, chú hồn, nghịch chuyển sinh tử các loại, các mặt. Liền xem như là thi thể thật, đều có thể cứu sống. Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Ngàn năm dày vò, cuối cùng vẫn không thể chờ đợi được hy vọng sao? Hinh Nhi à, nàng không thể như thế này được. Tỉnh lại đi, đừng khóc nữa. Giọng đan hoàng vang lên trong đầu Khương Phàm. Còn có thể cứu. Toàn thân Khương Phàm run rẩy, giống như là người đi ngược dòng đột nhiên bắt lấy được một cây cỏ cứu mạng vậy. Đan dược hẳn là có hiệu quả. Người chú ý tình huống của nàng, mặc dù không có nhịp tim, không có hô hấp, nhưng nàng vẫn tồn tại. Nếu quả như thất bại thật, sẽ chỉ có 2 kết quả. Một là dược hiệu kích thích mãnh liệt thân thể của nàng, trực tiếp nổ tung. 2 là thân thể không chịu nổi tàn phá, nhanh chóng biến chất, cho đến khi biến thành bụi. Ngươi lại nhìn tình huống của Kiều Hinh đi, nàng đã ổn định. Một tiếng ổn định, khiến cho Khương Phàm phấn chấn cực lớn, cũng làm cho hắn ổn định tâm tình. Khương Phàm vội vàng lau khô nước mắt, nắm chặt tay Kiều Hinh. Đan Hoàng phân tích nói, nàng không có lập tức tỉnh lại. Hẳn là do huyền M đan tổn thương ngàn năm, so với những gì ta dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên dược liệu bên trong viên đan dược kia đều có hiệu quả thần kỳ, bọn chúng sẽ giúp Kiều Hinh ổn định tình huống, sau đó từng bước triển khai phản kích và cứu rỗi. Việc ngươi nên làm đều đã làm xong, tiếp theo thì phải nhìn Kiều Hinh. Từ hôm nay trở đi, chính là con đường trở về của mình nàng, có thể đi hay không, bao lâu thì đến, đều phải xem chính nàng. Nguy hiểm lớn bao nhiêu? Khương Phàm giấy lên hy vọng, nhưng vẫn níu lấy hy vọng.
Công hiệu bên trong dược liệu bao gồm thanh lý thi khí, chữa trị cơ thể, ổn định linh văn, còn có khởi tử hồi sinh, cùng luân hồi các loại. Đơn giản mà nói, nàng đang trải qua một trận biến đổi cùng loại với trùng sinh. Tin tức xấu là, quá trình này tồn tại nguy hiểm to lớn, có khả năng nàng sẽ thất bại. Tin tức tốt là, nếu như nàng có thể thức tỉnh, chính là chân chính sống lại. Khương Phàm thể hiện vẻ đắng chát trên mặt, thì thào khẽ nói. Còn phải đợi sao? Có thể làm được một bước này, đã rất hiếm thấy. Đan Hoàng nhẹ giọng thở dài. Kiều Hinh dùng 9 viên huyền M đan, từ cơ thể đến linh hồn đều gần như đã đến với trạng thái tử vong. Người muốn dùng một viên đan dược, triệt tiêu tổn thương của 9 viên huyền M đan dài đến ngàn năm, nào có dễ dàng như vậy? Khương Phàm lắc đầu, bình phục tốt tâm tình. Cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy tay Kiều Hinh, nhẹ giọng cổ vũ. Hinh nhi, nàng đã ăn đan dược, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh. Không nên gấp gáp, từ từ điều trị, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh nàng, chờ nàng tỉnh lại. Khương Diễm quan sát đến sắc mặt Khương Phàm. Còn có hy vọng sao? Hy vọng ở trong tay nàng, có thể kiên trì nổi hay không, cần nhờ chính nàng. Khương Phàm thay Kiều Hinh thoáng chỉnh lý mái tóc dài khô cạn. Đắp nắp quan tài lên, thu quan tài thủy tinh vào trong thanh đồng tiểu tháp. Thường xuyên nói chuyện với nàng. Đan Hoàng nhắc nhở Khương Phàm. Tình huống giống như trùng sinh này rất phức tạp, ngay cả hắn cũng không dám cam đoan cái gì, chẳng may sau khi tỉnh dậy cái gì cũng đều quên, vậy thì rất phiền toái. Các vị tiền bối, vất vả rồi. Khương Phàm hành lễ với bọn người Thường Huyền Nghĩa, mang theo người Kiều gia rời khỏi hố sâu. Vô Hồi Thánh Chủ nói. Thánh địa đã bị bao vây, các ngươi đừng vội ra ngoài. Người của Thánh địa Trung ương đến sao? Tới. Ngài có thể ứng phó không? Không có chuyện gì bản Thánh chủ ứng phó không được. Cho ngài thêm phiền phức rồi. Chờ bọn hắn tản ra, chúng ta sẽ nhanh chóng tiến vào Đại Hoang. Tiến vào Đại Hoang, tùy ngươi giày vò, nhưng ta đây có hai điều kiện. Ngài nói đi. Đầu tiên không được loạn đụng Đại Hoang Thâm Uyên. Nơi đó có rất nhiều đệ tử thánh địa đóng giữ, ta không muốn bọn hắn chịu tai bay vạ gió. Thứ hai, không được lạm sát bất cứ kẻ nào của thánh địa khác, mặc kệ là bây giờ, hay là tương lai. Ngài yên tâm, ta sẽ tôn trọng thánh địa, tôn trọng người trong thánh địa. Đại Hoang Thánh Địa đang trù hoạch kiến lập, chúng ta điều tập 12 pho tượng, phạm vi ánh sáng bao trùm 80 dặm. Đêm xuống, các ngươi có thể tới đó tránh né. Nhưng... tuyệt đối không được quang minh chính đại đến đó, mà là đi đến từ địa đạo, càng không thể để bất cứ kẻ nào biết. Khương Phàm cảm động. Tạ ơn Thánh Chủ. Bọn người Kiều Vạn Niên một lần nữa đánh giá đến vị Thánh Chủ lạnh nhạt cường thế này, vậy mà lại dùng nơi đang chủ hoạch kiến lập Thánh Địa cho bọn hắn làm căn cứ. Nếu như bị người khác phát hiện, thì sẽ không có cơ hội rảo biện, Thánh Địa Trung ương nơi đó càng sẽ nghiêm trị Vô Hồi Thánh Chủ. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được. Vị thánh chủ này thật rất để ý Khương Phàm. Vô Hồi Thánh Chủ lạnh lùng nói. Đừng cảm ơn ta cái gì cũng không biết, ta và ngươi càng không có bất kỳ liên quan gì. Đồ nên thu thập đều đã thu thập xong, chuẩn bị lăn đi. Khương Phàm nhìn về phía bọn người Phượng Bảo Nam. Các ngươi đã suy nghĩ kỹ. Ta đi. Tiêu Phượng Mô liếc mắt nhìn Khương Uyển Nhi, vừa muốn bàn bạc chút điều kiện, kết quả bị Cơ Lăng Huyên đạp một chân. Lời nói đã lăn đến yết hầu quả quyết thay đổi. Người đi đâu, ta đi đó. Thương Hàn Nguyệt nhìn Vô Hồi Thánh Chủ, vẫn còn có chút do dự. Cơ Lăng Huyên kéo nàng lại, nói. Chúng ta đeo lên mặt nạ, thay cái tên, đi ra bên ngoài tùy tiện náo. Chỉ cần không bị người trực tiếp phát hiện, chúng ta vẫn là đệ tử thánh địa. Nếu như đến cuối cùng còn không có phát hiện, chúng ta trở lại, tiếp tục làm đệ tử thánh địa của chúng ta. Thương Hàn Nguyệt lắc đầu cười khẽ, sư tỷ rất được thánh chủ chân truyền. Khương Phàm đi đến trong cấm địa của thánh địa, lấy hai kiện thần binh đang yên lặng là chiến kích, tấm chắn, toàn bộ chuyển vào tầng thứ ba của thanh đồng tiểu tháp. Dương Biện, Lý Dần, Hứa Đan đều đã bị chuyển tới trong này. Dương Biện, chiến kích thuộc về ngươi. Lý Dần, tinh thuẫn thuộc về ngươi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi một bên tu luyện, một bên dùng máu tươi nuôi nấng. Thời khắc chú ý tình huống của bọn nó. Bọn chúng đều là chiến binh đã yên lặng mấy chục vạn năm, có thể tỉnh lại hay không, nhìn chính tạo hóa của các ngươi. Khương Phàm vừa dứt lời, Lý Dần, Dương Biện lập tức tiến lên. Mấy chục vạn năm,
Dương Biện nhìn chiến kích đen kịt dài đến 100 mét, cảm xúc bành trướng. Vũ khí bình thường đều không vào được mắt của hắn, nhưng vũ khí như thế này đáng để mong chờ một chút. Bên ngoài Vô Hồi Thánh Địa, Đường Nguyên Cực mang theo tâm sự nặng nề đi ra khỏi mê vụ. Đường trưởng lão, tra được chưa? Ngài cũng đã đi đến 3 giờ rồi. Cổ Hoa Nhân Hoàng ngữ khí nghiêm khắc, nếu như không phải thân phận của Vô Hồi Thánh Địa quá đặc thù, hắn thật muốn mang người giết đến. Người xác thực không ở đây. Đường Nguyên Cực làm ra quyết định. Không ở đây, hắn có thể chạy đến đâu được. Cổ Hoa Nhân Hoàng giận tím mặt, sắc mặt của những người còn lại cũng lập tức trở nên khó coi. Khương Phàm đã chết tại Luân Hồi Bí Cảnh 7 năm trước, Chí Tôn Kim Thành, Đại Diễn Thánh Địa, Phạm Thiên Thư Viện và rất nhiều thế lực đều đã từng công khai làm chứng, Vô Hồi Thánh Chủ cũng xác thực đã xóa tên hắn. Về phần vì sao hắn lại còn sống, đã không còn quan hệ gì với Thánh Địa nữa. Mà trong 7 năm này, Khương Phàm cũng xác thực không có xuất hiện qua tại Nam Bộ, chuyện này các phương đều có thể làm chứng. Chờ một chút, ngươi muốn nói cái gì? Ánh mắt của rất nhiều người đều thay đổi. Bắt đầu từ 7 năm trước, Khương Phàm đã không có bất cứ liên quan nào cùng Thánh Địa nữa. Những gì hắn làm, không thể đại biểu cho Thánh Địa. Đường Nguyên Cực, Thánh Địa các ngươi muốn bao che Khương Phàm sao? Cổ Hoa Nhân Hoàng giận dữ mắng mỏ. Hắn gióng trống khua chiêng nháo đến Trung Vực, vốn cho rằng Thánh Địa Trung ương sẽ nghiêm túc xử lý, không nghĩ tới vậy mà lại đạt được đáp án như thế này. Đường Nguyên Cực không nhìn đến ánh mắt đã đỏ lên hết của Nhân Hoàng, đại biểu Thánh Địa Trung ương chính thức tuyên bố. Ta phụng mệnh đến Vô Hồi Thánh Địa chủ yếu là đến điều tra tình huống. Bây giờ sự thật đã điều tra rõ, Khương Phàm rời khỏi Thánh Địa hoàn toàn hợp lý. Khương Phàm sớm tại 7 năm trước đã không còn thuộc về Thánh Địa, hắn từ đó về sau, tất cả những chuyện hắn làm, đều không liên quan với Thánh Địa. Ngươi phải phụ trách vì lời ngươi nói. Nhân Hoàng tức giận không kiềm chế được. Ta đương nhiên phụ trách, Khương Phàm chết là do Hoàng tộc làm chứng, Khương Phàm bị trục xuất cũng là có tôn chủ Thánh Địa làm chứng, không có bất cứ vấn đề gì. Đường Nguyên Cực trở lại trên thân Thánh Tượng, chắp tay với thế lực khắp nơi. Nếu chuyện không liên quan với Thánh Địa, ta cáo từ trước. Cổ Hoa Nhân Hoàng hét lớn. Nếu Khương Phàm không thuộc về Thánh Địa, vì sao hắn còn tiến Vô Hồi Thánh Địa? Khương Phàm có tới qua Vô Hồi Thánh Địa, nhưng đã bị Vô Hồi Thánh Chủ xua đuổi, trước mắt đã chạy đến Đại Hoang. Ta tự mình điều tra, xác thực là như vậy. Đường Nguyên Cực nói xong, cưỡi Kim Viêm Thánh Tượng trực tiếp rời khỏi. Đại Diễn Thánh Chủ cũng nói. Ta lấy danh nghĩa tôn chủ Tây Bộ đảm bảo, đúng là 7 năm trước Khương Phàm đã bị trục xuất Vô Hồi Thánh Địa, bây giờ Khương Phàm càng không ở Vô Hồi Thánh Địa. Cũng xin khuyên các vị, nếu hành động của Khương Phàm đã không liên quan với Thánh Địa, còn xin đừng lại lên án Thánh Địa, càng đừng lại mạo phạm bất kỳ một Thánh Địa nào. Thánh Địa một mực thừa hành thái độ trung lập, chúng ta không trộn lẫn bất cứ chuyện gì, nhưng nếu như nhận khiêu khích, chúng ta cũng tuyệt đối không bỏ qua. Sắc mặt Cổ Hoa Nhân Hoàng âm trầm, đã hiểu Thánh Địa đang tính kế. Bọn hắn là muốn khẳng định Khương Phàm không thuộc về Thánh nơi này, vặn vẹo sự thật Thánh Địa khiêu chiến Hoàng tộc. Chí Tôn Kim Thành và các thế lực cũng đều rõ ràng tâm tư Đường Nguyên Cực. Nhưng, chuyện Khương Phàm chết tại 7 năm trước, đã từng được Chí Tôn Kim Thành cấp bậc Hoàng tộc, cùng siêu cấp Thư viện Tây Bắc, Phạm Thiên Thư viện tự mình làm chứng qua. Khương Phàm cũng quả thật biến mất 7 năm. Cứ như vậy. Lý do Thánh Địa muốn thoát khỏi dây dưa liền xem như hợp tình lại hợp lý. Nếu Khương Phàm không còn thuộc về Thánh Địa, vậy chúng ta có thể không cố kỵ gì, tiến vào Đại Hoang cho ta, giết. Cổ Hoa Nhân Hoàng lớn tiếng quát ra lệnh, mang theo cường giả hoàng tộc thẳng đến Đại Hoang. Trấn Nam Yêu Quốc và các thế lực cũng đều nhao nhao khởi hành. Đối với bọn hắn mà nói, Khương Phàm rời khỏi Thánh Địa ngược lại là một tin tức tốt, như thế này bọn hắn có thể trực tiếp bắt. Hoàn toàn không cần để ý Thánh Địa can thiệp. Tất cả đứng lại cho ta. Vô Hồi Thánh Chủ lại từ trong sương mù đi ra, thanh âm lạnh lẽo mang theo vài phần uy thế, vang vọng dãy núi. Ta nhắc lại các ngươi vài câu, Đại Hoang đang chủ hoạch kiến lập Đại Hoang Thánh Địa, mang ý nghĩa Đại Hoang đã trở lại sự khống chế của Thánh Địa. Bất kể là ai, không nhận được lời mời mà xông đến nơi đó, chính là mạo phạm. Tình huống lần này đặc thù, ta đặc biệt khai ân. Cho phép các ngươi ở lại Đại Hoang 3 tháng. Sau 3 tháng, nếu như phát hiện bất luận người ngoài nào còn ở Đại Hoang quấy rối, đừng trách ta không khách khí. Không khách khí thế nào?
Nhân hoàng đưa ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao tiếp cận Vô Hồi thánh chủ, hắn rất rõ ràng nữ tử này là đang lợi dụng quyền lợi đặc thù của thánh địa trợ giúp Khương Phàm. Gạch chéo ngược. Còn là nhân hoàng sao, nói đều nghe không rõ. Vô Hồi thánh chủ lười nhác giải thích, vẻ mặt nghiêm một chút, một tay chỉ trời, thanh âm cao vút vang vọng sơn lâm. Ta lấy tên tôn chủ Nam Bộ, pháp lệnh thánh địa Nam Bộ. Trong vòng 3 tháng toàn thể tập kết, vào ở Đại Hoang, chuẩn bị bảo vệ quyền lợi thánh địa. Ta lấy tên tôn chủ Nam Bộ, mời Tử Vi thánh địa Trung ương, hiệp trợ thánh địa Nam Bộ bảo vệ quyền lợi. Ta lấy tên tôn chủ Nam Bộ, mời thánh địa Tây Bộ, hiệp đồng xử lý nguy cơ tại thánh địa Nam Bộ. Sau 3 tháng, toàn diện thanh lý người xâm nhập. Mặc dù kẻ địch cường đại, nhưng chúng ta thể sống chết bảo vệ thánh địa danh dự, tuyệt đối không lùi bước. Lấy thương thiên làm gương, xin mời dân chúng làm chứng. Kỳ hạn 3 tháng, huyết chiến Đại Hoang. Thanh âm cao vút, tuyên ngôn bá khí triệt để trấn trụ cường tộc các phương. Bọn hắn mang theo vẻ mặt phức tạp, chau mày. Lão nương này điên rồi sao? Đây là tuyên chiến. Lấy tên thánh địa, thổi vang kèn lệnh chiến tranh. Mặc dù thực lực thánh địa không phải quá mạnh, nhưng nội tình hùng hậu, số lượng niết bàn cảnh sơ kỳ, trung kỳ tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Nhất là 10 thánh địa liên hợp lại, quy mô kia tương đương khủng bố. Nhưng đây không phải chuyện quan trọng. Quan trọng là thánh địa thuộc về liên minh đoàn thể, cùng chung mối thù, đừng nói ngươi đổ sát bọn hắn, coi như ngươi giết một người cũng là trêu chọc một mảnh. Nếu như trong hỗn chiến giết ai, hậu quả xa so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đường Nguyên Cực dừng ở nơi xa, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Con mụ điên này thật quá phận, rõ ràng đã nói đánh Khương Phàm ra ngoài, lại còn muốn giả tên thánh địa, xung làm minh hữu chiến tranh với Khương Phàm. Nhưng, hắn lại không tìm ra được lý do phản bác. Bởi vì Đại Hoang xác thực đang bắt đầu chủ hoạch kiến lập thánh địa, đây là do Tổ Sơn Trung ương nơi đó quyết định. Nếu đã bắt đầu chủ hoạch kiến lập Đại Hoang thánh địa, Sơn Lâm Hắc Ám Vạn Dặm tại Đại Hoang là thuộc về lãnh địa thánh địa. Nếu các phương không chút kiêng kỵ mà xông vào, rõ ràng chính là mạo phạm. Vô Hồi thánh chủ bảo vệ lãnh địa, không có gì là đáng trách cả. Mà, nàng còn cố ý để lại kỳ hạn 3 tháng, đến chắn miệng tất cả mọi người, để cho người ta càng thêm không lời nào để nói được. Tô Thiên Sóc cao giọng đáp lại. Đại diễn thánh địa nguyện ý tiếp nhận lời mời của Vô Hồi thánh chủ, sau 3 tháng, định xuất liên minh thánh địa Tây Bộ tề tụ về Đại Hoang. Vô Hồi thánh chủ nói lời cảm tạ, lại vừa nhìn về phía Đường Nguyên Cực ở xa xa. Ngàn năm trước, Đại Hoang gặp nạn, các phương coi thường, Tử Vi thánh địa Trung ương trên danh nghĩa phụ trách hiệp trợ thánh địa Nam Bộ, lại khoanh tay đứng nhìn. Ngàn năm sau, Đại Hoang thánh địa trùng kiến, các phương cường thế xâm lấn, nếu như Tử Vi thánh địa lần nữa coi thường, ta, Vô Hồi thánh chủ, sẽ tự thân hướng Tổ Sơn Trung ương, thỉnh cầu liên minh thánh địa Nam Bộ, toàn thể rời khỏi Thương Huyền thánh địa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.